Đây là mẫu chuyện thứ nhất. Một hôm khi Đức Thầy thuyết pháp ở tại tổ đình, có hai ông khách vào nhà, dáng điệu cũng có vẻ trí thức, cử chỉ cũng lịch thiệp, nhanh nhẹn. Sau khi nói xong thời pháp đó, Đức Thầy mới ôn tồn hỏi: xin ông cho tôi biết cái phương danh và đến đây gặp tôi có chuyện chi? Một trong hai ông khách mới đáp lại: chúng tôi là người mộ đạo, chuyên nghiên cứu về các đạo trên thế gian, nên đến đây xin được thăm hỏi và kính xin thầy cho chúng tôi biết thầy tu theo đạo nào. Đức Thầy đáp lại: tôi đạo Phật. Ông khách hỏi tiếp: thầy thọ giáo với ai và học những kinh luật nào ở trong Tam Tạng kinh điển, và tài học của ngài đến đâu? Đức Thầy đáp: tôi không thọ giáo với ai, cũng không học kinh luật nào. Còn về sức học ngoài đời, tôi chỉ học đến bậc tiểu học mà thôi. Ông khách hỏi thêm: thầy không thọ giáo với ai, không học kinh luật nào, tài học chữ cũng không cao, làm sao thầy truyền giáo và phổ thông đạo đức được? Đức Thầy cười đáp: tôi là hạng đã có tiến hóa, tôi đây có tâm Phật. Nói tới đây, Đức Thầy lấy cái tay thầy để vào ngực, rồi đoạn thầy mới đưa ra. Thầy mới nói tiếp: toàn thể chúng sanh đều có Phật tánh, sáng suốt là Phật, mà mê muội là chúng sanh. Nói xong, Đức Thầy hỏi lại hai ông khách: hai ông hỏi tôi học kinh luật nào, vậy xin cho biết Đức Thích Ca Mâu Ni xưa kia đã học với ai? Nếu không phải ngài là bậc tiến hóa sáng suốt, tự tìm đạo để hiến thân cho trần thế. Thính giả đến đây mỗi lúc mỗi đông, tất cả đều im lặng, lắng tai nghe và theo dõi cuộc đối đáp này. Ông khách thứ hai nãy giờ ngồi yên, bây giờ hỏi: thầy truyền đạo để dạy dỗ chúng sanh làm lành lánh dữ, nhưng nếu chúng sanh không nghe theo thầy, làm điều tội ác, thì thầy có làm như Đức Chúa Giê-xu không? Dạy chúng sanh không nghe theo, cứ làm điều tội lỗi, nên phải chịu gia hình nơi thánh giá để thế tội với chúng sanh. Đức Thầy hỏi dặn ông khách: Đức Giê-xu ở ngôi vị nào, cấp bậc nào? Ông khách đáp: ngài sáng lập tôn giáo độc thần, chủ trương thờ hoặc chí tôn là Đức Chúa Trời, do Chúa Giê-xu khởi xướng. Đức Thầy hỏi: nếu ngài là chí tôn, tha tội chúng sanh cũng do ngài, làm tội chúng sanh cũng bởi ngài, thì ngài chịu giá hình bởi thánh giá chịu tội chúng sanh là chịu tội với ai? Hai ông khách không đáp lại, còn Đức Thầy thì tiếp tục giảng kinh. Nam Mô A Di Đà. Bây giờ tiếp theo là cái mẫu chuyện thứ ba, là mẫu chuyện nhảy xuống hang. Kính thưa quý vị, trong cái thời gian mà ông Biện Đài ông đau á, ông đau ông sắp chết, ông cứ ngồi ông than và ông nói: tôi biết tôi bệnh, tôi nặng quá rồi mà sao không thấy thầy về. Ông cứ than bao nhiêu đó hoài. Rồi người ta mới hỏi ông: chứ ông đau mà ông nói không thấy thầy về làm sao? Ông nói: đó Đức Thầy có hứa với tôi, thầy nói chừng nào tôi ra đi á thì thầy về, mà sao tới giờ phút này không thấy thầy về. Thì theo tôi nghĩ, bà con cô bác nói theo tôi nghĩ thì thầy nói vậy đó, là chờ chừng nào mà anh đứt hơi thở cuối cùng thầy mới về tiếp dẫn anh, chứ bây giờ anh còn sống thì anh trong thầy về cũng không được. Mà nguyên do gì mà anh cứ đòi hỏi một hỏi đứa thầy về hoài vậy? Là anh em ta mới hỏi ông. Ông nói không có lý do gì, tôi kể cho anh em nghe. Đó thì bắt đầu mới kể cái mẫu chuyện này. Mẫu chuyện tức là mẫu chuyện mà nhảy xuống hang đó. Ông nói khi đó thầy dẫn đi tới đó có cái hang khoảng bằng cái nông rồi đó. Rồi thầy hỏi: chứ theo như mày dám nhảy xuống hang này không Đài? Thì ông Đài mới trả lời là: không dám nhảy, con không dám nhảy thầy. Rồi thầy nói là: mày là quy y với thầy thì thầy biểu đâu mày phải làm vậy, tại sao mày không dám? Ông nói: giờ con chấp nhận chứ còn không thể nào con dám nhảy cái hang này hết á, hang này quá ghê à. Nếu mày không nhảy tao nhảy, đó là lời của thầy nói, mày không nhảy tao nhảy. Thì ông Biện Đài nói: giờ thầy nhảy cứ nhảy đi. Theo mình nhận xét ông Biện Đài ông kể đó, là ông nghĩ rằng thầy nói vậy với thầy không nhảy đó. Nhưng mà không ngờ thầy nhảy thiệt. Thầy nhảy xuống hang rồi là còn Biện Đài đứng có bình một. Thì khoảng chừng 5 phút sau á, chừng 5 phút sau thì có một người bên tay mặt ông đi qua. Ông già này cũng dạm dở lắm nha, tướng cũng đường đường à, lớn người lắm mà trắng trẻo đẹp lắm. Hỏi: cho mày đứng làm gì đây? Ông Biện Đài nó bạch với ông:
tôi đi với thầy tôi mà thầy tôi biểu tôi nhảy xuống cái hang này, tôi không có dám nhảy, đồ thầy tôi nhảy dưới rồi. Ông già đó nó mày tệ quá rồi, tình thầy trò mà thầy mày biểu mày nhảy thì mày cũng nhảy có sao đâu mày sợ. Bây giờ tao hỏi mày, giờ mày nhảy không nè? Thì Miễn Đài nói không, tôi không dám nhảy đâu, mày không nhảy tao nhảy. Thì con già nhảy xuống cái hang mất cái nữa, thì Miễn Đài cũng đứng một mình nữa. Thì một lát sau, không quá 5 phút đồng hồ, thì bên tay trái đi qua một người nữa, hỏi chứ mày làm gì mà đứng đây? Miễn Đài nói thưa với ông, tôi đi với thầy tôi biểu nhảy cái hang, tôi không dám nhảy. Rồi thầy tôi nhảy rồi, mà nãy giờ cũng có một ông già lại biểu tôi nhảy nữa, tôi không dám. Thì ông già đã nhảy nữa rồi. Thì ông già này ông mới nói thế này nè, ông nói mày vậy là mày quá tệ rồi, người ta nhảy được thì mình nhảy được chứ có sao đâu, sao mày không dám nhảy? Bây giờ tao hỏi mày nhảy hay không mày cho biết đi. Ông nói thưa ông tôi không nhảy. Ông nói mày không nhảy tao nhảy luôn. Đó thì ông già thứ hai nhảy. Thì không quá 5 phút đồng hồ sau thì lại có ông già sau lưng đi tới. Ông già hỏi cho là mày làm gì đứng đây? Thì ông Miễn Đài cũng kể đầu đuôi gốc ngọn đó, thầy tôi nhảy rồi tôi không dám nhảy, thầy tôi nhảy rồi có ông già lại nhảy rồi, kế một ông nữa cũng nhảy nữa, bây giờ tới gặp ông đó, bây giờ mày gặp tao rồi, bây giờ tao hỏi mày dám nhảy không? Nói thưa ông tôi cũng không dám nhảy luôn. Bây giờ tao cho mày biết, mày nhảy mày cũng chết mà mày ở trên này mày cũng chết, là vì mày giờ coi mặt trời sắp lặn rồi, mà mặt trời xuống rồi khuất dạng rồi là cọp teo hùm tượng nuốt mày, đâu có để mày. Mày nhớ kỹ đi, tao nói cho mày suy nghĩ kỹ đi, mày nhảy mày cũng chết à, rồi mày không nhảy mày cũng chết, thì giờ cho mày biết, mày nhảy xuống dưới mày chết mà mày được gặp thầy mày ở dưới, còn mày ở đây mày chết cọp ăn mày, mày không thấy được ai đâu, tao mày xét coi bây giờ mày nhảy không, tao ra điều kiện với mày, mày ôm tao, tao thấy mày nhát quá nhát là mày ôm tao, tao chết mày chết. Thì lúc bây giờ ông Miễn Đài ôm thì xuống tới dưới rồi đó, thì ông Miễn Đài cho biết là trời sáng trưng à. Thì đi xuống dưới rồi đó thì không thấy ông già nào hết. Được 13 lần mới xuống đó hả Đài? Thì mới là đi viếng cảnh, dạo cảnh, dạo chùa. Thì ông Miễn Đài ông mới đi tới mấy cái chùa đó, ông gặp mấy cái tượng cốt bằng vàng, nó giống như bằng đồng bằng vàng mà con mắt chớp chớp, cái miệng cũng mái mái nữa. Cái tượng bằng đồng nhưng mà tại sao nó cử động bằng đôi mắt, bằng cái miệng. Ông nói ngộ quá hen, quá đẹp rồi, ngộ quá hen. Thì Đức Thầy nói được vậy đó, ráng về ráng lo tu đi, nữa tao cho mày tượng. Nhưng mà nhớ nghe, cái ngày mà về Phật có tao. Cho nên ông Miễn Đài ông kể xong rồi, ông nói à bà con à, cái câu nói mà thầy trình Đức Thầy nói là nữa mày về Phật có tao đó, vì thế nên tôi mới trông hoài, tôi trông gặp thầy hoài mà sao không thấy đó, vì thế cho nên tôi mới nhắc nhở hoài. Thì bà con hỏi tôi xin nói mỗi chuyện đó, thì bà con mới trả lời với Miễn Đài, nói anh nói vậy cũng phải rồi đó, nhưng mà chừng nào anh nhắm mắt anh trút hơi thở cuối cùng đó thì tới chừng đó thầy về giúp anh, tiếp dẫn anh. Bây giờ tôi xin kể thêm một cái nhánh nhỏ chút tí thôi. Cái ngày ông Miễn Đài ra đi, cái ngày ông Miễn Đài ra đi đó thì tôi không có nhớ, nhưng mà ở dưới chỗ Miễn Đài nó khoảng chừng 800 thước một cây số trở lại, xuất hiện một người này cạc bốn mấy 50 tuổi, hỏi thăm nhà của Miễn Đài. Bà con hỏi chứ ông có bà con dòng họ gì không? Thì ông đó nói không, tôi chỉ biết nghe tin ổng, hồi đó được thầy dẫn đi non núi, bây giờ tôi muốn gặp ổng, cho biết ổng vậy thôi. Ôi ổng mới chết đêm hôm, chú cứ đi dài lên đi, gặp cái đám xác là tới nhà ông Miễn Đài đó, ông mới mất rồi đêm hôm nè, chưa có chôn ổng. Thì cái người này đi lên hoài, lên tới này đụng cái đám xác, nó hỏi thăm ra là cái đám xác của Miễn Đài. Hỏi cho đây có phải đám xác của Miễn Đài không? Tôi nói phải. Tôi muốn nhìn mặt, thấy ông chết rồi nhưng mà nghe tin ông chết rồi nhưng muốn nhìn mặt ông cho biết. Thôi thì dọn vô hỏi chủ nhà đi, cho tôi là người đi đám không à. Thì ông này bước vô nhà gặp thằng con thứ hai của Miễn Đài. Hỏi làm con thứ hai hỏi chứ giờ chú cho tôi xin nhìn mặt ông già một chút, là vì tôi nghe tin ông hồi đó Đức Thầy dẫn ông đi non núi, giờ muốn gặp mặt biết mặt ổng vậy thôi. Thì ông con của Miễn Đài không cho, ông không cho, thì ông già ở trong này nói không cho thì đi. Thì sau đó khi ông này đi rồi thì con vô cho bà bà hay, nói nãy có một người đến muốn gặp mặt ba mà con không cho, bà vợ quá tức, cái bà mẹ quá tức, tại sao con không cho người ta gặp mặt đi, cha cho con hay, mẹ cho con hay. Cái chuyện này hy hữu lắm, để rồi mẹ cho con biết, lúc đó bà không cho con biết luôn chuyện đó nữa, rồi mẹ cho con biết chuyện này. Thì cái đó là cái gì? Đó là hứa của thầy, là hứa của thầy mà chúng ta không biết được đâu.
chỉ có vợ Miệng Đài ông biết mà thôi. Đó, chúng tôi xin nhận. Giờ tiếp theo đây là cái mẫu chuyện thứ 6 và cái mẫu chuyện con rắn mái gầm. Con rắn mái gầm này được một người tín đồ ở Hòa Hảo kể lại. Người tín đồ Hòa Hảo này trước đây cũng có thân nhân gì đó ở dưới ở Bạc Liêu á, cho nên mới kể lại mẫu chuyện này. Là năm 1942 tại nhà của ông Ký Giỏi. Tại nhà ông Ký Giỏi thì một bên đó thì có cái bộ ngựa. Có cái bộ ngựa thì bên đây có ông Năm Lửa nè, có bà Ký Giỏi nè, có ông Ký Giỏi nè, có ông Long Thơ Cưu nè, với một số nhân vật cao cấp khác đông, khoảng cỡ 10 người ngồi bên bộ ngựa bên đây. Còn cái bàn tròn bên kia thì Đức Thầy ngồi với Cao Bá Hấn. Đức Thầy đọc giảng cho ông Cao Bá Hấn chép. Đức Thầy đọc giảng cho ông Cao Bá Hấn chép. Đức Thầy có nói với Cao Bá Hấn là nói tôi cho ông thư ký hay nha. Tôi nói ra mà sao thì ông chép cho đúng nha. Ông trật một nét mang cái tội. Thì Đức Thầy đương đọc giảng cho Cao Bá Hấn chép. Bỗng nhiên ở dưới dưới chân của Thầy, ở dưới chân bàn, nó có con rắn nó gầm ở trong bò ra. Ở đâu không biết bò ra, còn cách cách cái chân Thầy khoảng chừng 2-3 tấc. Thì lúc đó đó, ông Năm Lửa ông dòm thấy. Ông tính định la lên, ông tính định la lên là Thầy ơi Thầy, con rắn mái gầm nó kế chân Thầy rồi, nhưng mà chưa kịp la. Sửa sẵn tính nói rồi, nhưng Thầy nói trước, Thầy nói năm qua bắt gì con rắn coi, hình như nó bò gần tới cái chân của tôi rồi. Thì ông Năm Lửa ông suy nghĩ, nếu mình không qua thì mình trái ý Thầy, không nghe lời Thầy, mà nếu qua là chắc chết. Vì ông nghĩ rằng rắn mái gầm cắn là chết, hả, cắn là chết, bởi vì trưa nay con rắn mái gầm quý vị biết. Con rắn mái gầm không cắn ai thì thôi, mà hả, cắn một cái là đi. Nó cắn rồi đó, nghe tin rắn mái gầm cắn là chết, không ai cứu nổi cho nó. Cho nên ông Năm Lửa ông suy nghĩ, nếu qua bắt rắn mái gầm là từ chết, chứ không phải chuyện đơn giản. Còn không qua sẽ trái ý Thầy. Rồi Thầy hỏi gặn lại, Thầy hỏi cho qua bắt hay không? Ông nói dạ qua bắt. Thì ông qua, ông vừa thọt cái tay vô, rắn mái gầm mổ một cái, rút trở ra, cái thứ nhất. Ông liều mạng cái thứ hai nữa, tới cái thứ ba thì ông nói không được Thầy ơi, cắn mái gầm này là cắn nằm tại chỗ, con không dám đâu. Thầy nói cái thân tướng ông như vậy, con rắn chỉ mổ có đôi ba lần gì đó mà cũng không dám mắc nữa. Rồi lời sau này làm chuyện lớn gì được không? Mặt của Năm Lửa không còn chút máu. Vừa sợ rắn, vừa bị Thầy quở mà vừa mắc cỡ với anh em. Cho nên ông mặt mày xanh hết. Thì lúc đó cái không khí êm thông hết. Khoảng chừng 5 phút sau, lúc đó Thầy cũng vẫn kêu giảng cho ông Cao Bá Hấn chép, nhưng khoảng 5 phút sau, con rắn cũng còn vẫn còn nằm y tại chỗ. Thì Thầy nói cô Ký bắt giùm coi, ông Năm bắt không được rồi. Thì cô Ký đứng dậy nói liền, cô Ký không có người giật gì hết. Thì cô Ký qua tới thò tay bắt con rắn cũng mổ lần thứ nhất, cô Ký giật tay ra. Nhưng mà cô Ký vẫn bắt lần thứ hai, con rắn mổ một cái nữa. Tới lần thứ ba cô Ký chụp luôn cái đầu. Cô Ký mới bập qua cái trái của Ký nè. Còn nữa mình rắn cô Ký mới co lại, con rắn nó vừa quơ cái đầu mà vừa quơ cái đuôi. Nó bạch cái Thầy con bắn được à. Thầy nói thân nữ lưu mà cũng giỏi quá ha. Đó, Thầy nói thôi vậy thả ra đi. Thì Thầy nói bao nhiêu thôi thì ông Năm Lửa lại càng thấy thẹn nữa. Đó, thì tôi nghĩ rằng cái gan dạ này của Ký, con Ký Giỏi này là do đâu? Là do Thầy kiểm dưỡng lành cho rồi. Chứ cô Ký cũng không gan cỡ đó đâu. Nội thấy ông Năm Lửa là thấy chết rồi. Nhưng mà tại vì Đức Thầy đây muốn quyền để mà nói, để mà làm cho ông Năm Lửa biết con người phải có gan dạ, và tín đồ của Thầy cũng vậy. Thì là cô Ký gọi thả rắn ra rồi thì rắn bò chỗ cũ, đậu lợi bò làm trên cái chỗ cũ hồi nãy đó. Rồi Thầy vẫn tự nhiên kêu đọc giảng lên cho Cao Bá Hấn chép một hồi nữa. Thầy nói thôi giếng ta thăm ta nãy giờ, thôi bò đi. Thì con rắn bò ra trước cái dàn lại trước cửa nhà của ông Ký Giỏi đó. Cũng có bông hoa được ông trước đó. Bò túi ra ngoài, thì trong này cả trong cái bộ ngựa này chạy ra hết, ai cũng chạy ra coi con rắn bò đâu. Cho tới ông Cao Bá Hấn làm thư ký của Thầy đó, buồn viết xuống cái cột, phóng ra ngoài coi luôn. Bỏ Thầy ngồi mình một ở trong nhà. Ra ngoài Thầy nói thôi, cái chuyện nhỏ xíu à, cái chuyện con rắn bò đó thôi, mà bà con bỏ tôi ra ngoài đó hết. Thậm chí cả ông thư ký của tôi mà còn bỏ tôi ngồi một mình đây. Tôi hỏi bà con coi, cái chuyện nhỏ mà còn vậy là sau này cái chuyện lớn hơn rồi còn tới cỡ nào nữa. Thì theo lời ông bà con kể lại thì có một số anh em khóc vô ngồi bộ ngựa, Thầy nói rồi khóc. Cái chuyện nhỏ nhặt như con rắn bò ra xong thôi mà anh em còn phải dồn ra ngoài coi hết, bỏ tôi ngồi một mình. Thì sau này có xảy ra cái chuyện gì lớn hơn nữa thì phải tới cỡ nào.
Đó là cái mẫu chuyện quý vị kể là mẫu chuyện. Bây giờ xin kể mẫu chuyện một đứa thôi. Trong cái thời gian mà Đức Thầy dẫn ông Biện Đại núi đó, thì đi núi thời gian khi về Biện Đại ông đau. Ông đau cũng nặng, ông đau cũng khá nặng. Thì lúc đó ông Biện Đại ở lên nhà Thầy ở cũng mấy tháng. Thì trong thời gian mà Thầy ở trên này đó, thì thím hai Biện Đại có lên thăm, dẫn đứa con lên thăm, lúc đó mới có đứa con à. Dẫn lên chú này còn ba giá, con của Biện Đại, con thứ hai cũng còn ba giá. Thì lên thăm á, thì Đức Thầy mới nói vợ ông Đài lên thăm Đài đó phải không? Quý vị nhớ, trong cuộc đời làm đạo mà chúng ta biết, theo bà con cô bác kể lại, chỉ có mình Đức Thầy với ông Biện Đài là thầy chứng mày tao thôi. Đặc biệt có cái đó. Nhưng mà chuyện này mình không hiểu được, trong tiền căn hậu kiếp gì mình không có hiểu, anh em cũng thông cảm. Chỉ có mình thầy xài cái danh từ mày tao với ông Biện Đài mà thôi, chứ ngoài ra không xài ai một tiếng thứ nhì, tiếng mày tao người thứ nhì. Vợ ông Đài lên thăm Đài đó phải không? Cái vợ ông bắt thím hai Biện Đài nó già phải. Thầy nói vô trong đi. Thì thím hai Biện Đài mới vô gặp Biện Đài ở trong buồng. Ở sau á. Thì thím hai thì ngồi phía bên tay trái của ổng, còn đứa con thì ngồi phía tay mặt. Thì vợ chồng cũng tâm sự. Một lát sau thầy trị bệnh với thầy mà cho bà con ở trước á, xong rồi thầy mới vô. Thầy vô thầy mới ngồi kế nhỏ, tức là kế con cung chú hai Biện Đài đó. Thầy mới rờ cái đầu, thầy nói con mày để hả Đài? Biện Đài nói già. Thầy hỏi trai hay gái? Biện Đài nói trai. Đức Thầy mới lấy cái tay thì chỉ vô mặt Biện Đài á, thầy nói tôi cho mày biết nha, một đứa một thôi nha, đông con cực khổ chết á. Mà thầy nói hai lần. Bắt hai Biện Đài kể chuyện đó tôi nghe, tôi nhớ lại tôi cũng lãng lắm. Ông kể tôi nghe chuyện này ở tại cái độc giảng đường ở cầu số 5 á, có tôi với ông Luốt ngồi. Rồi ông hỏi tôi chứ, à, tôi hỏi ông chứ bây giờ chú mấy đứa, ông nói tao bây giờ 8 đứa à. Thêm 6 rồi, tại giờ anh kể mấy mẫu chuyện bây giờ tôi nghe vừa qua đó thì cũng rất nghe hay quá. Thành ra anh còn mẫu chuyện nữa anh kể dài con mẫu nữa cho anh tôi nghe tiếp tục nữa coi. Rồi, để tôi xin kể dài mẫu chuyện nữa. Giờ tiếp theo đây là cái mẫu chuyện bàn cổ sơ khai. Cái mẫu chuyện này là phát xuất từ năm 1945, lúc thầy đi khuyến nông ở Thi Tôn á. Nhưng mà muốn kể mọi chuyện này tôi kể đầu đuôi cho quý vị nghe, nó cũng dễ dễ cười lắm. Là ông Hai Tho á, ông đưa tôi với Hai Luốt với anh Hai Mới với anh Quận ở Vĩnh Trường á, mấy anh em tôi vô đó đặng giảng cái khóa sơ cấp đó, thay tâm rồi sơ cấp luôn, rồi khóa tu nghiệp luôn, ở đó 9 tháng. Nhưng mà trong khi ông Hai Tho đưa tôi ngay trong cái nhà của hội trưởng Phan Văn Úc, tự là Úc Sượt đó, nhưng mà trong giấy tờ thì Phan Văn Úc không à. Nhưng mà trong khi đó tôi nghe người ta kể, tôi nghe là trong cái Vĩnh Thanh này có Úc Sượt, ông này định quánh cha thầy chùa mà không biết ở đâu. Cho nên khi ông Hai Tho đưa tới nhà ông Út đầu đó, thì buổi chiều nọ vắng vẻ người ta rồi tôi mới ngồi tôi hỏi chứ đây tới nhà ông Út Sượt chưa ở chú Út. Ông nói Út Sượt là tao nè mày ơi. Nói vậy sao? Hỏi chứ sao mày hỏi vậy? Nói hồi xưa tôi nghe cách đây mấy tháng trước tôi có nghe mẫu chuyện chung quanh Đức Thầy là nói ông Út Sượt định quánh thầy chùa. Thành tính vô đây định là kiếm nhà Út Sượt để hỏi đó. Hôm nay gặp chú đây quá hên rồi. Thôi chú kể tôi nghe coi. Thì lúc bây giờ Út Sượt mới kể tôi nghe. Thì mẫu chuyện này chính ông Út Sượt kể tôi nghe là ông Sượt kể luôn. Ông nói năm 1945 thầy đi khuyến nông ở Tri Tôn á, khi mà thầy thuyết giảng xong, thầy mới vô ngồi trên cái bàn tròn. Thì tao thấy á, lúc đó tao cũng 15, 16 tuổi rồi, nghề võ tao có rồi. Tao thấy đằng xa đó, đi lại một nhà sư đầu tròn áo vuông mặc áo vàng, lấn 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 vô. Tao cũng để ý, nghe bà con hỏi chứ ông ở đâu vậy. Ông nói tôi vô đây trước là thăm cho biết ông thầy Tư Hòa Hảo, sau để hỏi ông một câu hỏi. Thì ông nói khi mà ông nghe ông sư nói vậy rồi đó, là ông gà theo, đứng kế đó. Nếu nhà sư mà hỏi thua thầy thì thôi, mà nếu hỏi ăn là quánh á. Ông nói đó cái máu tao thì cũng sung lắm. Vì cha mẹ cũng người đạo mà tao cũng binh vực nữa, cũng có cái ý binh vực. Nếu mà ăn là thôi, thầy ăn là thôi mà thầy thua là quánh. Thì ông cho biết rành rẽ lắm, ông cho biết rành rẽ lắm là ông đức thầy ngồi bên kia, ông sư ngồi bên đây, nhưng mà cách một người mới tới ông. Thì ông nói nếu mà chịu đánh là giới tay tới rồi thì cách 11 ha, là đứng thủ thế đó. Thì câu chuyện nó xảy ra thế này. Đức thầy hỏi chứ ông sư gặp tôi có chuyện chi. Thì ông sư đó nói thưa với thầy Tư, tôi gặp ông đây trước cho biết ông là người, ông là nghe nói ông là ông Tư Hòa Hảo, ông Đức Quỳnh giáo chủ, là ra đời dạy đạo ở Tân Châu. Tôi muốn biết cái thứ hai, muốn hỏi ông câu hỏi thế này. Bây giờ ông cho tôi biết coi có thể tôi lập chùa được không, tôi cất chùa được không.
Thì theo lời chú Út Chuột, ông nói là Đức Thầy trả lời rất lẹ, được chứ. Thì ngưng lại, nhưng mà nhớ tiền của ông nghe. Nhớ tiền của ông rồi là ông Sư hình như ông hơi ngạc nhiên. Ông ngồi ông suy nghĩ, vẫn dơ hoài, ngồi suy nghĩ hoài. Một lát sau ông mở miệng nói, ông nói thưa thầy Tư, cái chuyện này là cái chuyện bàn cổ sơ khai mà ông. Là ý ông nhà sư nói sao? Là ý ông nói cái chuyện cất chùa xưa nay là khuyên tởi của ba gia ba tánh mới có tiền về đăng cất. Đó. Cho nên ở đây ông nói là bàn cổ sơ khai tới giờ mà ông Tư. Đức Thầy nói ông nói bàn cổ sơ khai phải không? Giờ tôi xin hỏi ông, ai có biết ông Phật Di Lặc làm sao không? Mà thợ nó đúc ông Phật Di Lặc cái miệng trần quệt, cái bụng chì phì vậy. Cho đó là ông Di Lặc. Rồi ông nào ông Văn Thù, ông nào ông Phổ Hiền, mà ông nói bàn cổ sơ khai. Thì chú Sượt cũng nói là thầy nói tới đó rồi đó. Là ông sư này mà hô đổ hộ tráng đổ. Rất đợp luôn. Thì bắt đầu ông nói xin cứu thầy Tư đi về. Thì ông rút đêm cho về, chứ không quánh, chứ còn nếu ăn là quánh à. Đó là cái mọi chuyện của chú Sượt kể. Đó là một chuyện bằng bàn cổ sơ khai đó. Bây giờ tiếp theo cái mẫu chuyện là một chuyện một vị nhân. Mẫu chuyện này thì lúc đó thầy mới có ra đời, chưa có lập để mà danh chánh ngôn thuận mà nặng mà khai cái lễ 18 tháng 5. Thì bằng hàng đêm có lúc thầy dậm chân cái là ông Trơn, rồi mấy ông ở chung quanh nó lợi múa giỏ. Múa giỏ có đôi khi múa trước cửa nhà ông Út. Có lúc đó thầy múa cửa nhà ông Út mà ông Út con rào chì gai sao mà cái tay của thầy ức chảy máu đó. Bổ qua ra nó không dám vào, mới sợ xỉu nữa, thấy máu không à. Thì bà trở vô đụng lấy, định lấy mới trò ra đặng mà lấp lên cái máu đó. Đức Thầy nói bà Út ơi, bà rào chì gai chi cho tôi là đứt tay máu nghe không hà. Thì bà lo bà cái trò đem ra thì tay thầy cũng không đứt mà không có miếng máu nào dưới đó đâu. Hồi nãy bây giờ mình thấy bà hết hồn rồi. Đó. Thì thầy múa giỏ riết đi, rồi thỉnh thoảng có lúc thầy qua tới cửa đức ông thầy múa nữa. Thì thầy múa giỏ thì ông cả mới nói nữa rồi tới võ nghệ nữa rồi, làm sao chịu nổi đây, chết, gia đình này phải chết. Đức ông quá rầu à. Đức Thầy mới an ủi, thầy nói ông cả ơi, ông đừng có sợ, tôi làm được việc thì tôi bảo vệ cho cái nhà của ông. Ông đừng có sợ rằng tôi sống không bảo vệ được, mà tôi hứa là tôi bảo vệ cái nhà của ông, đừng có lo. Tôi cho ông biết, ông nên từ cái chức ông cả đi, sau này tôi cho ông làm cái chức mà thiên hạ thế giới năm châu đến lại ông á, cái chức đó mới lớn. Còn cái chức ông cả này nhỏ quá ông cả ơi. Chứ tôi cho ông coi một việc, cho ông thấy một việc nha ông cả. Thì thầy nói vậy thôi, chứ buổi chiều thì ông cả cũng tắm như bao nhiêu buổi chiều khác thôi, chứ cũng chưa hẳn rằng nghe lời mà tắm nữa. Tôi cũng tin tưởng gì mà nghe. Thành thử tắm rửa xong xuôi đàng hoàng rồi mới lên. Lúc đó Đức Bà thì giá đồ ở trước á. Đức Thầy nói ông cả vô đây. Bởi vì ở trong cái nhà của Đức ông á, ở sau có cái tủ kiếm. Cái tủ kiếm này giống như cái tủ kiếm mai của mấy cô thợ mai đó. Nên là đứng vô một cái rồi là từ đầu chí chân thấy hết. Đặng người ta nhìn ta hình dung có ma giá mà. Tủ kiến dài vậy đó. Thì thầy phải đứng, thầy bắt ông cả đứng phía tay trái của thầy ạ. À. Thì thầy nói bây giờ ông nhìn tôi cho kỹ nghe ông cả. Ông dòm tôi coi. Thì thầy, ông cả dòm thầy. Thầy giơ cánh tay lên. Thầy biểu dòm, ông dòm tôi coi. Thì ông cả dòm ngay trong thầy một cái rồi thầy này thầy, ông dòm tấm kiến coi. Thì lúc đó ông cả dòm tấm kiến thì thấy cái bàn tay của thầy giơ lên. Cái cánh tay thầy giơ lên nhưng trong cái nách của thầy á, nó từ từ nó mọc ra cánh tay y chang cánh tay trên. Ông cả rung mình à. Ông thấy cái gì chưa? Ông cả nói thấy rồi. Rồi thôi thầy dở xuống, thầy nói thôi đi ra trước đây kêu bà cả vô đây. Thì ra ngoài ông cả mới nói với bà cả, nó bảo kỳ lắm rồi. Kỳ lắm, bà vô đi. Ông cả không có nói, ông cả chỉ nói kỳ thôi chứ ông cả không nói gì hết á. Thì bà cả vô tới, cái thầy bắt bà cả phải đứng phía tay mặt của thầy. Thầy mới giơ cái tay trái lên, thầy hỏi bà cả nhìn kỹ coi thấy tôi chưa. Bà cả nó thấy, bà dòm vô kiếm coi. Thì bà cả dòm vô kiếm thì tự nhiên trong nách của thầy có bàn tay mọc từ ra đó. Thì bà cả ra trước, tức thầy còn ở trong buồng này. Thì hai ông bà mới ngồi rù rì nói chuyện gì mình không có biết, chắc có lẽ cũng nghi hoặc rồi cũng hết hồn hết vía rồi, tâm sự với nhau thôi trong một chốc lát à. Thầy trở ra, thầy mới lấy cái bàn tay, hai ngón tay thì để nhẹ trên cái mình trên vai của ông cả. Thầy nói ông cả à, tôi cho ông biết đây là một vị nhân nha ông cả. Đây là một vị nhân. Quý vị nhớ, nói tới đây tôi mới nhớ trong Tư Thánh có một câu. Thế gian nhớ khóc quên cười, đất sau lại trổ có người bốn tay.
xin nhắc lại một lần nữa, những mẫu chuyện tôi kể hôm nay cho quý vị nghe thì quý vị cứ ngồi bình tĩnh để mà nhận xét theo cái ý của mình, cái khả năng của mình. Còn phần tôi xin miễn bàn. Trong cái thời gian mà tôi tản cư xuống Hiệp Sương ở đó, khoảng năm 78, 79, 80, trong 3 năm đó, cũng hết 3 năm. Cũng tới lui trong địa phương đó, trao đổi đạo pháp. Một đêm nọ tôi được chú Bảy Chồn, ông Mầu về nhà ông chơi đêm. Sau khi mãn giờ rồi, ông nói sáng nay hai chú cháu mình qua Hòa Hảo mò mối bồ bồ cho nhà thuốc nam coi. Tôi nói dạ cũng được. Đó, thì sáng hai chú cháu bơi chuồng đi bển, bển cũng mò lặn bao bồ, rồi trưa nắng lên ngồi nghỉ bóng mát. Ông nói tao kể mày nghe mỗi chuyện chung quanh đức thầy. Tôi nói rồi, vậy chú kể con nghe đi. Ông nói thời gian đức thầy ở miền Đông 1946 á, thời gian đó thì thầy cũng đã ở ngoài cũng cả năm á. Rồi một hôm nọ nó có ba chú lính ở dưới xuồng, ngủ dưới xuồng, xong mà tới sáng lại là chết một chú nằm giữa đó chết, anh hai đó, anh hai nằm giữa đó chết. Rồi hai ông bạn hai bên thấy hết hồn hết vía rồi, mới chạy lên bờ mới chạy cho thầy hay. Tức là thầy thì ở bộ chỉ huy. Khi đi nửa đường thì gặp thầy đi trở lại. Thầy nói tôi hay rồi, có đem giấy vàng với nước cúng đây. Thầy mới trở lại cho cái chỗ anh hai chết á. Thầy nói đốt giấy vàng để vô cái chén nước cúng đi, rồi cạy miệng đổ vô. Thì hai ông này cạy không nổi, bị chết cứng ngắc rồi cạy gì được. Rồi mới nói với thầy, nói thầy làm sao chứ con cạy không nổi, quá cứng à. Thầy mới xuống, thầy lấy cái tay, thầy mới nặng cái hàm con á, cái miệng hả ra. Mấy ông này mới chế nước cúng vô. Thì hai đó anh thở cái khì, hai ông mừng hết lớn. Vì gì ông này mẫu chết rồi thì hai ông có đi hầu tòa chứ phải ấn phải sợ mà được chứ. Cho nên thầy nói thôi vậy cho thêm liều nữa đi. Thì cho thêm liều nữa thì ông này ông mạnh. Vừa cho thêm liều nữa thì trở về chỗ cũ à. Thì một lát sau, khoảng 5 phút sau, ông này ông tỉnh rồi thì ông ngồi dậy. Thì cái người chết mới sống dậy thì mặt mày xanh lét mà không còn chút máu. Thì hai ông bạn kia mới nói tôi cho anh hay nghe. Anh chết rồi đó, anh chết đêm hôm tới giờ, chết cứng ngắc luôn đó. Nhờ thầy cứu anh đó. Chứ không có thầy cứu anh là kẻ nhân rầu mạng rồi, mà tôi đi ở tù nữa. Thôi đợi đẳng anh tạ ơn thầy đi. Thầy cứu anh đó. Thì ông này ông mới đi lại đằng cái bộ chỉ huy gặp thầy. Ông mới quỳ xuống nói bạch với thầy, con nhờ thầy cải tử quần sanh con. Nếu không có thầy là con cả như chết rồi. Theo lời anh em nói lại. Thầy nói ông chưa có tới số đâu. Cho nên ông mà tới số rồi tôi cứu ông cũng không được. Đó. Nhưng mà giờ ông nghe tôi hỏi nè, hồi chiều hôm qua cho tới khi ông ngủ đó, ông có ăn cái gì ông nói đi. Cái này thầy biết chứ không phải không biết, cái này thầy muốn gợi ý cho ông tự khai. Ông nói bạch với thầy con có ăn cơm, thầy nói không, ngoài giờ cơm ra ông còn ăn cái gì ông cứ nói đi. Ông suy nghĩ hơi, cái ông nhớ trực lại, nói bạch với thầy trong cái chỗ thầy ở đó, cái phòng thầy ở đó có nải chuối, người ta con cũng bẻ hình trái ăn, kể như con ăn lén đó. Thầy nói ờ, vậy là phải rồi. Tôi báo cáo cho ông biết và tất cả anh em ở đây biết, cái món nào mà nói là của tôi, cái vật nào mà nói là của tôi thì đều có chư thần giữ hết. Cái đó chư thần cảnh cáo ông thôi, chứ còn ông mà chết thiệt là tôi cứu cũng không được. Thưa quý vị, mọi chuyện đến đây xin chấm dứt. Cái phần bình thì giao cho toàn thể quý vị nghe, rồi bình từ đây trở về sau. Những mẫu chuyện dài có, ngắn có, thì tôi xin kể ra rồi xin chấm dứt mẫu chuyện. Còn phần bình để cho quý vị ở ngoài cứ bình sao cũng được, thấy mình khả năng và cái chuyện hiểu biết của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện quyển giảng 11 hồi của Nghi Giả Văn Khoai. Vào năm đó không có nhớ, lễ 18 tháng 5 á, thì ông Hương Sư Vàng ông gặp cái mâm cơm đó thì hoàn toàn là cấp bộ chỉ huy không, cấp tá, cấp trung đội trưởng, cấp đại đội được không à, ngồi một mâm rồi đó. Thì ông Hương Sư Vàng ông mới nói gì nè, ông nói mấy anh em làm trong cái binh chủng mà chớ ngày lễ 18 tháng 5 của đức thầy mà trở về đây tham dự mà ăn cơm được vui vẻ vậy tôi cũng mừng quá à. Thôi để qua kể cho mấy em nghe mẫu chuyện chung quanh đức thầy. Thì bắt đầu ông Hương Sư Vàng ông mới kể.
Ông nói khi thầy mới ra đời á, thì ông Lợi ông có khoe với thầy, nó bạch với thầy con có cuốn giảng 11 hồi của giảng con Khoai. Cuốn này hay quá thầy ơi, nửa bữa nào con đem lại cho thầy coi. Thầy nói bữa nào quẩn đem lại coi. Thì cũng 5-7 ngày sau đó, ông hư sư già ông mới Lợi. Ông Lợi ông bỏ cuốn 11 hồi ở trong túi, lú lên khoảng chừng một phân. Tôi thầy hỏi chứ cuốn gì trong túi ông Dụng hư sư. Bạch với thầy đây là cuốn giảng 11 hồi mà con hứa thầy hôm trước con đem khoe thầy đó. Thầy nói thôi vậy ông lấy ra ông đọc tôi nghe coi. Nó ngộ có một cái là trong thời gian, ông nói trong thời gian ở nhà đó, thì ông đọc bình tĩnh chứ có gì, đọc không trật chữ nào hết, không có rung nữa. Mà sao thầy biểu đọc nghe coi, cái bắt đầu cầm cuốn giảng rung 17 mà đọc thì trật tới trật lui. Đức thầy nói ông Lương sư đọc trật quá rồi và cũng rung quá rồi ông ơi, bây giờ ông để tôi đọc cho ông dò đi. Thì bắt đầu ông Hương sư ông cầm cuốn giảng ông dò, Đức thầy đọc hết một quyển nhất, tức là cái hồi thứ nhất đó. Thì thầy đọc xong rồi thầy hỏi chứ tôi đọc nãy giờ ông thấy có trật không Hương sư? Hương sư ông trả lời, ông nói bạch với thầy, thầy đọc không có trật chữ nào hết. Ủa mà sao thầy thuộc hết trơn vậy? Đức thầy nói thì của tôi chứ có ai mà không thuộc. Thì đúng lúc bây giờ ông Hương sư vàng ông mới hỏi thêm, ông nói như vậy thì Quyển Lan Thiên Cuốn Cử Đa rồi Sấm Trạng Trình rồi Tứ Thánh đó của ai? Đức thầy mới nói chứ Hương sư vàng nói ông Hương sư ơi, từ đây 300 năm về trước, từ đây trở lại 300 năm về trước hoàn toàn là của tôi không đó. Mọi chuyện đến đây đã hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày 22 tháng Giêng năm 1940, Đức thầy có đến Mỹ Hậu Đông, tức là đến tại nhà của cả 10 tạm ngụ đó, nhưng rồi ra chợ thuyết pháp, rồi khi để đó dùng cơm. Thì nghe tin là Đức thầy thuyết pháp ở chợ Mỹ Hậu Đông, về nhà của ông cả 10 dùng cơm. Ông cả 10 tức là thân phụ của ông Lâm Thơ Cưu đó, mà Lâm Thơ Cưu tức là thân phụ của ông Lâm Nhân Trung. Vì thì khi nghe tin Đức thầy thuyết pháp về nhà cả 10 ăn cơm, thì bà cả 10 với con dâu bỏ mới ngồi lột gạo thơm đó, lột một chén, nấu ra khoảng 3 chén cơm trắng phích. Bà cả 10 bà mới dọn mâm cơm trên cái trường kỷ ở trước cửa nhà. Trong mâm cơm đó thì một tô canh cải bắp với thịt heo, và một cái tô cá cơm kho, một chén nước mắm, và một dĩa cơm trắng cùng với một chén kiểu và đậu đũa mung, để trên bàn nó chờ thầy về đặng mà trịnh trọng mời thầy dùng. Còn ở dưới á thì cũng món mấy món đồ ăn đó, nhưng mà cơm đỏ. Khi thầy về tới thì thầy gặp trên bàn nó có một cái mâm cơm vậy, thầy hỏi chứ ai làm cái này. Thì nói về tâm lý thì bà cỡ 10 thật cái bá phải trả lời lẽ rồi, bà cái thầy con làm đó, vì thấy thầy thuyết pháp khi thầy về mệt thì thầy ăn cơm này cho nó khỏe. Thầy nói bà đem cái tô cái dĩa cơm trắng này bà trộn với cái thao cơm đỏ ở dưới tôi mới ăn, còn bà không trộn tôi không ăn. Cũng tại mấy bà không mà tín đồ giết tín đồ là ở chỗ này nè. Thì bà cả 10 nghe nói vậy bà mới đem cơm bà trộn xuống dưới. Thì thầy cầm cái chén kiểu với cái đâu đũa mung, còn đồ ăn là đem xuống dồn vô hết trơn trọi, là trong tức là dồn xuống cái mâm dưới hết rồi, thầy không ngồi trên. Nhưng mà ngộ có một cái là theo cô bác nói lại đó, là thầy không ngồi đầu dòng mà cũng không ngồi ở sau, mà thường thường trong mâm cơm ăn bất cứ chỗ nào thầy cũng thường ngồi ở chính giữa. Thì thầy cầm cái chén cơm rồi thì với đôi đũa thầy mới ngồi xuống ở chính giữa ăn. Nhưng mà thầy cầm cái khu không à, chứ không phải là cầm như mình mà cái tay cái mình nằm trên cái miệng chén, không phải vậy. Cái chuyện này thì ông hội trưởng xã Bình Hòa ông nhìn kỹ lắm, ông theo dõi mà. Ông thấy thầy gắp một đũa vào trong cái tô canh á, gấp rồi dở lên thì đũa không, thầy cũng để miệng trong chén, thầy già cơm thầy ăn mà suốt cả miếng thứ nhất thứ nhì thứ ba thứ tư thứ năm rồi đó là hết trơn chén cơm rồi thì bới chén khác. Rồi kế đó chén thứ nhì cũng vậy, không được món nào hết á. Bây giờ anh em biết là dòng đũa mung mà nó trơn rồi gấp với ba cái mỡ heo nấu canh là sao dính được, ra gấp xuống không được, rồi lên cũng già ăn cơm, chứ gặp mình là dễ gì mình lận cho được nó thôi chứ. Cái chén thứ ba đó thầy mới gấp cá cơm, thầy dơ lên nó cũng 5-3 con, thì dơ lên thì nói sau này ông đang chèo ông nuốt người ta không thể tôi gấp cá cơm vậy nè. Ông Lâm Thơ Cưu ông nói tôi nghe tin trục địch ông Năm Chèo mà nổi dậy rồi, thì tôi giọt lên trên núi cấm tôi ở rồi thì làm sao ăn thịt tôi được.
Đức Thầy mới nói ông vậy. Ông nói vậy chứ cái người mà cái số mà ông Năm Chèo nuốt rồi thì chư thần cũng tìm cách lâu vô hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Một hôm nọ Đức Thầy có gặp ông Huỳnh Hữu Phỉ. Thầy hỏi cho ông muốn hỏi gì ông cứ hỏi. Ông Huỳnh Hữu Phỉ nó bạch với thầy: con muốn thầy giúp con một việc, là thầy có phương pháp nào thầy dạy cho con tu đặng con diệt cái lục căn và con không có nhiễm lục trần, để con hành đạo mau được thành công đắc quả. Thầy nói vấn đề phương pháp tu á thì biết bao nhiêu mà cho hết, tôi ghiêng cho ông 2-3 ngày cũng không hết nữa. Nhưng mà tôi đề nghị với ông á, ông nên cần quán tưởng, vì cái phép quán tưởng là căn bản đạo đức. Thì ông Huỳnh Hữu Phỉ hỏi: chứ vậy chứ quán tưởng là quán tưởng cái gì thầy? Thầy nói quán tưởng tức là ông ngồi ông quán ở trên cõi đời này là vô thường giả tạm, nó không có thật, nhờ cái quán đó nó không có nhiễm. Thì từ cái chỗ không nhiễm đó đó thì làm cái gì mà không được. Nó còn cái người mà giàu cho họ thông suốt cái đâu đi nữa mà không có biết quán tưởng để tìm cuộc đời là vô thường tạm bợ, để cho bị nhiễm trần rồi thì không làm sao thành công được. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thầy cũng nói thêm với ông Huỳnh Hữu Phỉ. Thầy nói sau này tới cái thời kỳ Ma Vương nó xuống trần, nó hay lắm, nó hay hơn tôi nữa. Thì ông Huỳnh Hữu Phỉ ông nói bạch với thầy: nếu mà nó hay hơn thầy thì tụi con làm sao biết được. Như vậy thầy phải có một cái phương pháp nào hay là một cái dấu tích gì để cho chúng con biết, thầy để con nhìn. Thầy nói: ông Hương Hào, không có cái gì tôi cho tín đồ tôi mà Ma Vương nó không có, tôi có cái gì nó có cái nấy. Ông Huỳnh Hữu Phỉ nói: nếu như vậy là tín đồ của thầy chịu không nổi. Đức Thầy mới nói, thầy nói không sao đâu, ráng lo hành đạo tu hành chân chánh theo tôn chỉ của tôi dạy, theo phương pháp của tôi dạy á, thì vượt qua khỏi à, chư thần sẽ hộ trì cho. Thì ông Huỳnh Hữu Phỉ hỏi thêm: bạch với thầy như vậy sao mà nó giỏi quá vậy thầy? Thầy nói giỏi chứ, nhưng làm sao qua Phật được. Ông không nhớ ngày xưa khi Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo nó đến nó phá đó, nó phá không được rồi nó mới thệ nguyện, nói cái đợt này tôi không phá được ông, tôi nguyện rằng tới cái thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp tôi làm đệ tử ông mà tôi phá cái đạo của ông, tôi làm môn nhân đệ tử ông mà tôi phá cái đạo của ông. Thì quả thật trong giai đoạn này nó làm môn nhân đệ tử nó phá, chứ không phải đối lập như ngày xưa. Tôi cho ông Hương Hào hay, trong cái hàng ngũ trong đạo của mình có Ma Vương trong đó. Nhưng mà lúc đó ông Huỳnh Hữu Phỉ cũng tức, nghe thầy nói trong cái hàng ngũ của đạo mình nó có Ma Vương mà nó bằng cách nào để hỏi cho biết đặng tránh, nhưng rồi cũng không hỏi được. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng tôi xin kể tiếp mẫu chuyện của ông cả Đào Thành Đô ở Tân An. Ông Đào Thành Đô thì cũng có uy tín ở xã Tân An lắm. Sở dĩ ông Đào Thành Đô mà ông quy với thầy nó cũng có cái chuyện là lúc có thời gian mà bày cò về tổ đình đó. Sau đó khi thầy ra đời, ông có đến để quy y. Thì ông có đến nhiều lần, cũng đã có quy y rồi. Nhưng mà có một lần nọ ông đi xuống, ông xuống thăm thầy vào buổi chiều đó, buổi sáng đó. Ông ở tới chiều tới tối luôn, tới buổi sau đó. Thì ông thấy Đức Thầy đi ra ngoài sân đó. Thầy đang ra ra thầy giờ mấy chỗ kiển mà. Thì trong này ông có lấy cái ghế ông đổi. Thầy đặc biệt có một điều là trong tổ đình thầy ngồi một cái ghế một thôi, không ngồi cái ghế thứ nhì. Một cái nào một cái một. Ông cả đô ông lấy ghế này ông chồng qua chéo qua ghế bên kia, lấy ghế bên kia chồng chéo lại bên đây. Rồi ông bỏ ông ra ngoài. Ông ra ngoài ông mới hỏi, cũng như ông đánh trống lãng vậy mà. Ông nói bạch với thầy, người ta xưa nay tôi lương đóng cho nhiều mới là thành công được, mới đắc thắng được. Chứ còn thầy nói dùng câu thiểu mà ăn bá tánh thì tôi ít quá là sao ăn được, làm sao ăn bá tánh được thầy. Thầy nói ông cả ơi, tôi nói lái đó, dùng câu thiểu tức là tiêu thổi đó, là tôi nói ông Trương Tử Phòng á, ngày xưa thổi tiêu đó mà thắng được hạng võ đó, tôi nói lái đó cho ông hay. Thì nói qua lại một lát rồi thì vô có thầy giờ ông cả đô, thì cười thầy cười, thầy mới lấy cái ghế đổi lại. Thì ông cả vô, cả đô ông cũng rung mình rồi. Rồi ông cả đô với anh em cũng ở đó cho tới chiều tới tối luôn. Cho tới khoảng 9-10 giờ khuya thì thầy nói anh em nào ở gần thì về nhà, còn ở xa thì ở đây ngủ sáng hay về. Cũng như ông cả đô đó, xa quá thì ở lại ngủ như một số anh em khác. Nhưng mà ông cả đô cũng có cái ý đêm nay sẽ rình coi thầy có ngủ không.
Thì khi mà vô mùng hết trơn hết trời rồi thì ổng khoảng một tiếng mấy, hai tiếng hồ sau thì ổng mới lồm cồm ngồi dậy, ổng bò vô, ổng nhìn, ổng dòm coi thầy làm cái gì, có ngủ không. Thì ổng thấy đang thầy đang ngồi thiền định. Thì ổng trở ra cũng trằn trọc cho tới là 1-2 giờ khuya rồi. Thì ổng trở vô, ổng dòm cái nữa, vô ổng định cái nữa thì thấy đài đương ngồi đọc báo. Ổng trở ra một cái nữa thì cái ý ổng là cố quyết để mà rình, mà ổng đâu có buồn ngủ. Thì cho tới đâu 3-4 giờ khuya gì đó, ông vô ông dòm thầy một cái nữa rồi thì thấy thầy đưa ngồi cầm cái viết gì đó không biết. Kể gì ông cả đô tới sáng luôn không ngủ. Thì tới sáng ra thầy mới nói bà con đông hôm ngủ thấy cũng khỏe không. Tội nghiệp ông cả tân ngang đông hôm thiệt thức sáng đêm mà. Thì ông rung mình cái nữa rồi. Thì thôi ông đi về, sáng ông từ giả thầy ra về ông ghé ông Ba Thần Bảy Hinh. Ông Ba Thần Bảy Hinh là tay cụ Nho à. Tay là cụ Nho ở xã Phú Lâm à. Ông mới ghé đó, ông cho hai ông kia hay nói giờ kể như vàng thiệt rồi. Ông này là ông Phật chúng còn hết rồi. Tôi ở dưới tôi, ông kể hết cái đầu gốc ngọn lại cho hai ông này nghe. Thì hai ông này nói giờ Phật thánh gì không biết, mà điều mày có đi dưới nữa cho tao ghé lại cho tao hay. Nếu mày có đi dưới nữa đó, ghé lại cho tao hay. Thì ông Ba Thận Bảy Hình đó là hai ông ta mới nặng nọt làm hai câu thơ. Nặng chờ ông cả đô xuống nặng gửi. Thì đâu mấy ngày sau đó ông cả đô xuống nữa, ghé đó ông gửi cho ông bài thơ. Thì bài thơ của ông Ba Thần Bảy Hinh đó thì ông cả đô bỏ túi đó, đi dưới rồi lo chuyện này chuyện nọ viết khoác quên đi. Thì tới chừng nào mà cứu ra về đó thầy mới nhắc, thầy nói ông cả ơi, cái lúc ông đi đó là ông Ba Thần Bảy Hinh có gửi ông cái gì đó ông nhớ không, ông quên rồi phải không. Nè tôi gửi lại ông nè. Thành ra cái lá thơ của ông Ba Thần Bảy Hinh cũng còn nằm trong túi ông cả đô. Thì ông Bảy vô mới dối lấy cái lá thơ của thầy đưa cho ông Ba Thần Bảy Hinh đó. Thì trong cái lá thơ đó thì cũng có hai câu của ông Ba Thận Bảy Hinh và cũng có cái câu đối với thầy trong cái thơ luôn. Thì ông cả đô xách bỏ túi đem về. Về tới nhà Ba Thận Bảy Hinh thì có cả đô đó, lật ra coi. Lật ra hai câu trên đó, hai câu trên của ông Ba Thận Bảy Hinh đó, là ông nói thế này nè. Ông nói là mảnh thủy bất lưu thông bể nguyệt, cuồng phong bất tống bích dân gian. Mảnh thủy là nước mạnh, bất lưu tức là chẳng có trôi, thông bể nguyệt không có trôi mà trôi được cái lòng mặt trăng nằm ở dưới nước á. Dòng trăng rọi dưới nước là nước chảy mạnh gì mạnh cũng không trôi được. Nó cuồng phong bất tống bích dân gian, gió thổi mạnh gì mạnh nhưng mà không làm sao tống được cái bức mây ở trong tường. Cái bức mây ta vẽ tranh đó. Đó như vậy thì cái ý của ông Ba Thận Bảy Hinh, ông là cái gì không biết, nhưng không có qua hai tôi đâu. Hai tôi thuộc về cái dạng mặt trăng với đáy nước, nước không trôi được và mây ở trong tường, gió không thổi bay được. Rồi bắt đầu mới đọc tiếp tục cái bài thơ đáp của thầy. Trong lúc đó cũng có một cả đô luôn. Thầy đáp lại. Thầy để là điêu trùng ti tiểu tầm đồng đại, thục khiển phệ nhật bất thất quan. Ngài nói là con mọt nó chỉ đục sách, vì thôi nó đâu có làm cái chuyện lớn được. Còn thục khiển phệ nhật bất thất quan là thấy là thầy lấy trong học Bình Lâm là ngô ngô xiển nguyệt. Rồi thục khuyển phệ nhật, ngô ngô xiển nguyệt tức là con trâu của nước ngô đó, nó gặp mặt trăng cái nó xiển, nó thở hào hển vậy đó. Còn con chó ở nước thục nó gặp mặt trời nó sủa, chá nó sủa. Sau khi đọc bài thơ lên nó thiện cả đô ông cười mà ông cười có cái vẻ như thế là ông cười khinh khỉnh như Ba Thận Bảy Hinh. Mấy ông thấy chưa, mọi chuyện ở đây đã hết. Nam mô Di Đà Phật. Tiếp theo một hôm nọ tại tổ đình nhân gặp có cái đèn tả đăng, đức thầy nói giờ mấy ông tả cái đèn tả đăng cho tôi nghe coi. Thì nó cũng nhiều anh em lắm, người này tả, người kia tả, người nọ tả, người tả một ý. Thì tới cái ông Quỳnh Hữu Phỉ tả, thì sở dĩ mà cái mẫu chuyện ghi vô đây là tại vì ông Quỳnh Hữu Phỉ ông tả nghe có lý, nghe hay hơn ta trơn á. Cho nên đức thầy nói ông Quỳnh Hữu Phỉ, ông Hoàng Hào Phỉ tả nghe coi. Thì ông nói bạch với thầy, cái đèn tả đăng làm bằng cái chất thủy tinh, nó có cái bầu đựng dầu, ở trên nó có một cái họng bằng sắt, rồi trong khi đó nó có một cái tim. Thì sau khi đốt lên rồi thì có ống khói đậy vô, cái đèn đốt mà không có ống khói đậy đó là cái đèn không có sáng, nhờ cái ống khói đậy cái ngọn lửa nó đứng nó mới sáng ra ánh sáng. Mà nếu cái đèn sáng á là nó có lợi cho mấy cái nhà thi thơ, văn nhân thi sĩ, và nó cũng có lợi cho mấy cô gái mai giá thiêu thùa. Nhưng mà cái sáng đó nó sẽ là kẻ thù của tên ăn trộm. Đức thầy cười thì nói ông Hương Hào tả cái đèn hay quá,
Ông Hương Hào ơi, nói sáng rồi chứ cái đích tối hù à. Tiếp theo là cái mẫu chuyện mà Đức Thầy khuyên ông Hinh tu. Ông Hinh cũng ở gần tổ đình đó, khoảng chừng 200 thước. Một hôm nọ, ông Hinh xuống nhà thầy chơi trong lúc ban đêm. Thầy cũng khuyên ông, tu đi ông ơi, già lớn tuổi rồi, giờ nó hành đạo, nó tu hành đi. Ông Hinh nói, tôi không tin nữa, tôi chưa tu đâu. Ông phải làm cái gì cho tôi thấy, tôi sợ đó. À, tôi ớn mà tôi mới tin, tôi mới tu được chứ. À, sẵn đây thầy nằm trên cái ghế đó, ghế bố đó, cặp cái vách tường, vách nhà. Thầy mới giơ cái tay lên. Thầy biểu ông Hinh giờ mới trong tường thì thấy có hai cái tay, cái bóng á. Rồi kế đó thầy dở luôn hai cái chân lên, thì dòm vô tường thì là bốn cái chân. Nhưng mà ông Hinh nói tôi chưa tin. Bây giờ tôi nói với ông gì nè. Ông dẫn tôi lại tấm kiến đứng. Tôi với ông đứng trước tấm kiến. Ông cho tôi thấy cái sau lưng của ông á, cái bóng sau lưng của ông á là ai đó, tôi mới tu. Đức Thầy nói tôi khuyên ông vậy, ông tu không tu thì thôi chứ tôi không có chiều ông được. Nói vậy chứ cũng đâu có sao, Đức Thầy mới lợi nhà ông. Đức Thầy cũng khuyên ông tu nữa, thì ông cứ nặng nặng, ông nói chưa tin. Thầy mới nói cái này nè, bây giờ thôi tôi nói lần cuối cùng với ông, quân sư nhà Nam là tôi đó, mà Đức Phật Thầy Đại An cũng là tôi đó. Tôi không tu tùy ông, tôi không khuyên ông nữa. Vào khoảng ngày rằm tháng giêng năm 1940, Đức Thầy có vô nhà bàn cùng đi với một số anh em như ông Cả Nản, ông Giáo Tập, ông Hai Phổ, ông Sáu Thường, đi lên núi Két. Thì anh em cũng là họp mặt đông đủ rồi, thầy nói giờ lên núi Trà Sư. Lên núi Trà Sư đặng mà thăm cái mộ ông Đạo Le cái hả. Ông Đạo Le tức là cái ông này là hồi đó là ổng trị bệnh cho thầy, hồi đó cũng có cái tên là Đạo Sơm đó. Trị bệnh cho thầy lúc thầy mới ra đời đó, mà trị cũng không được. Thành ra thầy nói thôi đi ghé thăm Đạo Le chút đi. Vừa tới mộ của ông Đạo Le, thì cái mộ ông Đạo Le cũng nằm cái Quỳnh Long Điện của thầy ở núi Trà Sư á. Thì thầy nói có ai đem nhang thầy không? Nó có, đem theo đưa thầy ốp nhang nhỏ bằng chân cái. Rồi đưa diêm quẹt cho thầy. Rồi anh em mới đốt lên. Đốt lên rồi thầy cầm ông Sáu Thường, ông nói cái chuyện này ông Sáu Thường kể tôi nghe mà. Ông Sáu Thường là quản lý ban dịch tỉnh mà, ông là người đương cuộc trong đó mà. Thì thầy lấy cái bó nhang thầy giặt qua giặt lại vậy nè. Tắt. Thầy nói thì anh em lại Đạo Le đi, còn phần tôi kỉnh ổng được rồi. Thầy nói xong thầy cắm cái nhang xuống. Thì lại lục xong rồi đó thì đi tắt qua núi Két. Nhưng mà cái khoảng không gian mà từ núi Trà Sư qua núi Két đó, nó có cái đá dựng lớn lắm. Đức Thầy ngang qua, Đức Thầy dòm thì nói thạch thần không vắng không bao lâu mà cũng mau lớn quá ha. Nói rồi đi lên tới sân tiên. Lên tới sân tiên thì thầy vừa ngừng lại để mời anh em ngồi xuống đó. Thì trong lúc đó thì ông Sáu Thường đối diện với thầy đó, vào vòng tròn nhưng mà đối diện với thầy, còn ông Hai Phổ thì ngồi kế thầy. Lúc đó thầy mới là ngâm lên mấy cái bài thơ với non Két đó. Thì ông Giáo Tập cũng nói thôi để về dưới hả biên cũng được, không muộn gì. Rồi thầy mới ngồi nói chuyện với anh em. Thì ngồi bàn tròn đó, thầy mới đọc cái bài Thu Đá Cuối. Đọc một đoạn vậy đó, rồi thì bỗng nhiên có cái gì lạ, thầy ngó máy sau lưng. Thầy có máy sau lưng, thầy chăm ở phía trên hay gì, theo lời ông Sáu nói là nghe không có được, phía trên. Rồi thầy tiếp tục, thầy đọc một vài câu giảng nữa, thầy mới hỏi chứ ở đây ai biết chữ Nho, ai biết chữ Nho rành. Thì trong số 6 người đi đó đó, là ông Hai Phổ là Nho nhiều nhất. Ông kia nó bạch với thầy có ông Hai chữ Nho rành. Vì ông làm ơn giải cho tôi 4 chữ, dòng Bắc Hòa Nam coi. Thì ông Hai Phổ mới nói bạch với thầy con xin giải. Chữ vọng, vọng dưới quê đó, chữ vọng là trong ngóng mong chờ. Bắc là phương Bắc miền Bắc. Hòa là thuận thảo nhau. Nam là phương Nam hay là miền Nam. Như vậy thì 4 chữ này là trong ngóng mong chờ cho Nam Bắc hòa hiệp cùng nhau. Đức Thầy cười, ông Sáu Thường cũng nói cái trái cổ thầy chạy lên thầy xuống đó. Thầy cười và thầy khen Hai Phổ, ông giải quá đúng rồi. Nhưng mà quý vị nhớ nha,
cái ngày mà ông Hai Phổ mà giải cái bài này đó là ngày rằm tháng Giêng năm 1940. Đất nước Việt Nam mình chưa có chia hai. Cho tới năm 1954 đó, ngày 26 tháng 10 năm 1924 đó, đất nước chúng ta mới chia hai ra Nam Bắc. Thì cái điều đó quý vị thấy cũng là cái điều đặc biệt. Thì ông Gia Phổ giải nghĩa xong rồi đó, thì bỗng nhiên con chim hồng hoàng cao cát cái đâu nó bay lại. Nó bay lại sau lưng của ông Sáu Thường, nó cho ông kể tôi nghe nè. Mà lại là trước mặt của thầy luôn, bị thầy đối diện với ông. Thì ông Hai Phổ, ông gặp cái ông hết hồn, ông mừng. Vừa mừng mà ông vừa sợ, mà ông vừa vô lễ luôn. Ông vỗ vế thầy, ông nói thầy, con chim hồng hoàng cao cát nó chào thầy kìa. Thầy nói chào cái gì mà chào, chim trời cá nước, không muốn đậu đâu nó đậu. Ông nói không mà, cái loại này là hoàn toàn đậu trên cái tùng cây bá không chứ đâu có đậu dưới đất. Cái này là chào thầy mới làm vậy đó. Thầy nói thôi, tôi đã nói với ông là chim trời cá nước, không muốn đậu đâu, đậu nó bay đâu bay. Thầy nói vậy rồi thầy cũng tiếp tục đọc giảng. Chút tí gì đó thầy ngó máy sau lưng nữa. Ông nói sau lưng thì thầy nói, chứ nói này ông Sáu Thường nghe được. Thầy nói có gì cho tôi hay nha. Đó thì thầy tiếp tục. Thầy nói thôi, chào ta nãy giờ thì bay đi. Thì nội con chim hồng hoàng cao cát bay đi thôi là anh em cũng hết hồn hết vía rồi. Thôi anh em lấy bình tĩnh lại. Thưa quý vị, nó còn một cái chuyện nữa, nhưng mà không tiện nói ra. Thì bây giờ thầy nói thôi sẽ sẵn về. Thì ông Hai Phổ nó bạch với thầy nói hồi nãy thầy ngâm thơ, nãy thầy nói là hỏi nhờ đó cục ngủ đêm nay mà. Thầy nãy không được, mưa tới. Thì nói tới mưa tới thì ông Sáu Thường ông nói giờ lên trời có một cụm mây bằng chừng bằng cái đệm nha. Rồi thầy nói thôi về. Về chuyến này bắt ông Hai Phổ làm tiên khuôn đi trước nha. Đó thì ông Hai Phổ trước xuống tới, ông Hai Phổ đi trước xuống tới nhà bàn rồi thầy nói thôi chia nhau đi. Mà nay đi, lánh mặt hết, thầy cũng lánh mặt luôn. Thì một lát sau gì đó thì xe cai đội vào ngoài cho đốc chạy vô cho biết rằng là trên núi Thét hiện giờ có 7 gian đạo sĩ ở trên. Thì lên trển như này rồi nghe bắn bùm bùm ở trên. Như vậy thì cái tiếng thầy biểu về là mưa bơm gió đạn là vậy đó. Mẫu chuyện đây xin chấm dứt. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo đây là mẫu chuyện mà bác sĩ Trần Lĩ ở Rạch Giá hỏi thầy. Khi thầy tới Rạch Giá đó, cái mẫu chuyện này ông bác sĩ khi về Hòa Hảo Tổ Đình ông kể lại cho anh em nghe. Ông bác sĩ Trần Lĩ này chắc có lẽ người lai Tây lớn con, tay chân được trắng trẻo đó. Thì ông nói thưa thầy Tư, hân hạnh được là biết ông lần đầu tiên, và tôi cũng chưa có quy y với ai hết, tôi cũng chưa có đạo nào, tôn giáo nào. Tôi xin hỏi ông hai câu hỏi, mà nếu ông trả lời tôi vừa bụng tôi hài lòng là tôi sẽ quy y tu sao ông? Câu hỏi thứ nhất, theo tôi xét cái đất nước Việt Nam mình đó là cái đạo Phật á, thì với cái đạo Thiên Chúa xâm nhập vào Việt Nam mình cũng lâu lắm rồi. Được biết là đạo Phật hồi khoảng thế kỷ thứ 6 sau thì lịch lần, lâu lắm. Thiên Chúa cũng vậy. Rồi gần đây cái đời giáo ngày rằm tháng 10 năm 1926, người ta cũng ra đời trước ông nữa. Còn ông tới năm 39 này mới ra đời thì tôi thấy ông nó quá muộn đi. Thì tôi xét là chắc người ta cũng thâu cái người trí thức hết rồi, cái người thông minh, cái người sáng suốt, cái kẻ tốt đẹp ta thâu hết rồi. Còn lại cái số người dốt nát, rồi còn cái dạng mà xấu xa hèn mọn, côn đồ du đảng. Ông lượm ra cái tốp này về tôi sợ ông trị không nổi quá thầy ơi. Tôi sợ khả năng ông lo không nổi mấy cái tay mà tối thanh này quá. Nó giống như thể còn lại ba cái sắt dụng với ba cước sắt đó. Còn chất thép người ta lấy hết rồi. Cái thầy nói ông nhận xét cũng đúng lắm. Nhưng mà tôi cho ông bác sĩ hay, tôi có cái lò tôi luyện cho ba cái chất sắt đó với cái chất cứt sắt đó trở thành cái chất thép, thành cái món đồ hữu dụng cho người ta xài. Nhưng mà ông bác sĩ Trần Lý à, tôi xin quả biết với ông đó, tín đồ của tôi, cái đoàn hậu tấn sau này nó sẽ ăn chay trường và đắc đạo vô số đếm tính. Thầy lái tay thì gần xuống hai cái, nó sẽ ăn chay trường và đắc đạo vô số đếm tính. Đó là chấm dứt cái câu hỏi thứ nhất của ông bác sĩ Trần Lĩ. Tôi còn hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai này tôi thật với ông á, tôi đã hỏi hết tất cả tăng sư thiền đức rồi, chưa có ông sư nào trả lời tôi hài lòng, thỏa mãn chứ. Nay gặp ông đây rất hân hạnh, nếu ông trả lời được tôi xin quy với ông liền. Đức thầy nói thôi, ông hỏi thì cứ hỏi, chớ đó mà rào đón làm chi. Bây giờ tôi xin hỏi ông nè, ông cho tôi biết có cái tâm nào là tâm Phật mà tâm nào tâm chúng sanh. Xin nhắc lại lần nữa cho ông tư biết là tôi đã hỏi nhiều lắm rồi, chưa làm tôi hài lòng.
Đức Thầy nói thôi mà, ở đó mà rào đón. Bây giờ tôi xin hỏi ông nè, ông làm bác sĩ phải không? Bây giờ tôi bác sĩ Trần Lý là bác sĩ này, ở tại cái tỉnh Rạch Giá này. Ông làm bác sĩ có nuôi tôi trai tới gái trong nhà không? Có chứ. Tâm không? Ông nói vài ba đứa, nam có nữ có. Rồi trong lúc mà nó sinh hoạt cái hàng ngày cho ông đó, tức là làm công cho ông đó, có khi nào nó làm bể đồ, bể đạc, bể ống chích đồ, dụng cụ ông nó có làm bể không? Có rồi ông có la rầy nó, có chứ. Làm ăn không ý tứ để cho hư hại thì chuyện đó dĩ nhiên nó phải vậy rồi. Cái ăn ở trong nhà thì phải cẩn thận chứ. Rồi ông đánh nó, ông chửi nó phải không? Dạ. Rồi khi mà nó ngồi nó khóc đó, nó ngồi nó khóc đó thì ông có cái suy nghĩ, ông nói tội nghiệp, dầu sao nữa nó cũng cái ăn ở của mình, nó cũng lỡ tay làm bể chứ không phải nó cố ý. Ông suy nghĩ vậy rồi bắt đầu ông thương nó. Có thương không? Nó có, suy nghĩ lại thì cũng thương nó. Dầu sao nó cũng cái ăn người ở, dưới tay bộ hạ của mình, hạ thuộc của mình. Nó cảm thấy cũng thương nó. Tôi trả lời ông rồi đó. Cái lúc mà ông giận ông quánh nó đó, cái lúc đó là cái tâm chúng sanh, tánh lung lăng đâm chém chặt bầm, chất chứa điều không giữ trong tâm, chờ đắc tế ra tay hạ sát nó. Rồi khi nó ngồi nó khóc, ông cảm thấy thương nó. Ông hồi tâm, ông giác ngộ, ông suy nghĩ đó, ông suy nghĩ ông thương nó, đó là cái tâm Phật. Tôi trả lời cho ông xong. Đức Thầy trả lời đến đây, ông bác sĩ Trần Lĩ quỳ xuống lại thầy, thầy không cho, và xin thọ giáo quy y. Mỗi chuyện đến đây đã hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Năm 1945, Đức Thầy đi khuyến nông. Đức Thầy thuyết pháp tại sân vận động Châu Đốc. Sau khi thuyết pháp xong, Đức Thầy về nhà của ông Đỗ Văn Diễn. Ông Đỗ Văn Diễn là một bác sĩ thú y ở Châu Đốc, và ông cũng là hội trưởng tỉnh Châu Đốc, ban sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Châu Đốc. Thì thầy về nhà của ông thầy Thúc Diễn đêm đó, thì ngủ đó, thầy tặng cho ông một cuộn tóc, rồi tặng cho ông một tấm hình, ở sau lưng tấm hình của thầy để là cấm họa và rọi ra. Thì trong cái đêm đó đó, thầy biểu ông Đỗ Diễn đưa cho thầy mượn cái thông quy. Cái thông quy tức là cái bộ đạo của tỉnh đó. Rồi ông hội trưởng mới đưa thầy coi, thầy lật lật là khoảng 1/3 cuốn thông quy. Đức Thầy nói ông lại, tôi nói nè ông nghe nè, sau này tôi có thời gian vắng mặt, mà khi tôi về là cái tỉnh Châu Đốc này là 50 cái đầu lãnh tụ phải rồi. Thầy lật một sát nữa, thầy mới kêu ông lại, thầy nói nữa, cái ngày tôi về là cái tỉnh Châu Đốc này là trước ra 70%, nghe ông thầy thuốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, lúc thầy ở Sài Gòn thì có một số bà con anh em đồng đạo ra ngoài thăm, có kỹ giỏi nữa, tính bữa nay làm con gà giò mà nấu cháo đồ, xé khoai đồ cho thầy ăn đổi bữa, nhưng mà không ai dám làm hết trơn. Người này đánh lừa người kia, người kia đổ người nọ, không ai dám có cổ sợ tội. Sao kế đó có ông Sáu Bính, ông tới ở trong miền Tây này, ông ra ông nói rồi gì, ông Sáu là tới rồi bắt ông Sáu cắt cổ. Ông Sáu nghe ông hỏi cái gì, nói tính cắt cổ gà làm thịt mà ăn mà sớm ơi, giờ ai cũng đâu không dám hết trơn anh Sáu ơi. Ông nói để tôi cho. Thì Sáu Bính cắt cổ gà đem ra, nào là nấu cháo, nào là xé khoai, rồi dọn trên cái bàn dài. Thì kêu thầy xuống, mời thầy xuống, thầy ở trên thầy bước xuống, thầy lấy hai cái tay thầy chở trên cái bàn, thầy nói ăn đi. Ông Sáu ông cắt cổ chứ mấy ông ăn cũng chịu chung hết trơn hả. Mọi chuyện đây đã hết. Tiếp theo, hồi năm 1943 thầy ở Sài Gòn. Thì vào một buổi trưa, có một số anh em đồng đạo cũng lớn tuổi, cũng 50 người đó. Thầy nói ai là trung thành với tôi, ai là chết sống với tôi, là đệ tử ruột của tôi, thì người đó lên lầu nhảy xuống đi. Đâu có ai dám nhảy. Bỗng nhiên có chú nhỏ khoảng 13 tuổi xuất hiện, nó bạch với thầy, con xin nhảy. Thầy nói cứ nhảy đi. Thì thằng nhỏ lên trển nhảy xuống, nhẹ như bông gòn, nhỏ tỉnh bơ. Mấy ông này nó bạch với thầy, con xin nhảy thầy. Ông nào cũng đòi xin nhảy, thầy nói không. Hồi nãy tôi nói đó mấy ông nhảy không sao, nhưng mà bây giờ mấy ông nhảy là nát thay. Nam Mô Di Đà Phật. Cái thời gian mà Đức Thầy dẫn ông Biện Đài đi núi á, thì buổi chiều nọ cũng xế qua, trời cũng sắp tối á. Đức Thầy sai ông Biện Đài đi múc nước. Nhưng mà khi ông múc lên đó thì thầy lánh mặt. Ông thấy vắng mặt thầy rồi ông kêu, quá kêu, thầy ơi, ra hết.
thầy thấy ông khóc quá rồi, thầy thấy vậy thôi thầy cũng ra mặt. Thầy nói khổ rồi đại ơi, mấy ông ở trong mình của thầy đi đâu hết rồi, chắc tao như mày phải chết quá. Mà ông dẫn lên đây đụng bể đâu trên rồi bỏ tao mà đây chắc chết trên núi này quá. Nói vậy ông còn khóc thêm nữa. Đức thầy nói đại ơi, mày có chết đó, thì đời dòng họ thân tộc mày chừng 70 người à, còn tao nè, cả thế giới năm châu đài. Nhưng mà trong thời gian này cha chưa có làm được, tao phải có thời gian vắng mặt. Rồi ông Vượng Đại hỏi chứ vắng mặt đi luôn sao thầy? Đức thầy nói đi luôn sao được, là vì cái trách nhiệm của tao còn phải là trở về đặng mà thâu Long Ác Nghiệt, trở về đặng táo quốc ăn ban, trở về đặng lập hội Long Hoa, thì tao không trở về sao được. Thì ông Vượng Đại hỏi thêm chứ chừng nào thầy về? Thầy nói nước bây giờ còn rồng còn lớn, dân còn dày còn khác, qua tháng 5 tháng 6 nước chảy xuôi con chiều, dân theo con mái, chừng đó tao về. Ông Vượng Đài nghe thầy nói vậy rồi ông có suy nghĩ vẫn dơ hoài. Ông suy nghĩ tới mới tới chuyện của ông Năm Chèo đó. Chúng tôi xin tạm ngưng tới đây thôi. Nam Mô Di Đà Phật. Trong thời gian đó không biết thầy ở đâu, mà cái bà chủ điền ở cái tỉnh Cà Mau á, cũng không biết bà ở xã nào, có đến quy với thầy. Rồi thầy có viết một cái lá thơ, trong đó có 20 câu biểu bà về là bà đặt cái bàn hương án cầu nguyện 3 đêm, rồi bà hãy dở này ra xem. Thì bà về cũng nghe lời thầy cầu nguyện đêm thứ nhất, đêm thứ nhì tới đêm thứ ba. Cầu nguyện xong rồi sáng ra bà mới mở ra và thấy trong đó có 20 câu thế này: Nam mô dây sắc đo dùng, một công bốn dạ dũng lung chẳng trừ. Nam mô Thích Ca Bổn Sư, bạc 54 tiền dư lấy liền. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền, ruộng chìm lúa ngập phải tiền dằn chân. Nam mô Thái Thượng Lão Quân, lúa đem về lẫm đội xưng da đầu. Nam mô Đâu Cũng Như Đâu, tác bìa gánh đất dinh râu dân nghèo. Nam mô Thanh Tịnh Tỳ Kheo, ruộng chìm mất lúa phải treo đất vườn. Nam mô Thập Điện Diêm Vương, cầm non giả lớn tìm phương tăng hoài. Nam mô Thích Ca Như Lai, tá điền vũ đệm chia hai mấy kỳ. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tu tâm tính kế tu trì lường công. Nam mô Thế Giới Đại Đồng, lúa ra 10 dạ lời trồng 20. Sau khi đọc 20 câu thơ này thì bà chủ điền có vẻ gật gù thấm ý và tỏ ra rất hối hận ăn năn. Mọi chuyện đến đây đã hết. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, một hôm nọ đức thầy hỏi ông Quỳnh Hữu Phỉ: vậy chứ ông cúng rồi con ngồi niệm Phật không? Ông nói bạch với thầy, con cúng rồi con ngồi tịnh được 45 phút. Đức thầy nói đừng có nói ngồi tịnh mà nói ngồi niệm Phật á. Ông ngồi 45 phút thì nó cũng hơi nhiều rồi, 30 phút thôi. Ngồi niệm Phật đây là lấy ở cái số định chứ không phải cái số lượng. Ông nên nhớ chỗ này. Ngày 23 tháng Giêng năm 1940 đó, khi Đức Thầy về cái làng Phú An đó, thì lúc đó Đức Thầy có về nhà ăn cơm tại nhà của Quỳnh Hữu Phỉ. Thì lúc đó trời trưa nóng nực quá, thầy nói thôi bà con ra ngồi gốc xài này nè, ngồi nói chuyện cho nó mát. Thì ra đó cũng 5-6 anh em ngồi chung quanh với thầy đó. Trong lúc đó có ông hội trưởng ở xã Phú Lâm. Thì ông mới hỏi với thầy, ông nói bạch với thầy, trong cái ban trị sự của con á, thì có một cái trị sự duyên cũng như phá giới bầu trai, không có giữ giới. Anh em tín đồ cũng không có vừa lòng, muốn cho cái trị sự duyên nó nghỉ. Mà con cũng khó xử quá ha, nếu cho nghỉ thì cũng mất lòng anh em, mà không cho nghỉ thì cũng không vừa bụng tín đồ. Đó con hỏi thầy coi, thầy giải quyết giùm cho con coi. Thầy không trả lời gì hết. Nói chuyện dân dài một hồi, thầy mới hỏi ngược lại anh em chung trong cái bàn tròn á. Theo như mình cất nhà mình mua tre lẻ nó ngợi hay là mua nguyên bụi nó ngợi? Thì anh em kia nó bạch với thầy, cất nhà mua tre nguyên bụi nó ngợi hơn. Thầy nói trước tiên là mình phải vô phá bụi tre đó, mình kiếm cái tre ngay mà nhỏ gọn mà làm đòn giống để trước. Rồi kế đó mình mới kiếm cột lớn lớn làm cột cái, rồi kế đó cột hàng nhì, hàng ba. Rồi kế đó mình mới làm rầm, rồi nấm,
rồi mới xấu xấu nữa trẻ rồi làm vết phên. Cuối cùng cái nào xài không được nữa mình còn bắt cầu. Cái cuối cùng mình làm củi, lấy tro bón phân cho cây. Đức Thầy nói vậy thôi chứ không thêm nữa. Mọi chuyện ở đây đã hết. Nam Mô Di Đà Phật. Lúc Thầy ở Sài Gòn, có ông Thầy Tiện Dậu và một số anh em. Ông Thầy Tiện Dậu, ông dòm thấy có con chim sẻ sẻ, mấy con chim sẻ sẻ trên nóc nhà, trên nóc lầu. Chạy nhảy tới nhảy lui rồi nó ăn này nọ thấy sung sướng, ông mới nói kệ, làm gì làm nữa chết thành chim sẻ sẻ được rồi. Ông nói gì dứt lời Thầy đứng dậy liền. Thầy lại nghe ông Thầy Kiện Dậu. Thầy mới nói với ông, sao ông nói kỳ vậy? Tôi cho ông Thầy Kiện hay, nó quan trọng chỗ phát tâm đó. Ông muốn thành gì thành nấy nha. Ông Thầy Kiện xanh mặt. Nhắc lại cái chuyện bụi tre nãy đó, thì tôi sẵn kể chuyện này luôn. Sau cái thời gian mà Thầy vắng mặt đó, Đức Công là danh dự tối cao trong đạo, thì ở bên Tân Huệ nó có cái chuyện xảy ra. Ông bạn này trước đây cũng tu, ăn chay trường tu nửa chừng tu không nổi nghỉ, rồi ăn nhậu rồi chơi với bè bạn, cao đài có, Thiên Chúa có, rồi mai thì nhậu nhà người này, mốt nhậu nhà người kia, bữa nọ ông này đem về nhà ông nhậu, tức là ông quả mình đó, rồi là đem thịt bò về nhậu. Là mỗi lần ảnh mà ảnh gấp thịt bò thì công Thiên Chúa nó coi kìa đó, quả là cử là trâu chó bò gấp thịt bò kìa, coi hảo gấp thịt bò kìa. Anh nói tôi tên gì gấp thịt bò đi. Chứ nói quả có thịt bò là tôi quánh anh đó. Thì ông kia ông thôi. Một lát sau thì ông này gấp thịt bò nữa, thì ông đó cũng nói nữa, ông Thiên Chúa nói nữa. Nó coi kìa, coi quả thịt bò kìa. Lần thứ ba ông này vô cho chai la ve đổ máu, đem là làng xử, làng xử không được, làng xử chìm xuồng, vì ông cũng chạm tín ngưỡng người ta. Ông hội trưởng xã Tân Huệ mới qua trình với Đức Ông, cho Đức Ông hay bây giờ tình trạng mình xã con nó xảy ra chuyện đó, nó mà làng xử cũng không được, chìm xuồng rồi. Thế ông nghĩ sao? Ông cả ông nói thôi con ơi, nó ăn nó nhậu mà nó biết binh vực cái đạo cũng tốt rồi, chứ có gì đâu. Thôi, mọi chuyện ở đây đó hết. Trước đây năm 10 năm á, thì có một cái đàn đạo để đi núi, nhưng mà đi tới chòm xài, sửa sẵn lên núi. Cái ông Trực nhớ tới, ông Trực nhớ tới cái chuyện chung quanh Đức Thầy, ông trở lại liền. Mà ta gịch ổng gì gịch ổng cũng trở lại, ông nói không tôi không lên đâu. Người ta nói quá ông mới kể chuyện này nghe, mà cái chuyện sắp kể cái gì đây. Là ông nói hồi đó đó, Đức Thầy ngồi, đang là làm cái gì đó, thì hai ông này mới nói nhỏ nhau, nói để làm thầy làm cái chuyện xong rồi hỏi thầy một việc, cho anh em mình lên non núi lặng tu cho mau thành công đắc quả. Ở thế gian này tu thấy cũng khó khăn quá. Đức Thầy nghe thầy nói lên núi mà lo mà trừ cái tội dễ đái khai thúi hỏng rồi, đâu có tới đắc đạo mà lại lên núi. Thưa quý vị, nói tới đây tôi nhớ lại mấy cái lời của ông Ba Thớ nói, một tội tu núi tu chuông thì ở đái khai thúi tội muôn tội ngàn. Và tu núi ỉa thúi núi non, xuống trần nói chuyện như con ngọc hoàng. Nam Mô Di Đà Phật. Mọi chuyện đây đã hết. Thời gian mà ông Huỳnh Hữu Phỉ ở nhà của ông Hương Bộ Thành á, thì lúc đó thì anh em cũng đông đảo, mới ra cái nhà mát trước cửa nhà ông ngồi nói chuyện chơi. Anh em mới nhắc á, Phẩm ở tại cái xã Phú Lâm á, cái tên này cũng ngộ lắm, cũng thích tiền lắm, nhưng thích bạc cắt chứ không thích bạc giấy. Cho ăn cắt bạc còn mừng hơn cho 5 đồng bạc giấy nữa. Thì ông chú của ông Quỳnh ông Phiểu nói thôi, hơi sức nào mà nhắc khùng điên đó. Thì Đức Thầy vừa đi tới, thầy nói anh em nói lãng phí á, chứ đừng có nói khùng điên. Khùng điên khó kiếm lắm ạ. Ở xã Hòa Hảo á, con anh hai này theo thầy được 20 ngày, bỗng nhiên đau chết. Sau khi chôn cất xong, ông viện đài ông ngồi mới than, nó tội nghiệp anh hai quá, mới theo thầy được có 20 ngày mà chết. Đức Thầy mới nói với viện đài, nó chết chóc gì đài ơi. Thì viện đài nó không chết sao? Chôn rồi thì mai mốt được hình trương rồi, cái gì không chết. Thầy nói ta nói với mày, cái xác chết chứ cái hồn không có chết. Mày ráng lo tu đi, sau này có thời gian vắng mặt là tao về đó, tao phá cho mày đi khắc nước thiết pháp nhìn ta. Ông viện đại nói tôi chữ tay không rồi, nó đâu có nước đi cắt nước thiết pháp. Thầy nói tôi đi chân chánh đi, đắc pháp đi, tới chừng đó tiếng gì mà nói không được.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, sở dĩ mà tôi kể cho quý vị nghe những mẫu chuyện rất ngắn là vì tôi có cảm nghĩ rằng đây là thánh ngôn di huấn của Đức Thầy, cũng như ngày xưa có luận ngữ của ông Khổng Tử vậy đó. Lời nói nào cũng đều dạy học trò. Hôm nay một lời nói dài hay ngắn gì Thầy cũng dạy đệ tử của Thầy, cho nên chúng ta cũng không nên bỏ qua, dầu mẫu chuyện đó rất ngắn. Vì thế cho nên tôi cũng không có ngần ngại để kể cho quý vị nghe, trong anh em mình rút tỉa kinh nghiệm. Năm 1942, tại cái tư thất của ông Giỏi Văn Giỏi ở Bạc Liêu, Đức Thầy có nói: trí và tâm người học đạo cần tìm cách làm cho nó được phát triển cả hai, để lấy tâm làm chủ trì mọi việc, lấy trí mà phán xét mọi việc trước khi ta sắp đưa ra cho tâm chủ trì. Rồi năm 1945 tại Sài Gòn, Ngài lại gọi ông Lê Bá Thế, bây giờ là tín đồ theo bên Thầy, quê ở Phong Thạnh Thượng, mà dạy rằng: ông hãy nói lại cho bổn đạo của Thầy biết, đừng một ai lo lắng gì cho Thầy, mà hãy tự lo cho chính mình. Hãy lo tu tâm, luyện trí, và cần xen quyển khuyến thiện để thực hành. Những người tu hành chân chánh đúng theo lời dạy của Thầy, về sau sẽ được Thầy tìm đến, chứ bây giờ thì đừng ai nên đến để tìm Thầy. Những lời dạy dỗ dặn dò của Đức Thầy kể trên đã biểu lộ một nỗi lo sâu xa cho tương lai tính chúng. Ngài e ngại sự lạc lối của một số người chỉ có tâm mà thiếu trí, và một số người khác chỉ có trí mà vô tâm. Sự thiếu sót quan trọng này sẽ đưa tới chỗ hoang mang, lung lạc và xa ngã, càng dở tai hại vô cùng. Tiếp theo là cái mẫu chuyện Đức Thầy về thăm gia đình. Thì Đức Thầy đi về chỗ này chỗ nọ, cho đến năm 1945 Thầy mới được nó về thăm nhà. Thì cái ngày thăm nhà đó thì bà con các nơi nghe tin Thầy về tổ đình, đổ xô về thăm Thầy quá đông. Rồi Thầy là ở trong nhà, anh em mới tràn vô trong nhà, làm cho mấy cái chậu kiển của ông cả ngã lăn hết, ông cả la rầy. Thì Đức Thầy mới ra nói với ông cả, Thầy nói: ông cả ơi, ông rầy tôi là phải hơn, tại vì lâu quá tôi không về gia đình, về đây thăm rồi bà con tới đông đảo, mà bất cẩn làm cho cái hoa kiển của ông bị ngã lăn như vậy đó, thì ông cũng thông cảm, ông rầy tôi đi. Rồi Thầy mới nói với bà con á, nói là bà con coi sửa mấy cái chậu kiển lại cho ông cả thấy, trong đó có ông Hai Đối sửa. Thì cái mẫu chuyện này chính ông Hai Đối kể tôi nghe. Đức Thầy mới nói thế này, Đức Thầy nói: bà con cũng đông quá rồi, thôi bây giờ ra đường xếp hàng ba phía bên mặt đó, chạy dài lên tới chợ Mỹ Luông, rồi phía bên kia đường chạy dài xuống. Như vậy là bà con ở hai bên đường, Đức Thầy mới bước ra đường thị lên, lên rồi đi xuống, ăn cho bà con nhìn mặt Thầy. Khi Thầy về tới cửa ngõ thì bà con mới tụ lại rất đông. Đức Thầy mới nói: tôi vắng nhà một thời gian, khi về thăm nhà thấy bà con đến cũng đông đảo quá, tôi cũng mừng. Nói tới đây, Đức Thầy châu mày lại, vẻ mặt rất buồn. Thầy nói: sau này tôi có thời gian vắng mặt, khi tôi trở về một lần nữa, không biết còn được đông đủ như thế này hay không. Đức Thầy nói tới đây, theo chú Hai Đấu, ông nói là anh em đồng đạo cũng khóc hết sức nhiều. Nói xong, Đức Thầy đi trở vào trong, đi nuốt ra xa hè, đi thăm con bò, chỉ còn một con bò ốm dữ lắm. Đức Thầy ra thì con bò vừa đứng dậy, mới chảy nước mắt, mới liếm cái chân của Thầy. Thầy nói: cách không bao lâu mà cũng mau già quá, thôi ráng trong kiếp này, kiếp sau làm người với người ta. Đó, chuyện này là do nơi chú Hai Đối kể lại. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện ông Tiên coi bói. Cái lúc ông Biện Đài còn nhỏ, ông ở Châu Giang này, ông học này, qua Châu Đốc học. Một bữa nọ ông xuống chiếc phà, ông thấy có ông già đó đội cái nón lá rách, mặc bộ đồ cũng cũ, có cặp bàn. Rồi mấy người đàn ông đồng bào mới bu lại coi bói, cho ông coi này kia kia nọ đó. Thì ông Biện Đài ông xèo bàn tay ra, ông biểu ông coi tôi coi học hành tôi làm sao. Ông già đã vỗ bàn tay ông Biện Đài một cái bóp đỏ chát luôn. Ông cũng buồn lắm, nhưng mà gặp người lớn là thành ra không biết nói sao. Thôi rồi lên bờ đi,
Vậy đó mà thời gian thấm thoát trôi qua, ông ở trên này ông lớn khôn về dưới, có vợ, thì kế đó thầy ra đời. Rồi ông cũng đến quy với thầy rồi. Thì gần nhà của ông nó có cái gia đình của cái ông hai này đó, ông bỏ nhà đi 20 năm rồi. Mà bà hai cũng không biết đi đâu. Bà cũng kể cái ngày đi đó, bà làm cái đám dỗ. Bữa nọ bà mới qua nói với điện đài, nói mày lên trễ mày hỏi thầy Tư coi, ông hai mày đi ở đâu mà 20 năm nay không biết tin tức gì hết, không biết ông còn sống hay chết, mày hỏi ông cái nghe đài. Điện đài nói dạ. Thì điện đài lên ông mới hỏi, nó bạch với thầy, gần con có ông hai, ông đi cũng 20 năm nay rồi mà bà hai ở nhà không biết ông đi đâu. Thì kể cái ngày con đi đó làm đám dỗ đó. Rồi thầy mới nói, thầy nói đài phải nhắc mày nhớ, hồi lúc mày còn học ở trên Châu Giang á, rồi mày xuống phà đó, mày gặp cái ông già coi bói đó, mày đưa bàn tay cho ông đó, ông vỗ bàn tay mày đó, đứa mày giận ông lắm phải không, để cho mày biết ông đó ông hai đó, ông thành tiên rồi, ông đắc một lượt chiêm cử đa đó. Mày về mày hỏi lại bà hai đi, năm nào mà ông hai không về, cái đêm mày gói bánh mà nặng mà cúng ổng đó thì có ngọn gió thổi tắt đèn hết trơn, năm nào cũng vậy hết, mày về hỏi kỹ có không. Thì điện đài hỏi gì, hỏi thăm bà hai lại thì mới nói có, năm nào cũng vậy, mọi chuyện ở đây đã hết. Nam Mô Di Đà Phật. Trong thời gian Đức Thầy ra đời đó, thì trong lúc đó ở Định Yên đó, thì có vợ chồng của ông thầy Kiện Dành, tức là ông thầy Kiện Dậu đó, vợ của ông thầy Kiện Dậu tức là cô giáo Sang. Cô giáo Sang thì mang cái chứng bệnh trầm kha, đau rất nặng mà trị không hết, qua ra tới ngoại quốc trị hết 6 bác sĩ ngoại quốc cũng không hết, rồi về nằm ở nhà đó mà cho chết. Ông thầy Kiện Dậu cũng có chuyện đi xa, thì ông nghĩ rằng là ông đi đó, nếu ông về rồi là vợ nó chết, ông nghĩ vậy đi, ông nghĩ thế nào là khi ông về, là khi mà nhắn tin ông về là đám ma bả đó. Nhưng mà ở nhà thì bả thấy vậy, bả mới sai người quen người thân mới khiêng bả xuống xuồng, mới trở lên tổ đình để mà gặp thầy trị bệnh. Lên tới thì thầy cũng điểm mặt, thầy nói 6 bác sĩ nước ngoài rồi mà không hết nữa là làm sao tôi trị hết. Thì bà giáo Sang bả nói thầy cũng giúp đỡ cho tôi, nói gì cho thầy trị, thầy đưa tôi bán chai nước uống liền tại đó, còn bao nhiêu là uống dài về. Thì thật sự qua mấy ngày sau bà hết hẳn. Thì sau khi đó anh Kiện Dậu ông về ông tính là cũng là đám ma của bà rồi đó, cũng còn nữa mà không ngờ về tới gặp bà giáo Sang đương quét nhà là ông chới giới rồi. Ông vô hỏi chứ làm sao mà bà mạnh, nói tôi nhờ ông thầy Tư Hòa Hảo, ông ơi trên Hòa Hảo á, ông chủ uống con cho nước à, bệnh tôi nay hết nhiều lúc đầu khỏe lắm rồi. Ông nói cha, mấy ông thầy bây giờ cũng tay phù thủy không à, không biết sao mà tin sao mà không. Nói vậy ông làm thinh, ông mới làm 8 câu thơ đặng mà chơi Đức Thầy đó. Nói cũng như nói mất nó sỏ chứ không có trang trở. Thì bà giáo Sang bây giờ gặp cái câu thơ nghe không được, nghe không em. Cái sự thế của Đức Thầy như vậy mà ông làm như vậy là phải không em à. Bà mới nét với bà chồng, tức là má con thầy con dậu, nói má. Má nói giọng giùm tôi chứ còn thấy ông làm mấy câu thơ mà kỳ quá à. Dầu sao ơn nghĩa của tôi, thì ơn nghĩa của tôi tức là cũng ơn nghĩa của ổng, là vì tôi là vợ ổng mà. Mà người ta trị tôi hết bệnh mà ổng làm thơ, làm văn này, là ổng chơi lại người ta, thì tôi thấy cái đó khó coi quá à. Ông này ông chỉ thế đó không được mà. Ông bà mẹ bà nói dậu ơi mày làm kỳ lắm mà, tao thấy coi không có được. Dầu ông đó tà chánh gì không biết, cũng là người ơn của vợ mày, mày làm cười gì. Thì bà già nói ông cũng tự nhiên làm. Thì ông mới nói với bà, ông nói bữa nào tôi lên, tôi đi vợ tôi trển coi, tôi cũng theo dõi coi sao. Đó thì đi trên một chiếc ghe, đi cũng đủ mặt hết. Nhưng mà khi đi dọc đường á, ông có suy nghĩ, dầu sao nó cũng là ơn nghĩa của vợ mình, thì cũng là ơn nghĩa của mình. Ông suy nghĩ gì, ông lấy ra, ông móc túi ra, ông lấy một quẹt đốt, một lượng xong bỏ. Vì vừa tới bến lên bờ rồi, thầy đưa cái lá thơ của ông á. Thầy nói thơ này phải của ông không? Ông thì cứ dậu xanh mặt luôn. Chính là tuần chữ của ông. Để ông suy nghĩ tại sao mình đốt bỏ xong rồi lại là cái thơ thầy là tay của ông này. Thành ra từ đó ông dậu hết sức là sợ sệt và
kính nể thầy và quy y theo thầy luôn. Từ chỗ đó mấy cái tay mà thuộc về cái dạng đầu óc cứng á, thì phải chơi cái đó mới được. Nam Mô A Di Đà Phật. Năm 1944, khi mà đồng minh quanh tạc lần đầu, ông Hai Quý, tục danh là ông Hai Nước Mắm, ở Vĩnh Hội, Cộng Lãnh, ông đến xin phép với Đức Thầy đi tản cư. Đức Thầy hỏi cho ông định tản cư về đâu. Ông Hai ông đáp, nói, bạch với Thầy, con đi về Hòa Hảo, vì nơi đó là cái chỗ cội gốc Thầy. Đức Thầy mới nói, Tân Huệ, Kiến An, chỗ nào ở không được. Tại sao ai cũng đòi về Hòa Hảo hết, về đó đặng mà tùng tâm tụng ngủ khóa sớm khóa làng hả? Nam Mô Di Đà Phật. Mọi chuyện tới đây hết. Tiếp theo, năm 1944, ông Năm Hiệu ở Phú An đau nặng. Đức Thầy đến thăm đưa thuốc cho ông uống, ông không chịu mà ông còn nói, mình tu hành đo niệm Phật uống nước lạnh cũng hết bệnh thì cần chi thuốc uống Thầy. Đức Thầy gõ ông đừng có hiểu lầm. Khi mình còn mang cái xác thể do tứ đại tạo thành, phải biến chuyển theo thời tiết của trời đất, đau thì phải uống thuốc. Thầy nói tiếp, tôi hỏi ông, khi muốn sang sông ông phải nhờ xuồng hoặc ghe, rồi khi tới bờ bên kia rồi ông mang nó theo hay là ông bỏ lại? Ông Năm Hiệu đáp, nó bạch cái thầy thì bỏ lại chứ mang theo sao nổi Thầy. Thầy mới nói, như vậy thì xuồng hay ghe vô nước ông phải chét lại, nếu nó có lủng lỗ á thì ông cũng phải giá lại cho kính đặng qua tới bờ bên kia. Nếu không giữ gìn để nó chìm giữa đường thì ông làm sao lội tới bờ? Tôi nói cho ông biết, còn mang cái xác thịt tu mới mau, nếu bỏ xác linh hồn còn tu chậm lắm nghe không? Mọi chuyện đây đã hết. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo, vào cái mùa nước nổi đó, ở tại tổ đình đó, thì ngày đó nhằm vào ngày 12 tháng 8 năm Kỷ Mão, nhiều cái đoàn kiến lửa lên nhà. Đức bà nói nếu bể nó leo lên đó, thì có hại chứ không có lợi. Đức bà mới làm cái rọi đốt. Đốt được một chút, Đức Thầy từ ngoài đi vào, không cho Đức bà đốt. Và có nói với Đức bà, mình biết tìm cái lẽ sống yên ổn thì nó cũng vì sợ chết cho nên nó mới lên nhà đặng tìm cái lẽ sống an ổn. Nếu không cho nó ở thì đuổi đi, xin bà đừng có đốt nữa, chết nhiều mạng lắm. Đức bà nghe lời Thầy, từ đó cho đến sau không có đốt nữa, và rất cảm kính cái lòng từ bi của Đức Thầy vô cùng. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo, từ ngày Đức Thầy bị người Pháp dời ngài về rời khỏi cái tổ đình đó, đưa ngài nhiều chỗ. Khi đến Bạc Liêu thì ngủ tại nhà cũng cứ giỏi năm 1942 năm Nhâm Ngọ. Đức ông vì nhớ Thầy xuống thăm, khi đến nơi thì cũng rất vui mừng thấm thiết bởi cái thời gian xa cách giữa Đức Thầy và Đức ông. Bỗng nhiên Đức Thầy nói, ông cả ở trên chủ trương sát sanh quá rồi nha. Ông cả nói, thưa Thầy, tôi đâu có chủ trương sát mạng gì đâu. Thầy mới nói, ông cả không giết nhưng xuống người giết. Đức ông giật mình mới kể lại cho Đức Thầy nghe cái câu chuyện như sau. Nguyên là ở nhà mình đã có nuôi một con chó mang cái bệnh lở lói sành sùi. Hôm nọ nằm ở trên võng đọc sách ở cửa trước đó, con chó nằm gần đó nó có cái mùi hôi thối rất khó chịu. Người kêu mấy đứa nhỏ đuổi rồi tưới dầu cho con chó này dùng coi. Thì không ngờ người ở nhà nghe lầm câu nói của tôi, nên bắt con chó thùng vô bao nhận nước chết tươi. Chừng hỏi lại thì mấy người ở đã lầm giết quan con chó đi. Đức Thầy mới nói, tại ông cả nói không rõ nên tội ông phải chịu, ông phải lãnh lấy cho sao. Đức Thầy mới nói tiếp, thôi ông về ráng lo ăn chay giữ giới 3 tháng để cầu nguyện cho nó mới khỏi tội. Đức ông hết sức là cảm kích cái việc con chó như thế mà Đức Thầy cũng đã biết, nên Đức ông dâng lời Thầy ăn chay và cầu nguyện cho con chó 3 tháng mới thôi. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo là cái mẫu chuyện này thuộc về dạy cái chuyện ăn uống. Đức Thầy còn lưu trú ở nhà của ông Võ Mậu Thạnh ở xã Nhân Nghĩa, Cần Thơ.
Ông Sáu Duyên là tín đồ từ Long Xuyên đến Giếng. Đầu tiên đó thì ông Duyên mới hỏi thăm Đức Thầy về việc ăn uống và tu ra sao. Đức Thầy mới đáp, sự ăn uống là để cho khỏe mạnh hầu thi hành cái việc nghĩa. Thân xác ví như chiếc xe, còn cơm thì ví như xăng, thức ăn là nhớt, xe mới chạy được. Thầy nói tiếp, nếu nói rượu là quý, thử đem đổ vào xe chết máy liền. Thịt các loại cá nó nặng nên nó chìm mau tiêu. Còn thịt các cái loại thú nó có dầu nên nổi nó khó tiêu. Ông Duyên ông còn ăn chay kỳ, mỗi tháng chỉ có 4 ngày, nên thầy dạy như vậy. Ông xét coi cái món gì dùng mau tiêu, cứ dùng tùy theo cái trình độ mà tiến đạo của mình. Nên nhớ rằng ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Người tu không nên chấp thức ăn ngon, dở, nhiều hết, hoặc là chú tâm đến các món ăn trước khi dùng. Cũng như bây giờ xem đồng hồ là 10 giờ, tôi khỏi cần biết lát nữa đây ông Hương Bộ Thạnh cho mình ăn món gì. Nghe được lời thánh huấn đó của Đức Thầy, ông Sáu Duyên xét thấy vui mừng, cởi mở và nhớ mãi hoài trong tâm. Tiếp theo đây là cái chuyện mà hãy tĩnh tâm là đạt huệ. Lời của Thầy nói là nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì pháp huệ. Trong cái chuyến phía Nam vào mùa hè năm Ất Dậu 1945, khi tới Rạch Giá, hôm ấy Đức Thầy nghỉ đêm tại nhà của ông Thán Nguyễn Công Hầu. Lúc cái trò chuyện, ông Thán Nguyễn Công Hầu mới hỏi Thầy, thưa Thầy, theo cái ý của tôi đó, một người mà đã nhiễm đời khoảng 3-4 năm như tôi chẳng hạn đi, bây giờ tu 3-4 năm như vậy mới gọi là rửa hết lần ô nhiễm trần tục. Còn nếu tu với cái thời gian chưa tới 3-4 năm thì chắc chắn không làm sao sáng suốt và có thể thoát tục được. Theo cái nghĩ của tôi vậy nó có phải không Thầy? Đức Thầy nhìn ông Thán Hầu mà Thầy vui vẻ đáp, anh hãy nhìn cái dòng sông kia, nước vẫn chảy, gió vẫn thổi và vẫn sao động, thì trải qua bao nhiêu lâu đi nữa thì nước cũng vẫn đục. Bằng gió dừng lại, sóng lặng lại, nước đứng lại thì tất sẽ là nước trong, đâu phải đợi thời gian kéo dài. Do đó người tu nếu biết chủ tâm cho lặng yên, đổi cảnh không nhiễm ô, tức là tâm bình, trí huệ tất phát khai, dứt được lòng trần tục, ấy là giải thoát đó. Ông Nguyễn Công Hầu nhờ lãnh hội được ý nghĩa đó, lòng kính lần vô hạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, có một ông ở Cù Lao Tây không có biết tên. Vào khoảng tháng 10 năm 1946, lúc mà Đức Thầy ở miền Đông, ông có đến thăm Thầy và có bạch với Thầy rằng năm 1939 Thầy lập đạo độ đời, dạy tín đồ tu hiền. Đến nay Thầy lập bản, chi nữa vậy Thầy? Đức Thầy mới đáp, từ trước đến giờ tôi cũng mong có người hỏi tôi câu hỏi này để tôi trả lời. Nhưng mà hôm nay may quá được gặp ông hỏi đây. Tôi lập đạo là để xây cái nền ân đức cho tín đồ tôi vững chắc. Cũng như muốn cất nhà là phải xây cái nền kiên cố thì cái nhà nó mới được vĩnh viễn trường tồn. Đất nước Việt Nam bị trị hơn 80 năm rồi do tay người Pháp. Đến nay muốn chiếm Đông Dương lần thứ hai nữa, nên tôi lập đảng để hợp tác với các tôn giáo, với đảng phái, cùng các nhà yêu nước bảo vệ tổ quốc. Đạo là nòng cốt, đảng là giáp che. Tôi cũng biết rằng tín đồ của tôi ăn chưa hết 2 đồng xu tương, đâu có đánh lợi giặc ngợi quốc được, nhưng cũng phải đánh để tỏ ra tấm lòng trung thành với tổ quốc. Chừng nào động đến lòng trời thì chừng đó có người đứng ra giúp một giờ là xong. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, lúc Đức Thầy mới khai đạo thì có cái gia đình nọ là 4 anh em, là anh Ba Thể, cô Năm Định và 2 em là Chính Phải, Út Liệt. 4 anh em này ở xã Bình Thủy,
tu theo Phật giáo Hoàn Hảo. Qua cái thời gian mấy năm, sự sinh hoạt và sự tu tiến cũng bình thường. Bỗng một hôm nọ, hai chị em cô Định với cô Khải chẳng biết nghĩ sao mà lại bỏ nhà trốn ra Phú Quốc tu. Cái người anh ba của hai cô đó biết ra ngoài nói thế nào mới cổ không về, cho nên mới gạt, nó có lệnh của thầy kêu về, hai cô mới về. Thì về mới ra đến Sài Gòn mà trình với thầy. Thì đức thầy mới hỏi cái cô Định và cô Khải. Giờ tôi xin hỏi hai cô, hai cô nghĩ sao mà bỏ nhà đi tu? Cô Năm Định nó khoanh tay thưa bạch với thầy, thấy trong quyển Phiến Thiện của thầy có dạy là nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, nên chị em tôi nghĩ phải luôn bỏ hết mọi việc ở trong gia đình, xuất gia tu hành mới được, nên chúng tôi mới ra đi. Đức thầy liền bảo cô hãy đọc thêm hết một đoạn giảng ấy nghe coi. Cô Năm Định liền đọc tiếp: chớ giả dối mà mang sách áo, mượn bồ đề chuỗi hột là người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười, tội lỗi ấy lực nào dung thứ. Tu còn ham chai to đám bự, đặng thế gian dương cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏa. Bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Cô Định đọc đến đây, đức thầy bảo ngừng lại rồi nói: đó, quý cô thấy không, tôi khuyên các nhà sư ở chùa kia mà, chứ đâu có bảo tín đồ mà quý cô làm như vậy. Mọi chuyện ở đây đã hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, đức thầy chữa lửa chợ Tân Hiệp. Lúc đức thầy đến cái chợ Núi Sạch đó, ban trị sự ở đây mở một cuộc thuyết pháp, mời đông đủ các ban trị sự xã Tân Hội, xã Tân Hiệp. Nhưng mà trong cái pháp hội này lại vắng mặt hai xã nói trên. Sau khi đăng đàn thuyết pháp một hồi, bỗng thấy thầy ngừng lại. Sao chợ Tân Hiệp cháy dữ dội cả? Đó là câu nói của thầy. Rồi ngài giới tay bưng cái ly nước mà người ta đã đem lại cho đức thầy thấm giận đó. Đức thầy hất mạnh lên một cái rồi để nước xuống, rồi tiếp tục thuyết pháp như không có chuyện gì xảy ra. Còn số nước hất lên chẳng ai thấy rớt xuống. Thì sau cuộc thuyết pháp ở đó thì các ban sự cũng gặp nhau, ban mà trị sự ở Núi Sạch này cũng gặp ban trị sự ở hai xã Tân Hội, Tân Hiệp đó, rồi mới trách móc sao không đến. Thì mấy ông này mới nói là trong bữa đó, là cái bữa trước đêm đó, là mấy ông trong gì dắt đường rồi đụng độ nhau, rồi mới là đánh chiếm cái chợ đó, chặn đường giao thông, làm sao đi được mà đi. Lúc trưa mấy ông đốt luôn chợ cháy ầm mì, rồi mới rút lui, tưởng đã cháy hết chợ rồi chứ. Nhưng mà nhờ trời Phật độ nên lửa vừa bốc lên cháy thì một chút tí gì đó, thì có một trận mưa dập tắt. Có điều rất kỳ lạ là lúc đó trong trẻo không có mây, mà tự nhiên có một đám mây mưa thật lớn ngon lành như vậy đó. Nam Mô với Đà Phật. Tiếp theo, ông Lâm Thành Tây, ông thừa cái lệnh của ông Năm Lửa đem cái phúc trình thỉnh thị của đức thầy, xin giới thiệu ông Nguyễn Khoan Dùng làm chánh thanh tra chánh trị cho ông Năm. Đức thầy xem phúc trình xong rồi thầy đáp: ông Dùng không biết làm chánh trị, trong đạo của tôi không có ông đạo và cũng không có ông cậu, người nào không biết không nên dùng. Tại đường La Phèo có một ông khách đến viếng đức thầy. Lúc ngồi dùng nước, ông khách mới hỏi: thưa ông Tư, đạo của ngài giới luật quá đơn giản, chỉ có 8 điều răn cấm, tu như vậy có thành Phật không ông? Đức thầy đáp và hỏi lại: trong khi ông đến nhà tôi còn đang đứng ngoài cửa, ông có thấy món gì ở trong nhà tôi không? Ông khách đáp nói: thưa không. Đức thầy nói tiếp: nếu ông muốn biết, ông mở cửa cho ông vào, thì chừng đó ông sẽ biết. Chứ bây giờ dù tôi có diễn tả cách nào, ông cũng không tin. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, ông Bảy Khuôn, ở trong cái địa phương Hòa Hảo thì theo giai cấp đó, có bà con thì đức thầy kêu ông này tới bằng ông chú lớn. Khi đức thầy ra đời trị bệnh đó, thì ông Bảy cùng với hai người bạn ông ngồi ngoài đường, nó dòm ra sông, nó thấy bà con tới lui trị bệnh đó,
với đức thầy đó. Rồi ông Bảy ông mới lấy tay ông chỉ, ông vừa chỉ mà ông vừa nói, bây giờ nó quỷ vương nó dậy dữ lắm rồi, chiều lại có người thỉnh thuốc về ngang nhà ông Bảy đó. Đức thầy nó nhắn người đó, nói ghé nhà ông Bảy cho ông Bảy hay, tôi mời ông Bảy sáng nay đến nhà tôi chơi nha. Thì cái người hút thuốc đó cũng hứa và cũng ghé nhà ông Bảy cho ông Bảy hay. Thì sáng sớm đó ông Bảy mới là lại nhà, lại tổ đình, nhưng mà không vô tổ đình. Ông Bảy qua nhà ông Út, đức thầy mới đi ngang qua đón đường ông Bảy. Đức thầy nói sao ông Bảy không có ghé qua nhà tôi? Ông Bảy trả lời nó qua chứ. Đức thầy nói vậy thì mời ông Bảy vô. Vô tới nhà đức thầy mới lấy ghế mời ông Bảy ngồi. Đức thầy mới nói ông nói quỷ dương mà ông có biết quỷ dương ra sao không ông Bảy? Ông Bảy từ chối không nói. Đức thầy nhắc lại sáng hôm qua ông ngồi nói xong đó, ông cùng với hai người bạn ngón tay trái của ông đó, ông chỉ lên ông nói lúc này quỷ dương nó chạy dữ đầu đó, ông nhớ chưa? Ông Bảy à, tôi không có trách ông đâu. Tuy ông nói như vậy chứ ông cũng không hiểu là ai đâu. Ông Bảy làm thinh. Đức thầy mới nói tiếp, tôi nói quỷ dương đó là đức thầy mới vừa nói, thầy vừa chỉ người này người kia. Quỷ dương tôi nói ở đây là những người ở thế gian này nè, họ làm những cái điều sằng bậy, nói tội lỗi, đó là quỷ dương đó, chứ không phải quỷ dương như ông hiểu đâu ông Bảy. Nam Mô Di Đà Phật. Vào khoảng năm 1946, năm Bính Tức, đồng đạo miền Tây lên Sài Gòn thăm đức thầy, nam nữ lối khoảng 20 người. Lúc đến đức thầy cũng rất vui mừng và thầy cũng có nói cảm ơn tất cả bà con ở quê nhà lên thăm thầy. Rồi đức thầy mới hỏi thăm sự làm ăn, cuộc sống và đạo đức tu hiền. Sau cùng đức thầy mới hỏi bà con mỗi người đi thăm thầy đem theo tiền và xe, tiền ăn dự tính được bao nhiêu. Đức thầy cầm cục phấn đi lại cái tấm bảng á, thầy mới ghi. Đức thầy hỏi với từng người một và ghi vào bảng. Khi đức thầy cộng lại con số cũng quá nhiều, đức thầy mới nói thôi bà con đi thăm thầy kỳ này sao đừng đi nữa, nên để tiền đó coi bà con đầu trên xóm dưới nghèo khổ ốm đau hoạn nạn lo không nổi, cần giúp cho người ta qua cơn được phước lớn. Đức thầy lúc này ngồi nói tiếng trên một hồi lâu. Đức thầy mới hỏi bà con, tôi nói cái gì bà con có nghe hay không? Đồng thời tất cả mọi người cũng đều nói là thầy nói rất hay. Người thầy hỏi chơi thế nào là hay và hay như thế nào, biết hay không? Tất cả đồng phương nó không biết. Đức thầy mới nói đó là mê tín đó, biết hay mà phải hiểu cái hay đó như thế nào mới được, nghe mà phải hiểu ý nghĩa của nó mới là chánh tín. Lúc này cũng có hai người tín đồ ở tỉnh lên thăm đức thầy. Thầy mới nói cảm ơn. Hai anh này ở lúc thăm thầy đó, có người đồng đạo ở nhà mượn hai anh hỏi giùm đức thầy hai câu giảng mà quên đi, không có nhớ. Khi mà bạch thầy ra về đó, vừa ra khỏi cửa thì đức thầy kêu trở lại hỏi ông ra đây á, có ai gửi lời gửi vốn gì đó mà sao không nói? Thì chừng đó mới nhớ lại là anh Hai Tâm, anh kính lời thăm thầy và có mượn hỏi hai câu giảng niệm Như Đà, ráng niệm cho rành thì nó được sống coi chân thánh. Nhờ thầy giải dùm hai câu đó, đức thầy mới giải niệm Phật cho rành đó là làm được hết các việc từ thiện, từ đó mới là rành. Còn tu hành niệm Phật mà không làm những việc từ thiện là chưa có rành đâu. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo, từ miền Đông đức thầy trở về nhà ông của chủ bộ ở xã Phú Thành ở Ba Răng đêm 14 rạng 15 tháng 2 mừng âm lịch 1947. Qua ngày sau thầy về tổ đình thăm đức ông đức bà, viếng lại quê nhà, sau tỏ bài tâm sự cùng với đức ông đức bà. Từ đây về sau tôi sẽ vắng mặt ở nhà, nếu có ai mời ông cả và cử ông cả làm chức vụ gì ông cũng từ khước. Tôi dành cho ông cái chức ông từ đốt nhang cho Phật mà thôi, còn cái nhà của ông từ đây trước sau như vậy, đừng sửa đổi khác hơn.
nếu sửa đổi tôi không về. Sau này ai lên cầm quyền bảo giao nạp vũ khí thuộc về quân sự, ông bảo tín đồ của tôi phải đem nạp hết cho nhà cầm quyền, đừng để cất giữ sau này có hậu quả cho tín đồ tôi. Thời kỳ nào phải theo thời kỳ ấy mà sống nghe. Năm 1939, lúc Đức Thầy đang trị bệnh cứu đời, ba ông sáng sớm cơm nước xong đồng đi qua tổ đình nghe thuyết pháp. Ông Giáo Thuận bàn bạc ở nhà để qua hỏi Đức Thầy một câu. Ông Giáo Thuận nói: chừng nào tôi hỏi anh sẽ biết. Ngày đầu đi qua thầy hỏi hai người, còn ông Giáo Thuận thầy không hỏi. Ngày thứ hai thầy cũng hỏi hai người, nhưng mà ông Giáo Thuận thầy cũng không hỏi. Đó, đến ngày thứ ba thầy mới hỏi hết ba ông. Rồi Đức Thầy nói riêng với ông Giáo Thuận: hai ngày rồi ông buồn tôi hả ông Giáo? Vì đi ba người mà tôi chỉ hỏi có hai, còn ông tôi chừa lại, vì ông định hỏi tôi một việc nên tôi nhường cho ông hỏi trước mà ông không hỏi. Thôi bữa nay ông muốn hỏi việc gì đó cứ hỏi, hỏi đi. Chừng đó ông Giáo mới mở miệng được, chứ hai ngày qua tính hỏi thầy mà nói không được ra lời. Nay được thầy cho phép tôi mới hỏi. Dạ thầy, tôi mắc nợ 1.000 giả lúa mà tôi làm ruộng có 2 công ruộng, làm sao tôi trả nợ cho hết được thầy? Đức Thầy mới đáp: đành rằng trả không hết nợ, nhưng ông cũng ráng quyết tâm trả cho đến chừng nào hết nổi thì chủ nợ ân xá cho, không có sao đâu. Lúc này bà con đến quy rất đông. Đức Thầy mới hỏi: bà con dòm người ta chuyển đầu thai biết mấy kiếp không? Ai cũng đồng thưa không biết. Đức Thầy nói: con người chuyển lên nhiều kiếp có học hỏi mới khôn ngoan. Có loài thú á, mới chuyển kiếp làm người mới được 1 lần á, còn khờ khạo lắm, không biết gì hết. Có người hỏi con người ta tu nhiều kiếp làm sao biết được. Đức Thầy mới đáp: con người ta tu nhiều kiếp á, nghe ai nói hiền lành đạo đức thì ham mộ muốn nghe, ai nói điều dữ thì đánh xa, không có lại gần. Là kiếp trước đã có tiền duyên với Phật Pháp rồi đó. Lúc Đức Thầy còn ở tổ đình đang trị bệnh điên, đến đổi phải xiềng xích mà thầy trị hết rất dễ dàng. Có người hỏi: tại sao họ cũng có đầu óc như mình mà họ lại điên? Đức Thầy mới đáp: thân thể con người ta nó có lục phủ ngũ tạng, rồi bị khuế một bộ phận nào đó, hệ thống thần kinh không được điều hòa mới sinh ra cuồng loạn tâm thần. Cũng như chiếc xe nó có nhiều bộ phận, bị hư một bộ phận nào đó làm cho tài xế bất lực không sử dụng được. Nếu ông thợ hay thầy thuốc biết cách chữa trị đúng chỗ thì được sự an toàn. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo là Không Chân Bông Giả. Ngày rằm tháng 11 năm 1939 âm lịch, Đức Thầy lên nhà của ông Huỳnh Hữu Thủy để mà thượng trang thờ Phật. Sáng ngày rằm tháng 11, ông Thủy dùng xe xuống chợ Đình Hòa Hảo. Ông Thủy dùng xe xuống chợ Đình Hòa Hảo để mua bông huệ, bông thọ về cúng Phật. Lúc xuống trễ nên bông đã hết. Ông mua 2 chậu bông bằng giấy đem về. Đến tổ đình, ông ghé thỉnh Đức Thầy. Đức Thầy lấy cái áo dài máng ở trên tay đi ra ngoài lộ. Đức Thầy thấy 2 cái chậu bông giấy. Đức Thầy mới hỏi: ông mua 2 chậu bông giấy chi vậy? Ông Huỳnh Hữu Thủy mới đáp: dạ thưa thầy, bữa nay con đi chợ trưa quá nên cái bông tươi bà con mua hết rồi, nên con mua 2 chậu bông giấy để mà trưng ở trên bàn Phật hai bên coi cho nó đẹp. Đức Thầy nói: hết chuyện cho ông rồi, cúng Phật mà trưng cho nó đẹp. Ông có coi kinh của Đức Phật Tổ thấy có 4 câu kệ hay không? Ông Huỳnh Hữu Thủy mới trả lời: từ hồi nào tới giờ chưa có biết tu hành đâu mà có coi kinh. Đức Thầy nói tiếp: Phật có nói nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đức Thầy mới giải: lấy sắc mà cầu ta, đem âm thinh mà cầu ta, không bao giờ thấy Phật Như Lai được. Còn cúng Phật á thì nhang, bông, nước để tiêu biểu cho cái sự tinh khiết, rồi lòng mình nương theo đó để mà đặng trong sạch. Ở trên Tây Phương á, bông nước sạch gấp 100 lần, 1.000.000 lần. Ở dưới thế gian này đâu có thiếu mà bắt chúng sanh này dâng cúng cho Phật. Tiếp theo
là mỗi chuyện chọn ngày tốt. Hạ tuần tháng 5 Ất Dậu 1945, sau khi Đức Thầy thuyết giáo tại công sở Thới Sơn cho đại chúng nghe, ban trị sự xã này mời Đức Thầy đến dùng cơm trưa tại căn phố của ông Hai Hì, nơi cái chợ Nhà Bàn, cách công sở khoảng 300 thước. Lúc Đức Thầy đang dùng cơm ở cửa nhà, có rất nhiều tín đồ cùng ngồi ăn ở các bàn chung quanh. Trong số tín đồ này có ông Hương Bộ Thập và ông Mười Tứ, cũng ở xã Thới Sơn, vừa ăn cùng vừa bàn với nhau. Chờ Thầy khi dùng cơm bữa xong đó, thì hai ông sẽ thỉnh giáo Đức Thầy chọn dùng ngày tốt để dựng cái nhà, vì ông Bộ Tập đang xây cất một căn phố lầu ở tại chợ Nhà Bàn chờ chọn ngày tốt bằng gái bằng dông. Còn Mười Tứ thì cũng đã sắm sửa dụng cụ máy móc để cất một cái nhà máy xe lúa. Trong lúc hai ông Thập và ông Tứ đang bàn với nhau, thình lình Đức Thầy ngó thẳng ngay chỗ hai ông ngồi. Ngài vui vẻ mà dạy rằng: ai theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thì cứ chọn ngày 19, 19, 29 mà cất nhà, dựng phố lầu hay là gả cưới. Hễ theo đạo thì cái gì cũng chín hết, như củ nưa, củ nừng. Lúc sống thì ăn rất ngứa, nhưng mà khi đã nấu chín rồi thì ăn ngọt ngay. Như tôi nói đó, ngày 19, 19, 29 hễ ai theo đạo tu hành thì như củ nưa, củ nừng đã nấu chín. Được lãnh hội giáo lệnh của Đức Thầy, từ đó ông Tập và ông Tứ cùng với ông Lương Văn Tường và một số tín đồ kỳ cựu có mặt nghe Đức Thầy nói tại xã Thới Sơn luôn luôn chọn ngày 19 trong tháng để xây dựng nhà cửa, gác đoàn dân hay là gả cưới vân vân, không còn phải bận tâm lật sách hoặc tìm thầy hay là chọn ngày tháng tốt nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện đoàn kết. Ngày 1 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, khi làm lễ rước lưng hương từ tổ đình đến An Hòa Tự, Đức Thầy sang qua Năng Gù để đi khuyến nông thuyết pháp tại Long Xuyên. Nơi đây Ngài tiếp rước trọng thể và thính giả quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Trên diễn đàn đặt ở tại lầu 1 ở công sở xã Mỹ Phước, nay là cái phòng thông tin An Giang, ban trị sự tỉnh Long Xuyên giữa ông phó hội trưởng và ông thủ bổn, khiến cái việc đạo có phần hơi ngưng trệ. Đức Thầy đã biết trước một cách tinh thường, sau khi dùng cơm trưa tại cái tư thất của ông Võ Văn Lâm và nhiều nhân viên cao cấp, Đức Thầy tuyên quyết rằng người làm đạo phải dẹp bỏ trị hèn cá nhân để chung lo việc đạo đức với nhau. Kẻ nào chia rẽ về sau sẽ bị đứt đầu. Tất cả đều yên lặng trong bầu không khí nặng nề, râm rắp vâng lời thầy dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện yêu nước. Năm 1945, năm Ất Dậu, sau khi đến Kinh Sáng Sà No để viếng lại làng xưa mà trước đây Ngài đã cư ngụ, Đức Thầy đến Phụng Hiệp ngày 26 và thuyết pháp tại đây. Khi cái thời pháp vừa dứt, Đức Thầy với cái vẻ mặt cứ suy tư nhìn chung quanh và hỏi: tôi là một nhà tu hành thì lẽ vào chốn non cao để lo tu tâm dưỡng tánh, lẽ nào hôm nay lại xen vào chánh trị làm chi? Các người hiện diện không ai phát biểu ý kiến. Đức Thầy lúc đó có một vẻ buồn thoáng lên trên gương mặt, rồi câu mài lại mà ngâm lên bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt như sau: yêu nước bao đành trơ mắt ngó, thương đời chưa dội ẩn non cao, quyết đem tâm sự tâu cùng Phật, coi lệnh từ bi dạy lẽ nào. Ngài không có giải thích gì thêm. Những cái người huynh trưởng theo hầu Thầy chừng như đã hiểu được cảm thông nỗi lòng của Thầy, nó hết sức là cảm kính. Tiếp theo là mẫu chuyện xuất gia. Lúc Đức Thầy còn ở tổ đình ở Thánh Địa Hòa Hảo năm 1939, có một nhà sư pháp danh là Đức Minh ở Thiên Cẩm Sơn ở núi Cấm đến với Ngài. Qua cuộc tiếp xúc thường lệ, Đức Thầy hỏi nhà sư: ông xuất gia được bao lâu rồi? Ông Đức Minh mới đáp: từ ngày tôi xuất gia tu hành đến nay được 40 năm.
Đức thầy đã hỏi tiếp: thời gian 40 năm ấy, ông có lần nào xuất gia nữa chưa? Nhà sư ngơ ngác hồi lâu, chẳng biết gì, không lãnh hội được câu hỏi, hay là lý do này mà ông nói lấp qua chuyện khác. Nhiều người ngồi chung quanh đợi nghe nói lời vấn đáp, xong chờ mãi mà suốt giờ nói chuyện, đến khi từ giả, nhà sư vẫn không trả lời câu hỏi ấy, mà Đức thầy cũng chẳng nhắc lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, mỗi chuyện Đức thầy vắng mặt lúc trở về. Bác Bảy Đức là cái người bạn học với Đức thầy, còn thân phụ của bác Bảy Đức cũng là bạn với Đức ông. Một hôm bác Bảy và thân phụ đến tổ đình để tìm hiểu về Đức thầy. Thì khi đến nơi, Đức ông và Đức thầy hai bên chào hỏi mừng rỡ và bàn chuyện đạo đức một lúc. Đức thầy có nói: sau này tôi vắng mặt một thời gian, trong thời gian này có nhiều dư luận bàn tán về tôi, nhưng ai biết rõ chính xác hết. Ông thân của bác Bảy mới nói: nguyên do nào mà cậu vắng mặt vậy cậu Tư? Ông này chưa quy y, với thầy nên kêu bằng cậu Tư. Đức thầy đáp: tôi vắng mặt để thử tín đồ tôi ai siêu, ai ngã, ai bền, tặng để lừa lọc. Thì bác Bảy hỏi tiếp: rồi chừng nào cậu mới trở về? Đức thầy mới đáp: chừng nào bệnh dịch thả hành hạ vô số thì tôi về để cứu bổn đạo. Lúc tôi về ngồi ngang bộ ngựa gõ này và trong nhà này. Lúc này là cái lúc bệnh dịch đang hoành hành dữ dội. Chừng ấy ghe xuồng đậu chặt cả sông Tổ Đình bên Thuận Giang và qua Tân Huề nối liền đi trên mui ghe được. Còn hai bên bờ thì từ Tổ Đình đến chợ thì cặp hai bên đường là lưu máy vú nước, để tôi đi đến đâu là phát nước tới đó, ai trúng nước thì hết bệnh. Rồi tôi vắng mặt một thời gian nữa, đến khi ông Năm Chèo nổi dậy tôi mới trở về thu phục con nghiệt thú. Như tôi đã viết, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người phùng là ai. Thì ông thân của ông Bảy mới hỏi tiếp: lúc đó có còn bom đạn không? Có còn chánh quyền không hả cậu Tư? Đức thầy mới đáp: còn chánh quyền, còn bom đạn thì nó không ích lợi gì cả, không có chất nổ nào hại được nó được. Còn máy bay tới thì cái nhìn của nó thôi, thì máy bay đã tiêu mất rồi, vì nó lại xấu thần, chỉ có tôi mới thôi được mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện thoát nạn. Sau khi Nhật đầu hàng vô điều kiện bởi hai trái bom nguyên tử, Pháp mới trở lại Việt Nam lần thứ hai. Khi nắm được chủ quyền trong tay thì họ tìm bắt Đức thầy. Lúc ấy Đức thầy còn ở Sài Gòn cùng với một số tín đồ. Vào một hôm, Đức thầy ra lệnh cho anh em xuống ghe hết. Thầy bảo phải dựa lưng với nhau thành một hàng dài từ trước mũi đến sau lái, cấm nói chuyện và không động đậy gì hết. Khi công việc xong xuôi, ngoài bước ra sau lái, tay cắm sào chờ đợi. Mọi người im lặng bâng khuâng, không biết chuyện gì xảy ra. Thời gian vài phút sau thì nghe trên bờ có tiếng lính rần rộ bao dây lục soát trên nhà. Rồi một lớp xuống ghe, chỉa xuống hỏi lớn: ghe chở gì? Mọi người trong ghe thịt giật từng miếng, ngồi im muốn nín thở. Vừa nghe hỏi xong, có tiếng trả lời sau lái nói: ghe bán nước mắm mấy ông ơi. Bọn chúng nhìn sợ ra đi. Lúc bấy giờ Đức thầy thành ông già tuổi ngoài 60, còn những người ngồi trong ghe thành những lu nước mắm từ mũi tới lái. Một hôm khác, Đức thầy ở trên lầu 2, quân Pháp đã theo dõi và cho lính đi kiếm bao dây ngăn chặn địa điểm chúng còn đang lục soát ở tầng dưới. Thì Đức thầy cùng với hai đồng đạo ở tầng trên, Đức thầy mới nói lớn hai đồng đạo:
muốn thoát nạn á thì phải nhảy lên cái lan can, nhảy xuống tự nhiên không sao cả, đừng có lo, vâng lời thầy đi. Thì có một ông vâng lời thầy lên lan can nhảy xuống, niệm niệm Phật và xá thầy gia hộ, nhắm mắt lại. Khi trên cái đất thì em ru không có sao hết. Ông mới mở mắt ra, nó thấy Đức Thầy bước ra cái phía cửa, ông liền bước theo. Sau đó ra khỏi cửa là bọn lính không còn ai thấy hết. Còn cái vị còn lại không chịu nhảy đó thì bị lính bắt. Nam Mô Di Đà Phật. Ông Phu á, bữa nào sáng sớm cũng xuống tủ bình hết á, vì ở xóm dưới nhà của ông có người em rể bà con. Mỗi lần đi ngang qua thì nó hay ngạo nghễ, già rồi mà còn đi ngang cái thằng con nít. Ông nhịn nhiều lần, nhịn hết nổi. Bữa nay ông trở lại cãi cọ, đấu lý với một hồi, nó càng thô bạo thêm nữa. Ông thấy vậy bỏ đi luôn. Khi đến tổ đình, Đức Thầy đứng chờ tại cửa. Ông Phu đi tới, Đức Thầy mới nói, hôm đài ông nhịn người ta được, sao hôm nay lại cãi cọ làm chi? Ông đinh tôi, nên nó mới nói càng, nói nặng thôi. Thầy của mình thì mình trọng, chứ đâu phải thầy của người ta bắt người ta trọng. Từ đây trở về sau ông ráng nhịn, nếu ông hướng theo tôi thì nó càng nặng nhẹ thêm nữa đó. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo là chẳng chịu quy y. Người ta thấy ông hiền hòa, không tranh luận hơn thua với ai, không vợ không con, sống độc thân, nên người ta gắn cho ông là ông Nam Tu. Năm 1939, mỗi ngày cơm nước xong, ông đến nghe Đức Thầy thuyết pháp và trị bệnh. Một hôm Đức Thầy hỏi ông, sao ông không tu ông Năm? Ông Năm mới trả lời, làm hiền cũng như tu. Ít lâu Thầy nhắc ông sao không tu ông Năm, thì ông cũng trả lời vậy, tôi lo làm hiền cũng như tu. Đức Thầy mới nói, cái cây to nếu nó có cong á, tôi lựa cái chiều của nó mà tôi đốn á, thì nó nằm cũng yên. Còn cái cây mà cong không cong, ngay không ngay, cái chiều chiều ở nển, cây đó vậy đâu mà khó xài. Nam Mô Di Đà Phật. Năm 1939, Đức Thầy mới ra đời lập đạo, có ông Đạo Chiếu ở Cầu Chữ Ếch, xã Vĩnh Thạnh Trung, đến tổ đình hỏi Thầy về việc đạo đức. Ông Đạo Chiếu nói rất nhiều, còn Thầy thì không nói câu nào hết. Giờ sau Đức Thầy nói với ông Đạo Chiếu, vừa vừa phải phải thôi, bằng ông nói nhiều quá, Chiếu trở thành lát. Kế đó thì ông Cai Tổng Pho cái đầm đến hỏi Đức Thầy tại tổ đình một câu giảng, ta thương đời len lỏi xuống trần. Người ta nói đã là Phật thì còn sợ ai nữa mà len lỏi xuống trần. Thầy mới đáp, ông giải sai câu giảng của tôi rồi, tôi len lỏi nghĩa là tôi trà trộn xuống trần, chứ đâu phải như ông đã nghĩ. Nam Mô Di Đà Phật. Ông nội của Sáu Hiền có đến Đức Thầy xin quy tại tổ đình. Khi đến nơi, Đức Thầy có hỏi trong gia đình ông tất cả là mấy người, thì ông mới đáp, gia đình tôi tất cả là 7 người. Đức Thầy phát cho ông một lá phù, khuyên ông nên quy y thì phải ráng lo tu hành. Khi về dọc đường, ông nhớ lại là gia đình của mình tới 8 người. Ông muốn trở lại xin thêm cho đủ, nhưng rồi thôi. Ông đem bùa ra kiểm lại, thấy rất lạ là Đức Thầy phát cho ông 8 cái lá phù. Ông vô cùng khâm phục và sự quyền di của Đức Thầy. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo là ông Lâm Văn Trung thử Thầy. Lúc Đức Thầy ở tổ đình, Ngài thuyết pháp và viết ra sám giảng đủ 4 cuốn. Và Đức Thầy nói với một số anh em chữ giỏi, chép lại pháp cho anh em đồng đạo ở xa, đem về nhà coi tới đó mà tu. Thì trong cái số những người biên giảng này, có ông Lâm Thơ Cư thì muốn thử Đức Thầy, nên cố ý biên trật một chữ ở trong câu. Đức Thầy mới chỉ ngón tay vào ông Trung mà Thầy nói, ông đừng có biên vậy nhé. Nếu viết trật một chữ là sai một nghĩa mà lại có tội, ông đừng làm như thế chứ. Ông Lâm Văn Trung kinh ngạc. Khi biết Lâm Văn Trung ngồi cách Thầy 3 thước, khi vỡ Đức Thầy cũng không dòm vào bài, mà lại biết trật ngay chữ mà ông Trung định thử. Cho nên ông Trung rất sợ Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
lời Đức Thầy có dạy, cuối năm Thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Thiên linh hiển cơ quan. Đây là cái mẫu chuyện Hà Thiên là gì? Lúc Đức Thầy mới khai đạo 1939 thì tại cái chợ Mỹ Lương ở xã Hòa Hảo có ông thầy Mười chủ tiệm thuốc đông y. Ông thấy Đức Thầy còn trẻ tuổi, học vấn chưa có cao mà lại là sáng tác nhiều loại văn thơ. Theo ông á, thì người trình độ như vậy thì làm sao thấy được, làm sao biết đầy đủ đặn, nên ông xem thường. Dầu vậy, ông Mười thường hay lui tới tổ đình uống trà và đàm đạo với Đức ông, tiện dịp thử xem coi Đức Thầy thuyết pháp ra sao. Khoảng trung tuần tháng 8 năm 39 thì nước rất lớn, lúa ngoài đồng thì bị ngập lụt. Con đường trước tổ đình nước đã tràn ngang qua. Ông Mười từ nhà và nơi chợ Mỹ Lương đó đi xuống. Khi gần tới tổ đình, Đức Thầy đứng sẵn đợi ông Mười đi tới. Ngài mới chắp tay chào và hỏi: nghe ông Mười thông suốt hán tự, hôm nay xin phép ông Mười cho tôi hỏi ông Mười một chữ được không? Ông Mười nó cười đáp: muốn hỏi gì thì cứ hỏi, chớ xin phép xin tắc gì cậu. Đức Thầy liền hỏi tiếp: Hà Tiên là gì vậy ông Mười? Việc đó dễ ạc, có gì khó đâu mà cũng hỏi. Hà Tiên là một ở trong những tỉnh Nam Kỳ của mình, nằm phía trên Rạch Giá, giáp với biên giới Miên Việt. Nơi đó có lăng mạ cửu nè, và nhiều cảnh đẹp như là Thạch Động nè, Đá Dựng nè, Mũi Nai vân vân. Đức Thầy vừa cười vừa nói: ông giải nghĩa không đúng rồi ông Mười ơi. Ông Mười nói: cậu nói sao? Theo cậu Hà Tiên có nghĩa là như thế nào? Đức Thầy mới đáp: ông chịu thua đi, tôi sẽ giải nghĩa cho ông nghe. Thì ông Mười mới nói: thôi thì chịu thua đó, cậu giải đi, nếu giải không đúng cái lý thì không được với tôi rồi nghe. Lúc bây giờ nước gặp mấy sông, Đức Thầy liền ngồi xuống, vừa lấy tay khoát nước và thầy vừa nói: Hà là sông, Tiên là trước, nói chung hai chữ Hà Tiên là sông trước, tức là sông Tiền Giang trước mặt mình đây, còn sông bên kia sau lưng đó là sông Hậu Giang. Có thế mà ông không hiểu lại trả lời là tỉnh Hà Tiên, làm sao đúng y theo câu hỏi của tôi. Đức Thầy giảng xong, ông Mười và mọi người đứng nghe từ đầu tới giờ đều thấm thía tán thán: ý phàm sao bằng ý Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện cây đòn dông. Ông cả Đào Thành Đô ở cái làng Tân An, Tân Châu, quy với Đức Thầy hồi năm 1939. Đến năm Giáp Thân 1944, có một người bạn từ lâu lắm mới đến thăm. Anh bạn này rất thông hiểu kinh sách về Nho giáo. Lúc tiếp chuyện, anh bạn làng Nho đặt câu hỏi hỏi ông cả: nghe nói anh đã quy với cậu Tư Hòa Hảo phải không? Ông cả đáp: dạ phải. Anh mới hỏi tiếp: anh là người có học thức và tuổi tác như vậy mà còn mê tín, một người mới 20 tuổi học vấn chưa có tới đâu mà anh lại tôn làm thầy của anh. Thì ông cả Đô mới trả lời: ngài tuy nhỏ tuổi thật, học ít, nhưng mà ngài đã thấu đạt được quyền cơ, suốt thông đạo lý, bất cứ ai thắc mắc điều chi ngài đều ứng đáp giảng luận trôi chảy, ngài thật là bậc sanh nhi tri đó ạ. Ông bạn mới đáp: chừng nào tôi gặp thầy của anh, tôi hỏi mà ông ấy trả lời được thì tôi mới phục. Cả Đô nói: vậy có dịp nào tôi sẽ đưa anh đi gặp. Thế là mấy hôm sau, ông cả Đào Thành Đô và người bạn đến tiếp kiến Đức Thầy. Sau khi mời khách ngồi dùng nước, ngài nhìn hai người thông thả mà hỏi: này ông cả, ví như người thợ làm nhà đi ra vườn bốn tre, họ cưa cây nào to lớn làm cột cái phải không? Thứ đến là cột hàng nhì, rồi hàng ba,
rồi xiên, rồi kèo, rồi đoàn tay. Còn cây nhỏ mà ngay hơn hết, họ để đâu? Ông cả đô hồi hộp, ngẫm nghĩ rồi nói, chắc họ để dành làm cây đoàn dông, thưa thầy. Đức thầy cười và nói, đúng thế, ông cả à. Người bạn ông cả đô kinh ngạc, tự nghĩ sao ông biết tâm trạng của mình. Tức thì ông đứng dậy chắp tay, xá đức thầy và xin quy theo đạo. Đức thầy vừa cười vừa lấy tay cản lại và nói, khoan đã. Nếu ông muốn quy Phật Pháp, hãy trở về nhà quăng bó viết xuống sông đi. Rồi lại đây tôi sẽ chứng cho ông quy y. Sao rõ ra ông bạn này từ trước đến giờ chuyên làm nghề viết đơn kiện cáo ăn tiền. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo là cái chuyện ông Biện Đài đi non. Ông Ngô Thành Bá, tức là Biện Đài, kể lại ngày 14 tháng Giêng 1940 năm Canh Thìn. Trước mấy ngày Đức Thầy bảo ông Biện Đài chuẩn bị đi non, về nhà tắm gội sạch sẽ, ăn chay 3 ngày. Ông Đài dân lệnh đúng ngày giờ, thầy trò lên đường, đến núi Két. Chiều lên chót núi, Đức Thầy nói rằng ngủ đêm tại đây. Ông Biện Đài ngồi nhìn quang cảnh núi non quá buồn. Nào khỉ chuyền qua chuyền lại, chim kêu lãnh lót. Thầy mới nói, mới đi mà mày nhớ nhà, sao Đài? Thôi, để tao ca thiên cho mày nghe. Liền ngâm lên 4 bài thi, nhiếng non ông Két. Đến cái bài chót hết đó, thầy nói, lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Đức thầy dứt câu ngừng lại, ông Đài mới hỏi, thưa thầy, chừng nào có 3 tiếng sấm thì núi văng đá ra hết, ở trong đó có đền đài phải vậy không thầy? Đức thầy trả lời, không phải như mày đã nói, cuộc biến thiên giờ đổi. Thưa thầy, có ai biết trước việc này không thầy? Thầy đáp, không có một ai biết được, chỉ thình lình thôi. Thưa thầy, đạo của thầy lập ra đây, chừng nào mới hết cái nhiệm vụ của thầy? Thầy đáp, sáng ngày mặt trời mọc lên, nếu ai lấy bàn tay che lấp ánh sáng mặt trời, thì đạo của thầy mới hết. Mặt trời còn mọc, còn sáng, còn tối, thì đạo của thầy vẫn còn hoài. Thầy có dân xác định của Đức Ngọc Đế, Đức Phật Tổ, để lập đạo từ xưa tới nay, đạo Phật, hưng dân, suy thạnh, bằng nay lẽ thường. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo là mỗi chuyện muốn gặp thầy. Lúc Đức Thầy mới khai đạo 1939 thì ở tại Tổ Đình Thánh Địa Hòa Hảo, một hôm thầy đang đứng trước sân nhà ông Nguyễn Duy Hinh, ở phía dưới tổ đình khoảng 200 mét. Lúc đó có mặt trong các ông Nguyễn Duy Hinh, ông Lê Văn Diệp, ông Lê Ngọc Chính và một số đồng đạo. Đức thầy nhìn mọi người và nói, bây giờ các ông là bà con thân tộc của tôi và cũng là tín đồ lớn nữa, vì nên mày quy trước. Lúc sau này tôi sẽ vắng mặt một thời gian, khi tôi trở về chưa chắc các ông gặp mặt tôi đâu. Nếu các ông không cố gắng tu hành. Ngừng một lát, Đức Thầy nói tiếp, sau thời gian vắng mặt đó tôi sẽ trở về. Lúc ấy không phân biệt người dân hay là thân tộc, cũng không luận tín đồ lớn hay nhỏ, hoặc già hay trẻ, sang hay hèn, sau hay trước. Nếu ai tu hành đúng theo giáo lý của tôi, tất được gặp tôi. Bằng không, sẽ bị bàn lọc tạo hóa lọc lừa ra hết. Nghe Đức Thầy nói đến đây, ai nấy đều tỏ nét mặt trầm ngâm suy nghĩ, nhưng quyết cảm khắc vào lời giáo huấn này, vào tâm khảm của mình. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo là mỗi chuyện không nên trốn bổn phận. Vào mùa xuân năm Canh Thìn 1940, ông Trần Đức, người ta thường gọi ông là ông Tư Số, ông cùng với thân mẫu đến với Đức Thầy, lúc này còn ở Tổ Đình Thánh Địa Hòa Hảo. Sau khi nghe Đức Thầy thuyết pháp giảng đạo, ông Đức và thân mẫu xin quy y Thọ Giáo. Đức Thầy trao cho mỗi người một cây nhang và bảo hai người quỳ trước ngôi Tam Bảo. Đoạn Ngài đọc bài nguyện cho mẹ con ông đọc theo. Một lúc sau, ông Trần Đức đến gần thầy, mới chắp tay bạch.
xin thầy cho phép con lên núi Cấm ở tu cho đến ngày thành đạo giải thoát. Đức thầy nhìn ông nghiêm nghị nói: người tu hành không nên trốn bổn phận, còn Phật thì vốn ở trong tâm mình. Nghe được lời răn dạy của đức thầy, ông Đức bỏ ý định lên núi tu cùng với thân mẫu trở về gia đình, vừa lo làm ăn vừa lo tu hành cho đến ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là đạo chánh không thể mất. Năm Kỷ Mão 1939, nhà nhà đều rộn rịp đón xuân, các chậu hoa thọ, hoa cúc được chưng lên bàn thông thiên, hoặc trước cửa nhà, những chiếc lục bình trên bàn thờ, bàn khách được cắm nhiều cành hoa tươi tốt, đủ màu sắc sặc sỡ, cờ xí, đèn lồng, đèn giấy cũng được treo bày mỗi cửa ngõ, cho đến đường xá kiển qua đều được hớt sữa, quét dọn, nhìn đâu đâu cũng thấy mát dịu, thật vui tươi. Bây giờ ông Ngô Thành Bá và ông Hương Quảng Diệp trong chiều hôm đó đi xe đạp đến tổ đình để nghe đức thầy thuyết giảng đạo pháp. Cũng như thường lệ, khoảng 7 giờ tối, đồng đạo kẻ mới người cũ đều tề tụ chật ních từ nhà khách cho đến ngoài sân. Ai nấy đều yên lặng chờ nghe lời giảng khuyên của đức thầy. Ngài thuyết giảng đến 9 giờ tối thì dừng lại. Phần đông tản mát ra về, chỉ còn lại vài người. Lúc đó đức thầy kêu ông Biện Đài và ông Hương Quảng Diệp biểu nhắc ghế lại sân mà ngồi. Khi mọi người đều ngồi, đức thầy cũng ngồi lại một cái ghế. Bây giờ trời thật là trong, sao tỏ mùi thơm bát ngát, cái loài hoa với khói hương trầm ngào ngạt, khiến ai nấy đều nghe lòng mình thanh thoát như phủi hết bụi trần. Đức thầy bàn luận đạo lý thêm một lần nữa. Đoạn này chỉ cho ông Diệp và ông Biện Đài nói: độ này các ông sợ lắm phải không? Thời kỳ thầy chuyển pháp độ đời, dầu cho thực dân và bọn tay sai có ác độc đến đâu cũng không thể nào làm hại đạo được. Chừng nào hào quang trên mặt trăng không còn chiếu xuống đất thì đạo thầy mới mất. Bằng ánh sáng mặt trăng còn chiếu thì đạo thầy vẫn còn cứu đời và lan rộng mãi mãi. Đức thầy cho biết thêm: tất cả uy quyền hay thế lực đàn áp chỉ là dung phân tưới nước cho đạo tốt thêm. Các ông cứ an tâm hành đạo, đừng lo sợ gì hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, lúc thầy ở Bạc Liêu, có hai người tín đồ, một thì ở Phú An, hai thì ở Hòa Hảo, ngồi bàn thiên cơ cho là đời tới. Hai ông định bán tài sản lấy tiền nuôi sống qua ngày thôi. Lúc ấy có một nữ tín đồ ở xã Phú An đến thăm đức thầy, có ý muốn đem cái việc đó mà trình bày cho thầy biết. Nhưng mà chưa kịp thưa thì thầy đã kêu lại và nói rằng: tại sao ông ấy đã tu mà không lo làm ăn lại tính bán đất bán nhà? Cô về cô nói lại với hai ông ấy phải sốt sắng lo làm ăn cho thật nhiều để có tiền xây xài trong gia đình, nếu có dư đem ra giúp đời những người hoạn nạn đói khó tật nguyền nghèo khổ. Hơn nữa mình đã biết là đời tới không làm ăn được lại kêu người ta bán nhà bán đất cho người khác, quá ra mình gạt gẫm người ta sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện bên thầy tại nhà của ông Hương Bộ Thành. Vào năm 1945, Nhật Bổn đảo chánh pháp, rồi lúc đó đức thầy ở Sài Gòn đi về Cần Thơ khoảng tháng 6 năm Ất Dậu. Vào ngày mùng 10, đức thầy thuyết pháp tại sân vận động Cần Thơ. Khi thuyết xong, đức thầy bảo thơ ký đánh một cái thơ gửi cho ông Hương Bộ Thạnh ngày mai. Ngày đó là thầy sẽ về nhà của Hương Bộ Thạnh để dạy tín đồ. Chiều ngày mùng 10, ông Bộ được bức thơ của thầy gửi đến. Ông cho người đi mượn đồ lễ bộ ở trong ba cái đình, cái đình Nhân Nghĩa, cái đình Nhân Hưng và cái đình Nhân Ái, kể cả gươm giáo hạt quy tàn lộng, đem về nhà ông Hương Bộ Thạnh, đặt ba chỗ, ba ghế nghi lễ trước cửa nhà ông Bộ một cái ghế, ngoài cửa ngõ một cái ghế, bông cửa tam quan,
Ngoài cầu nhà Mát thì chân một bộ ly và đèn rồng phụng quay rất đẹp. Đến sáng ngày 11 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, trong ban tổ chức cùng với tín đồ lớn tuổi mặc quốc phục đứng hai hàng thẳng vô tới nhà đặng chuẩn bị cung thỉnh Đức Thầy. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thầy đi bằng chiếc cano đến cầu của ông Hương Bộ Thạnh. Đức Thầy dưới tàu bước lên. Đức Thầy mới kêu hỏi: ai đứng ra tổ chức việc này đây? Không ai lên tiếng hết. Đức Thầy mới nói: nếu không ai lên tiếng thì tôi đi trở về Cần Thơ. Lúc ấy có ông Tam Thẻ trong ban tổ chức đi lại khoanh tay và cúi đầu: dạ thưa thầy, anh em tín đồ nghe thầy về mừng quá nên mới tổ chức đặng mà rước thầy. Đức Thầy mới nói: thôi dẹp hết đi, đó là rước thần thánh kìa, còn tôi không cần việc này đâu, bà con dẹp hết đi. Anh em đồng đạo còn đang chờ đợi coi thầy có hoan hỷ hay không. Lâu quá, Đức Thầy mới nói tiếp: nếu bà con không dẹp thì tôi trở về Cần Thơ. Lúc bấy giờ xúm nhau lo dẹp cất vào nhà trong của ông Hương Bộ Thạnh. Thi xong hết rồi, bà con trở lại đứng hai hàng để hầu thầy. Đức Thầy vô tới nhà chỉ còn một bình bông với hai chai nước trong với hai cái ly để cho Đức Thầy thấm vọng: Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bộ truyện Tu Quảng Cáo. Mùa hè năm Ất Dậu 1945, sau giờ Đức Thầy thuyết pháp khuyến nông ở chợ Hà Tiên. Khi viếng thạch động, đến 5 giờ chiều trở về Hà Tiên, anh em tín đồ còn ở lại chừng khoảng 50 người, trọ một căn phố lớn do ban trị sự sắp xếp. Lúc Đức Thầy đang ngồi trong ngó ra ngoài, thấy một người mặc bộ đồ già mới mai. Đức Thầy bảo bổn đạo kêu ông đó lại cho thầy hỏi. Khi ông mặc đồ già trở lại trình diện Đức Thầy, Đức Thầy mới hỏi: ông tu theo đạo nào? Ông đó mới đáp: bạch với thầy, con tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đức Thầy nói: tôi bảo ông tu tâm, sửa tánh, răn lòng, còn tu đó là tu ngoài da, như ông là tu quảng cáo đó. Ông ấy từ từ đi ra về luôn. Chừng hỏi thăm anh em đồng đạo mới biết ông là ông Hương Hào ở xã Đồn Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Hà Tiên. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung thu ngày rằm tháng 8 năm 1974. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là mẫu chuyện những bước trung chiên của Đức Thầy. Ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn nhằm ngày 18 tháng 5 năm 1940 dương lịch, ánh nắng ban mai đã trùm lên vạn vật. Nhà của ông Hương cả Quỳnh Công Bộ vẫn chật nức người. Nơi chiếc bàn dài ở giữa nhà, thầy ở trong bộ quần áo nâu sòng ngồi ở đầu bàn, hai bên là ông Hương cả Dĩ, ông Năm Lửa, ông Hương Chủ Cưu, ông Hương Trưởng Khuynh. Đôi mắt đăm chiêu, thầy nhìn ra đường với vẻ mặt ưu tư trầm mặc. Chập sau vai lại phía các cao đồ, thầy mới bảo: hôm nay nếu có việc gì bất thường xảy ra, các ông nói với anh em bổn đạo phải hết sức bình tĩnh, không được náo động, mọi việc đều do thiên định. Lộ vẻ âu lo, ông Hương Chủ Cưu mới thưa: kính thưa thầy, nhờ thầy cho biết có việc gì xảy ra thầy. Đức Thầy đáp: lát nữa anh em sẽ biết. Tôi nghĩ bọn thực dân cầm quyền không khi nào để cho mình được tự do tụ tập nơi này hết. Nhất định chúng sẽ có biện pháp, nhất là chúng sẽ không cho tôi ở đây. Tôi đã viết rồi cái bài từ giả bổn đạo khắp nơi và đã trao cho ông cả giữ rồi. Khi nào tôi rời khỏi nơi này thì nên phổ biến cho anh em tín đồ để dựa vào đó mà gắn gỗ tu hành. Câu nói của thầy bị đứt quãng vì từ ngoài cổng có ba người sòng sọc đi vào. Người đi đầu mặc đồ tay trắng, đeo kính đen, dáng dấp đẩy đà. Người thứ hai mặc đồ kaki vàng, cũng đeo kính đen, thân hình khuỳ nộm. Người thứ ba mặc đồ màu xanh đậm.
Những cao độ đang ngồi đồng bàn với thầy đều đứng dậy, bước sang một bên để nhường chỗ cho khách. Ba người khách lạ đi đến bàn thầy ngồi. Người mặc đồ tay trắng dõng dạc hỏi: "Ở đây ai là đạo sĩ hòa hảo?" Đức thầy đáp: "Ở đây không có ai là đạo sĩ hòa hảo hết, mà chỉ có những thầy tu." Người kia lộ vẻ bực bội, nhìn thầy chầm chập rồi nói: "Tôi muốn hỏi ai là người chủ trì việc truyền đạo ở đây? Ông phải trả lời thẳng vào vấn đề, đừng quanh co mất công." Đức thầy thông thả đáp: "Chính tôi đây." Rồi thầy lấy mấy chiếc ghế và nói: "Xin mời quý vị an tọa rồi sẽ đàm luận, ắt không muộn. Tôi nghĩ rằng người lịch sự thì từ tư cách đến lời nói đều phải ôn hòa. Dầu lửa đang cháy trong dạ, giữa tôi và quý vị chưa hề quen biết, tất nhiên đâu có gì phiền hà nhau mà cuộc gặp gỡ lại bắt đầu với vẻ gay gắt như thế này, e có điều không được tốt đẹp chăng?" Trước cái thái độ an nhiên và ôn tồn của đức thầy, người mặc đồ tay trắng phải cố gắng giữ tư cách xã giao nên cũng ngồi xuống và ra hiệu cho hai người kia cùng ngồi. Thông thả rót nước vào bốn tách trà trước mặt. Đức thầy ung dung nói: "Xin mời ba vị dùng trà và cho biết quý danh để tiện việc xưng hô trong lúc đàm đạo này." Người mặc đồ tay trắng đáp: "Tôi là đốc phủ sứ Lê Tấn Nẫm, chủ quận Tân Châu. Còn người mặc ca kia vàng là Xếp Hiến, chánh sở mật thám quận Tân Châu. Và người mặc đồ xanh đậm là Thơ Ký quận." Đôi mắt như điện quang, thầy nhìn Phủ Nẫm và Xếp Hiến rồi nói: "Hôm nay rất hân hạnh được quan phủ và Xếp Hiến đến viếng, nếu có điều chi cần thiết xin cho biết." Câu nói xã giao từ tốn của thầy làm cho Phủ Nẫm không thể tỏ vẻ lố bịch thêm nữa, đành phải chịu giọng: "Được, tôi được biết ông ra đời lập đạo ngót năm nay, thu nhận ngót triệu tín đồ, mỗi ngày tụ tập cả ngàn người ở đây. Như vậy ông xét thấy hành động đó có bất hợp pháp không?" Đức thầy đáp: "Thưa quan phủ, dân chúng nghèo nàn, bị bệnh hoạn, không có ai giúp đỡ, không có nhà thương công đủ thuốc men điều trị, họ cũng không có tiền đến bác sĩ. Thầy thuốc tư trong hoàn cảnh đau chân há miệng, họ tự động đến đây xin tôi chữa bệnh cho họ để cầu may. Là người tu hành lấy từ bi làm gốc, lương tâm không cho phép tôi chối từ. Tôi trị bệnh cho họ là vì tình thương, không hề nhận tiền bạc và lễ vật của ai cả, cũng như không có một hậu ý nào và một mục đích nào bất chánh cả. Ngày nay trong cái bối cảnh âm mưu của thế giới, chiến tranh lan tràn khắp nơi làm cho trật tự xã hội rối loạn, nhân tâm hoang mang bất trắc, tôi nói đạo để khuyên người đời làm lành lánh dữ, phát huy tình thương lẫn nhau để làm giảm sự bớt tranh chấp giữa người với người. Và tôi nghĩ rằng nếu người với người không có tranh chấp, nước này với nước kia không có tranh chấp quyền lợi, ảnh hưởng chính trị, tư tưởng, thì chiến tranh không có môi trường để trỗi dậy." Cả hai việc vừa kể, lấy tinh thần vô tư mà nhận xét, nếu nó không có lợi ích thì cũng không có tội hại gì. Giả lại, những sự việc này chúng tôi cũng đã trình báo với cấp hữu trách ở địa phương rồi, nên ngót năm nay không có giới chức nào đến vấn tội tôi, như vậy thiết tưởng đâu có gì là bất hợp pháp đâu. Có vẻ khó chịu, Phủ Nẫm nói: "Còn việc ông trị bệnh bằng nước lã và giấy vàng mà lành mạnh, ông dùng tà thực để mà lường gạt người lương thiện. Nước lã là nước lã và giấy vàng là giấy vàng, là một loại giấy nhơ bẩn hơn giấy trắng, nó có tính dược gì đâu mà ông trị bệnh." Nhìn Phủ Nẫm, đức thầy chậm rãi đáp: "Thưa quan phủ, tôi vừa trình bày là tôi trị bệnh cho dân chúng, không hề nhận của ai một xu cắt nào cả. Nếu không tin, quan phủ cứ tự tiện tiếp xúc với tất cả các bệnh nhân còn có mặt ở đây, như vậy sao gọi là lường gạt? Còn nước lã và giấy vàng thật không có tính dược gì cả, nhưng nó vẫn điều trị lành mạnh được nhiều chứng bệnh, kể cả những chứng bệnh hiểm nghèo như quan phủ nhận thấy trước mặt đây. Hoặc là quan phủ có thể điều tra những người đã được trị. Riêng việc quan phủ nói rằng tôi dùng tà thuật,
là một từ ngữ mà chính tôi chưa hiểu biết được định nghĩa cũng như cái tác dụng của nó như thế nào. Vậy xin quan phủ vui lòng chỉ dẫn cho. Phủ Nẫm cảm thấy hơi bí lối, nhưng không lẽ chịu thua, nên cũng cố tìm lời giải thích một cách bâng quơ. Tà thuật là làm cái gì không thực tế, không minh bạch, có tính mờ ám, ông hiểu chưa? Đức thầy đáp: Thưa quan phủ, tôi chữa bệnh một cách quang minh chánh đại giữa thanh thiên bạch nhật, và bệnh nhân sờ sờ ra đó, sao gọi là không thực tế, không minh bạch? Mặt Phủ Nẫm đỏ lên vì vừa thẹn vừa đổ quạo, hầm hầm nhìn thầy và nói: Ông nên biết tôi là nhà đương cuộc, là đại diện của nhà nước, ông phải giữ mồm giữ miệng với tôi nghe. Vẻ mặt thản nhiên, đức thầy ung dung đáp: Thưa quan phủ, ngài không tự giới thiệu tôi cũng biết, ngài là đại diện của nhà nước Pháp để chăn dân Việt Nam. Nhưng từ nãy tôi thét thấy, không có lời nào thất lễ với quan phủ, tôi chỉ trả lời những gì quan phủ hỏi. Nếu ngài cảm thấy không được hài lòng về cuộc đàm thoại này, thì tôi xin phép được chấm dứt câu chuyện tại đây. Có vẻ lúng túng, Phủ Nẫm không muốn cuộc đối thoại bị bế tắc, nên dịu giọng: Tôi không có ý lấy quyền uy trấn áp ông đâu, mà chính tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề để tìm ra một giải pháp hợp lý giữa tôi và đại diện nhà nước, và ông là người cầm đầu trong một tôn giáo, ông thông cảm chứ? Đức thầy đáp: Tôi là người tu hành, luôn thể theo đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của chư Phật mà đối xử với mọi người, thì xin quan phủ an tâm. Phủ Nẫm cảm thấy bực bội không ít, nhưng trước cái thái độ thản nhiên của thầy, hắn tự thấy không thể dùng quyền lực trấn áp tinh thần đối phương, nên cũng hòa quản nói: Theo tôi nghĩ ông là người tu hành theo Phật đạo, thì ông nên giảng giải cho tín đồ về giáo lý nhà Phật. Tại sao ông lại nói đạo làm người, về ân đất nước, như vậy có dụng ý gì? Đức thầy đáp: Thưa quan phủ, nếu tôi hiểu không lầm thì ngài là người rất quyên thâm về đạo lý, ắt không quên câu dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Con người sanh ra trên đời có được hình hài giai dốc là nhờ tổ tiên cha mẹ, có được nơi ăn chốn ở trong cuộc sống còn là nhờ đất nước quê hương, có hiểu biết được điều lành điều dữ, nẻo tránh đường tà, và con đường giải thoát là nhờ ân tam bảo, có được cơm ăn áo mặc, nhà cửa để ở, cũng như mọi sự giúp đỡ trao đổi lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày là nhờ ân đồng bào, có hưởng được cái những phát minh, những nhu cầu tiến bộ là nhờ ân cái nhân loại. Vì thế ta phải làm những gì để đền đáp lại, đó là nhân đạo, hoặc gọi là đạo làm người. Nếu nhân đạo không làm mà nghĩ đến tiên đạo thì thật là một việc mơ tưởng xa vời. Vì vậy tôn chỉ hành đạo của tôi là đời đạo liên tôn. Còn đối với đất nước thì phải làm như thế nào? Phủ Nẫm gằn giọng. Đức thầy đáp: Hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng giống là được truyền thụ, ta cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ quê hương, và hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Đó là đền ơn đất nước. Vậy Phủ Nẫm nói: Như thế có chống xâm lăng, có chống xâm lăng không? Đức thầy đáp: Tất nhiên rồi, muốn bảo vệ tổ quốc là phải chống xâm lăng chứ, bất luận từ đâu đến và bất cứ dưới hình thức nào. Phủ Nẫm nói: Theo ông, Pháp có phải là quân xâm lăng không? Đức thầy nở một nụ cười hồn nhiên đáp: Thưa quan phủ, ngài là người học rộng hiểu nhiều, thông tri kim cổ, hà tất phải hỏi ai về việc này? Còn tôi là người tu hành sớm kể chiều kinh, lo trao tâm sửa tánh, còn chưa rồi dám đâu nghĩ đến chuyện chánh trị, xin quan phủ thông cảm cho. Quan phủ nói: Nhưng ít nhất ông cũng phải có khái niệm về việc này. Đức thầy đáp: Thưa quan phủ, tục ngữ có câu: Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tôi là người không có ý thức về vấn đề này, nên xin quan phủ chỉ dẫn. Tự thấy không thể dụ thầy được.
và không thể dụ thầy vào thế trận được. Phủ Nẫm lộ vẻ hậm hực, vừa gục gật đầu vừa nói với thầy: quả thật ông là người lẻo lự, tráo trở, không ai bằng, nhưng làm sao che giấu được tội lỗi? Đức thầy đáp: ông sẽ phải trả một giá. Phủ Nẫm nói: ông phải trả một giá rất đắt về cái hậu quả thiếu thành thật của ông. Nói xong, giai qua xếp hiến, Phủ Nẫm ra lệnh: câu chuyện đến đây đã đủ rồi, ông làm việc của ông đi. Cái tiếng dân của xếp hiến thoát ra khỏi mồm. Xếp hiến mới dở cái chiếc cặp da, lấy ra một phong bì, trong phong bì có một tờ giấy lớn trao cho đức thầy, rồi nói: ông xem đi. Sắc mặt lạnh lùng, thầy không nhận phong bì và nói thêm: không cần thiết, các ông có quyền quy, muốn bắt tôi thì cứ tự tiện bắt. Với nụ cười nham nhở, xếp hiến nói: có gì đâu mà bắt với bớ, đây là lệnh của soái phủ Nam Kỳ, ủy nhiệm ngài đốc phủ sứ Lê Tấn Nẫm, mời ông về công đường để thảo luận một vài vấn đề cần thiết. Chừng nào mấy ông bắt tôi đi? Đức thầy hỏi. Xếp hiến nói: ngay bây giờ. Ông có cần chuẩn bị xin làm nhanh một chút? Thầy mỉm cười đáp: là kẻ tu hành, tôi chỉ có một xác thân và một tâm hồn không vướng bụi trần, thì có gì mà chuẩn bị. Trong lúc cuộc đối thoại diễn ra gay gắt, có ngót ngàn người tín đồ hiện diện, nhưng quan cảnh vẫn im phăng phắc. Chốc chốc lại có người đến rỉ tai đám đông, có lẽ là chuyển lệnh của thầy bảo anh em tín đồ không được náo động. Nếu có biến cố xảy ra, dần thái dương đã lên cao, ném những tia nắng oi bức đè lên vạn vật. Chiếc cano từ từ rẽ sóng chở thầy với ông Phủ Nẫm xếp hiến tiến về hướng quận Tân Châu. Mặt nước Tiền Giang vẫn cuộn theo ngọn gió đông nam, đưa những ngọn sóng ồ ạt vỗ về bờ, tiếng gào thét của những tâm hồn đang uất hận từ nay cách biệt xa ngàn. Ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, giữa chừng đờn nở đứt dây. Chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa, tỉnh sai trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng sân trình đáo lai. Gái trai lớn nhỏ ân cần, chùi lao dạng mặt thì gần thánh tiên. Tây phương đua nở hoa liên, chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện trị bệnh cho cô của bác sĩ Tâm. Nhà thương chợ quán vẫn chuyển động theo nhịp độ bình thường với ánh nắng ban mai dịu dịu. Bác sĩ Trần Văn Tâm cai quản bệnh viện với hai y sĩ đi từ phòng thăm hỏi bệnh nhân đến phòng thầy. Là trạm cuối cùng, bác sĩ Tâm nói với hai y sĩ rằng: hai anh có thể tự tiện, tôi vào đây một mình cũng được. Hai y sĩ cúi đầu chào rồi đi luôn. Bác sĩ Tâm bước vào phòng thầy, đứng dậy chào, bắt tay thầy. Bác sĩ Tâm nói: kính mời thầy ngồi. Cả hai cùng ngồi xuống. Nhìn thầy, bác sĩ Tâm hỏi: thầy đến đây được bao lâu rồi? Hiện nay thầy thấy trong mình như thế nào? Đức thầy đáp: xin đa tạ bác sĩ, tôi đến được 3 tuần rồi, trong mình vẫn bình thường, không có gì đáng nói. Bác sĩ Tâm nói: tôi có mấy bác sĩ bạn ở Long Xuyên lên Sài Gòn ghé thăm và có thuật lại về cái chuyện của thầy, làm tôi rất kính mến. Đức thầy đáp: cảm ơn bác sĩ đã dành cho tôi một cảm tình nồng hậu. Theo tôi nghĩ sự thật bao giờ cũng là sự thật, dầu cho ai có muốn bóp méo và vẽ vời. Thật ra tôi có khùng điên gì đâu. Họ đưa tôi vào đây vì lý do chính trị, chứ nào phải để chữa bệnh. Họ muốn gán cho tôi cái nhãn hiệu khùng điên, nhằm mục đích làm lung lạc đức tin của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với tôi. Nhưng họ đã lầm, cái đức tin của người tôn giáo rất kiên cố, khó mà dời đổi được. Không ai thấy được Đức Phật và Thượng Đế, nhưng người tôn giáo không tôn sùng ai bằng Đức Phật và Thượng Đế.
những thần tượng vô hình vẫn ngự trị muôn đời trong tâm khảm của người hữu thần, hữu thần. Đó là cái nguyên lý tồn tại bất diệt của tôn giáo. Bác sĩ Tâm nói, tôi nghe thầy chữa bệnh tài lắm, nhất là bệnh thần kinh. Đáng lẽ tôi phải nhờ thầy chữa bệnh giùm cho những bệnh nhân ở nơi đây làm phước, nhưng trên thực tại thì không tiện. Vì chính ông cò chánh sở mật thám Bóc Katina trực tiếp ra lệnh cho tôi phải theo dõi hành động của thầy, nhất là không cho thầy tiếp xúc với ai cả. Song với những anh chị em tín đồ từ các tỉnh thỉnh thoảng lặn lội tới đây, thật đáng thương, tôi phải làm ngơ để họ được gặp thầy trong giây lát. Sự việc này tôi mong thầy nên lưu ý, đừng để họ ở lâu trong phòng e có điều bất tiện. Tôi không nói chắc thầy cũng biết, ở đây có mật thám trá hình trong lớp áo y tá để canh chừng thầy đó. Đức thầy đáp, xin đa tạ bác sĩ. Tôi đã biết khá rõ về việc đó, xin bác sĩ an tâm. Không bao giờ tôi làm việc gì có thể đem lại hậu quả không tốt cho trách nhiệm của bác sĩ đâu. Im lặng mấy giây, bác sĩ Tâm nắm tay thầy và nói, tiện đây tôi có một việc riêng xin tâm sự cùng với thầy. Nguyên tôi có một người cô họ mang bệnh mất trí từ nhiều năm, mà tôi là bác sĩ chuyên khoa về thần kinh vẫn không chữa trị được, thật là trớ trêu. Nguyên tôi có một người cô họ mang bệnh mất trí nhiều năm mà tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh vẫn không chữa được, thật là trớ trêu thay. Nay được nghe danh tiếng bất của thầy, tôi xin đường đột tỏ bài trong mong được thầy từ bi của thầy mà đái thương cứu độ. Đức thầy đáp, là người tu hành thể theo đức từ bi của chư Phật, tôi sẵn sàng hy sinh trong mọi tình huống để vì phúc lợi cho quần sanh. Hồ huống với một việc trị bệnh đâu có dám từ chối. Nhưng có một điều hơi khó, làm sao cho tôi được trực diện với bệnh nhân thì mới tiện việc chữa trị. Xin đa tạ lòng quệ cố hà hải của thầy, tôi sẽ bố trí cho mọi việc và trình lại với thầy sau. Nói xong, bác sĩ Tâm đứng dậy cúi đầu chào, bắt tay rồi bước ra khỏi phòng. Dần trăng thu đã treo lơ lửng trong bầu trời bàn bạc ánh sáng qua làn mây mỏng như chiếc khăn choàng của tiên nữ đang phủ khắp trần gian. Nhà thương chợ quán cũng đã im lặng trong canh cánh, gần như tất cả bệnh nhân đều an giấc. Từ ngoài, một chiếc xe hồng thập tự tiến vào sân và ngừng lại. Hai cán sự y tá xuống xe rồi đi vào một căn phòng bệnh nhân ở dãy A, có mang theo một băng ca. Chập sau trên chiếc xe băng ca có một người nằm trùm ra trắng kín mít, được khiêng ra đưa vào chiếc xe hồng thập tự. Tiếng động cơ lại vang lên và chiếc xe hồng thập tự từ từ lăn bánh tiến ra đường rồi mất hút trong bóng đêm dưới ánh sáng của đèn mờ. Chiếc xe hồng thập tự ngừng lại trước một biệt thự ở đường Bách Tơ. Cửa xe mở, thầy khoan thai bước xuống đi vào nhà. Bác sĩ Tâm đã túc trực sẵn tiến đến bắt tay rồi cùng đi và thưa với thầy, xin lỗi thứ lỗi, xin thầy thứ lỗi, vì muốn qua mặt bọn mật thám tôi phải làm phiền thầy như vậy, thật là vô cùng ái nái, mong được thầy thông cảm và từ bi tha thứ. Đức thầy đáp, không có gì, xin bác sĩ hãy tự nhiên. Thầy ôn tồn đáp, và thầy nói thêm, cách bố trí của bác sĩ thật là chu đáo đáng khen và không có gì làm phiền tôi cả. Trên con đường cử nhân độ thế, lắm khi mình còn phải dấn thân vào chốn hiểm nghèo, đó là việc thường. Vào đến nhà, bác sĩ Tâm kính cẩn nhắc ghế mời thầy ngồi và nói, kính xin thầy nghỉ ngơi trong giây lát. Đoạn bác sĩ đi lại tủ rượu lấy một chai nước ngọt rót vào ly để nước đá, rồi hai tay bưng lại mời thầy uống. Tại chiếc bàn phía trái, một đàn ông một đàn bà trạc trung niên ngồi im lặng, mắt như gắn vào chỗ thầy ngồi. Trà nước xong, bác sĩ Tâm đứng dậy chắp tay thưa với thầy, bạch thầy, bây giờ tôi xin thầy từ bi chữa trị giùm cho cô tôi. Nhìn bác sĩ Tâm, thầy ôn tồn bảo,
mời cô ra đây. Bác sĩ Tâm liền bước vào trong, chốc lát trở ra với một người đàn bà trạc tuổi 40, gương mặt xanh xao bơ phờ, đôi chân bước đi khập khệnh. Chỉ chiếc ghế đối diện, thầy bảo: "Xin mời bà ngồi xuống đó." Người đàn bà riêu riếu ngồi xuống, cúi đầu không dám ngó lên. Đôi mắt thầy như hai tia điện chiếu thẳng vào mặt người đàn bà đó. Một phút, hai phút, rồi ba phút. Gian phòng khách hiện có 5 căn, 6 người ở chung quanh đây, nhưng lại im lặng khác thường. Không một tiếng động, không một hơi thở mạnh. 5 phút chậm chạp hồi hộp trôi qua, thầy mới cất tiếng hỏi: "Năm nay bà được bao nhiêu tuổi?" Người đàn bà ngẩng đầu lên, vẻ mặt tỉnh táo, chắp tay xá thầy rồi đáp: "Dạ, năm nay tôi được 42 tuổi. Thầy hỏi tiếp: "Bà là dì của bác sĩ Tâm?" "Dạ thưa thầy, cha của bác sĩ Tâm là anh em chú bác với tôi, nên bác sĩ Tâm kêu tôi bằng cô." Thầy hỏi tiếp: "Bà có mấy người con?" Bà đáp: "Dạ, tôi không có chồng con và bị bệnh từ lúc 30 tuổi. Thầy hỏi tiếp: "Bà có tu hành theo đạo nào không?" "Dạ thưa thầy, tôi hâm mộ đạo Phật nên thường đi lễ bái ở chùa trong cái thời gian tôi chưa bị bệnh. Nhưng từ khi có bệnh đến giờ tôi không nhớ gì hết." Lành thay, đạo là con đường đưa chúng sanh về chân thiện mỹ. Không có gì bằng kể từ nay bà có thể hồi phục được tâm tánh tự nhiên. Phải cố gắng làm lành lánh dữ và cầu nguyện chư Phật gia hộ cho thân tâm được yên tịnh. Riêng tôi xin chúc mừng cho bà sớm trở về với cội phúc. Bây giờ bà có thể tùy tiện đi nghỉ." Người đàn bà thông thả đứng dậy chắp tay xá thầy và thưa: "Nhờ đức từ bi của thầy cứu độ, con người tôi được trở lại như bình thường. Thật là ơn tái tạo, tôi xin ghi nhớ trọn đời." Nói xong cúi đầu chào thầy rồi đi vào trong nhà. Trong lúc thầy và người đàn bà đối thoại thì bác sĩ Tâm và vợ chồng người em họ cũng đứng gần đó để quan sát. Nghe những câu trả lời của bà cô, bác sĩ Tâm có cảm giác như đã ở trong giấc mộng. Căn bệnh mắt trí đã dài dò cô mình suốt 10 năm. Mình là bác sĩ chuyên khoa thần kinh để hết lòng chữa trị mà không tiến hiệu. Nay chỉ có một cái nhìn, không đọc kinh, không bùa chú, không một hình thức phù phép nào mà thầy chữa được căn bệnh trầm kha trong 5 phút đồng hồ. Thật là quyền diệu, nhiễm màu ngoài tưởng tượng của con người. Mới biết trong lĩnh vực siêu hình quyền bí có những việc mà khoa học và trí lực của con người không thể nào làm được và lý giải được. Ông bác sĩ, qua những câu trả lời của bà cô, bác sĩ có nhận thấy được có chỗ nào có sai không? Đó là hỏi thầy hỏi ông bác sĩ Tâm. Ông bác sĩ Tâm quay lại với thực tế, chắp tay xá thầy và đáp: "Bạch thầy, thật là vạn hạnh cho gia đình chúng tôi. Cô tôi đã được trở lại bình thường và những câu trả lời đều đúng. Chúng tôi xin khấu đầu bái tạ ơn thầy đã từ bi tế độ. Thầy quả thật là bậc siêu hình vượt hẳn trí lực và năng động tối hậu của con người trên cõi thế gian này." Đức thầy đáp: "Cảm ơn bác sĩ đã quá khen. Thật ra trong lĩnh vực quyền vi của tôn giáo, người đời cũng khó mà tin được, vì nó không có hình thái thực tế. Thấy được hay không điều đó, đức tin của mình mới có hay không mà thôi. Theo cái thuyết nhân quả của nhà Phật thì tất cả chúng sanh đều phải bị chi phối theo định luật này. Từ giàu sang đến bần khổ, an nhiên khỏe mạnh, hoạn nạn tật nguyền, cho đến những sự may rủi buồn vui sẽ xảy ra hàng ngày đều do nhân sinh ra quả. Nếu nhân toàn thiện thì quả đương nhiên cũng do đó mà toàn thiện, và ngược lại. Dầu rằng ơn trên ban bố cho tôi có đôi chút khả năng quyền diệu để tế độ chúng sanh, nhưng không thể nào việc nào tôi cũng làm được, và bệnh nào tôi cũng trị được. Được hay không là do cái nhân liên hệ của người trong cuộc đó. Ví như bà cô của bác sĩ, tuy mang bệnh trầm kha, nhưng tôi chữa trị được nhanh chóng là nhờ cái nhân xấu tiền kiếp của bà không có quá nặng nề lắm.
còn người tôi không nhận chữa là không nhận chữa trị được là kiếp số của họ sắp mãn, hoặc là cái nhân tiền kiếp của họ quá xấu mà tha lực và từ bi của Phật không cứu độ được. Cái kiếp số của con người thì khó thay đổi, còn cái nhân xấu có thể được hỷ xả hoặc giảm đi là nhờ biết ăn năn sám hối, nhờ tha lực từ bi của chư Phật gia hộ. Chiếc đồng hồ trên tường thông thả buông 3 tiếng. Nhìn bác sĩ Tâm, thầy nói đêm nay cũng đã sắp tàn. Tiếp theo đây là mẫu chuyện giữa Đức Thầy và bác sĩ Trần Lĩ luận về cái thế giới cực lạc Tây Phương. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Xét quả trần thống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh xen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui thiệt đáo. Bác sĩ Trần Lị đứng dậy, chắp tay xá thầy. Sau khi dứt một đoạn giảng như thế, bác sĩ Trần Lị nói: Kính thưa thầy, tôi là một bác sĩ ở Pháp về, xin thú thật từ nhỏ đến lớn tôi chỉ lo việc học hành, nên không có cơ hội nghiên cứu về Phật đạo, mặc dù gia đình tôi vẫn tôn thờ đạo Phật. Qua những lời chỉ dạy vừa rồi của thầy đã giúp khá nhiều hiểu biết về cái sự nhận thức cái thực chất của cõi đời ở trên thế gian này, và thầy cũng minh thị con đường giải thoát với cõi tịnh độ Tây Phương cực lạc. Vậy xin thầy chỉ dạy về vấn đề lĩnh vực này. Nhìn người khách, thầy ôn tồn đáp. Thầy nói: Luận giải về những cảnh giới siêu hình là một vấn đề hết sức là sâu sắc với lý huyền vi mà con người ở cõi thế gian này có thể tin tưởng và hiểu biết được. Nhưng những cái luận giải đó không phải là chuyện quan được. Đến ngày nay, nếu các nhà thiên văn học nhận định rằng cái vũ trụ bao la vô cùng tận này nó có vô số hành tinh, và quả đất ta đang ở cũng là một hành tinh, thì những cảnh giới siêu hình của các tôn giáo đề cập như là Tây Phương cực lạc quốc, thiên đàng hay địa ngục vân vân, ắt không phải là sự tưởng tượng mơ hồ huyễn hoặc đâu. Nghiên cứu về vũ trụ với những thái dương hệ và vô số hành tinh mà ngày nay nhiều nhà khoa học đang theo đuổi là một tiến trình khoa học. Theo tôi nghĩ, trong những thập kỷ tới, các quốc gia tiên tiến sẽ đi thi đua thám hiểm không gian, tìm hiểu những huyền bí của vũ trụ. Cách đây khoảng 25 thế kỷ, khi mà loài người chưa hiểu biết gì về khoa học vật lý, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phán rằng cái vũ trụ bao la vô cùng tận này nó có tam thiên đại thiên thế giới, trong một đại thế giới nó có nhiều thế giới nhỏ. Sự lượng định này đến ngày nay trên 2500 năm sau đâu có gì sai biệt cái sự phát hiện của các nhà thiên văn học, mà tôi đã nghĩ đến hàng chục thế kỷ nữa chưa chắc loài người khám phá được hết những huyền bí của vũ trụ này. Trong kinh A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni có phán rằng cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một quốc độ gọi là Tây Phương cực lạc quốc. Trong thế giới đó có Đức Phật A Di Đà đang nói pháp, thì quốc độ đó ta có thể nghĩ rằng là một hành tinh trong vô số hành tinh trong vũ trụ. Như vậy thì sự chỉ dẫn đó đâu phải là vô căn cứ, mà dân trong xứ đó không có sự khổ nên gọi là cực lạc quốc. Nói tóm lại, với tâm đạo, nếu ông muốn hiểu biết thêm về Tây Phương cực lạc quốc, ông có thể nghiên cứu quyển A Di Đà kinh, ắt không sẽ bị toại nguyện, chắc ắt là ông sẽ được toại nguyện. Nói xong, thầy chăm chú nhìn người khách đối diện. Bác sĩ Trần Lĩ đứng dậy, chắp tay nói với thầy: Kính thưa thầy, qua những luận lý thầy vừa giải đáp, tôi xin cúi đầu bái phục. Nhưng tôi cũng còn một vài điều mong được thầy chỉ dạy thêm. Cái thứ nhất, như thầy vừa bảo, Đức Phật lượng định ở trong bầu vũ trụ này có tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì trong những thế giới đó
có bao nhiêu thế giới có người ở. Thứ hai, quả đất ta đang ở do đâu mà duy trì được cuộc sống còn. Thứ ba, chư Phật ở quá xa vời với cõi thế gian này, ví như Tây Phương Cực Lạc Quốc cách đây đến 10 ức Phật độ, thì làm sao chư Phật thấy biết được những sự việc ở cõi đời mà đến cứu độ chúng sanh. Nhìn người khách với vẻ trầm ngâm mấy giây, thầy mỉm cười đáp: tôi nghĩ hình như ông có cảm giác đang ngồi trong một viện nghiên cứu khoa học nổi tiếng với những nhà bác học lỗi lạc, nên ông mới đặt ra những câu hỏi khá lý thú như vậy. Thật sự ông cũng biết tôi là cái người tu hành, giả lại trình độ học vấn dở dang mà phải giải đáp những đề lý đó, phải chăng là quá đáng? Tuy nhiên, nhưng mà câu cật vấn của ông dầu là do ý nghĩ tìm hiểu hay thử thách, tôi cũng cố gắng làm thỏa mãn ông phần nào. Nếu có gì sơ xuất kém cỏi, ông cũng thông cảm cho. Xin trả lời câu thứ nhất của ông. Về vấn đề Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, như tôi vừa trình bày, sự luận định của Đức Phật khi xưa cách nay khoảng 2500 năm vẫn không sai biệt với sự nhận định của các nhà thiên văn học ngày nay. Tức là trong cái không gian bao la vô cùng vô tận này, nó có vô số hành tinh, và quả địa cầu mà ta đang ở cũng là một hành tinh và có người ở. Theo sự luận định của tôi, một hệ thống mặt trời là thái dương hệ, nên chỉ có một hành tinh có người ở. Ví như hệ thống mặt trời liên hệ với quả địa cầu này, thì chỉ có quả địa cầu là có người ở, còn những hành tinh anh em như là nguyệt cầu, sao quả, sao kim vân vân là những hành tinh không có người ở. Trong nhiều thập niên tới, nếu loài người ở địa cầu này có khả năng thám hiểm không gian, thì lúc đó ắt cũng có người đến đó ở và đến các hành tinh khác, và họ có thể đến thám hiểm các địa cầu. Theo tôi thì trong các thế kỷ từ 21 trở đi sẽ có những cái diễn biến quan trọng giữa các hành tinh, mà sức tiến bộ khoa học của loài người trên quả địa cầu này e khó sánh kịp với các hành tinh khác. Xin trả lời câu thứ hai. Vấn đề do đâu mà quả đất duy trì được cuộc sống? Hay nói một cách khác là do năng lượng gì cung cấp sự sống cho quả địa cầu là một đề lý khá sâu sắc về khoa học mà tôi nghĩ rằng càng về sau các nhà khoa học sẽ tìm ra những giải đáp càng cụ thể hơn với những phát minh cao độ. Lý giải điểm này theo tôi thì phải đứng trên hai lĩnh vực: đức tin và khoa học. Đức tin là yếu tố siêu hình luôn luôn chủ trì tiềm thức những người tin tưởng có thật, có thượng đế, có thánh thần vân vân. Còn về khoa học là yếu tố trực tiện thực tiễn trong việc tìm tòi, nghiên cứu và phát minh. Với ông là một bác sĩ, tôi chỉ luận giải về đề tài này theo khía cạnh khoa học để ông vẫn dễ nhận xét hơn. Ông cũng biết mặt trời là một hành tinh vĩ đại, đường kính lớn hơn quả địa cầu này hàng mấy trăm ngàn lần, có một nhiệt độ kinh khủng bằng chục triệu độ. Mặt trời tỏa năng lượng qua dạng ánh sáng thổi đi khắp cả chung quanh, và một phần nhỏ xuyên qua bầu khí quyển cung cấp cho mọi sức sống còn có của địa cầu. Dầu quả dưới lòng đất được tạo thành cũng do năng lượng mặt trời kết nạp trong cỏ cây hư thối. Mây mưa cũng nhiều nhiệt độ mặt trời làm cho biển bốc hơi nên tạo thành. Cỏ cây hoa màu tăng trưởng cũng đều do ánh sáng mặt trời. Nói tóm lại, sự sống còn của quả địa cầu theo khía cạnh khoa học hoàn toàn tùy thuộc vào ánh nắng mặt trời. Hay nói một cách khác, nếu nhiệt độ mặt trời dịu bớt đi hoặc là tăng thêm thì đó là cái nguy cơ tiêu diệt của địa cầu. Ngừng vài giây, thầy nói tiếp. Vấn đề sau cùng là sự thấy biết của chư Phật đối với thế gian. Lý giải điểm này là một đề lý siêu nhiên, vượt quá xa với trí tuệ của con người. Thực ra nhận xét về không gian bao la vô cùng tận với vô số hành tinh, mà từ hành tinh này đến hành tinh kia cách nhau quá xa vời, chư Phật lại hiểu biết dễ dàng là một điều khó tin tưởng.
Tôi xin trả lời câu hỏi thứ ba. Giải đáp thắc mắc này, tôi xin phân tích qua hai khía cạnh: hiệu năng và đức tin. Đối với người tôn giáo, sự tin tưởng có đấng thiêng liêng luôn luôn tuyệt đối, vì các ngài là những bậc toàn năng toàn giác, hiểu biết tất cả mọi sự, giàu ở gần hay ở xa, muôn trùng diệu dợi. Trong đẳng cấp Phật đạo, A-la-hán là quả vị thấp nhất, nhưng cũng đã đạt được lục thông. Thiên nhãn thông tức là ở đâu cũng nhìn thấy được. Thiên nhĩ thông tức là ở đâu cũng nghe được rất rõ ràng. Tha tâm thông tức là hiểu biết rành rẽ trong lòng dạ của người khác. Túc mạng thông tức là hiểu biết đầy đủ về kiếp số mạng của mình. Thần túc thông tức là đi đâu cũng được và nhanh chóng như ánh sáng. Lậu tận thông tức là không còn luân chuyển trong dòng sanh tử luân hồi. Với sáu cái thông này, chư Phật, chư Thánh thừa khả năng nhìn thấu, hiểu biết tất cả những gì trong tam thiên đại thiên thế giới. Đại phàm lý giải một đề tài gì, dầu là siêu hình, nếu có được sự dẫn chứng thực tế là thêm một sự kiện chiếu rọi cho người ta thấy được sự việc ít nhất một phần nào. Nói đến đây, Đức Thầy nhìn người khách và hỏi: ông học ở Pháp nhiều năm, chắc ông cũng biết thành phố Paris. Và sáng nay khi ông đến đây, ắt đã tới chợ Bạc Liêu. Chắp hai tay lên ngực, bác sĩ Trần Lĩ đáp: dạ đúng vậy. Thầy mỉm cười, nói tiếp: bây giờ ông hãy nhắm mắt lại, ông tưởng chợ Bạc Liêu, coi ông có thấy không. Làm theo lời bảo, bác sĩ Trần Lĩ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra và đáp: dạ đúng, tôi thấy liền chợ Bạc Liêu. Đức Thầy tủm tỉm cười. Thầy lại bảo thêm: ông cũng nhắm mắt lại tưởng Paris, ông có thấy không? Dạ tôi cũng thấy được liền, bác sĩ Trần Lĩ đáp nhanh. Thầy cười và bảo: đó, ông thấy không, chợ Bạc Liêu ở kế bên đây, còn Paris xa cách muôn trùng, nhưng khi ông nhắm mắt lại tưởng đến thì vẫn thấy liền như nhau. Chư Phật chư Thánh là những bậc toàn năng toàn giác, đã trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, chuyển luân độ đời trong tam thiên đại thiên thế giới, nên sự hiểu biết khắp cả vũ trụ là một điều không có gì là kỳ quặc hết. Sở dĩ người thế gian không được tin như vậy là vì họ không có trình độ giác ngộ và trí tuệ bằng chư Thánh Phật mà thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện Đức Thầy đi trình báo. Sáng nay trời đổ mưa nặng hột, không gian âm u trong bức màn mây đen kịch phủ kín tận chân trời. Sấm sét vang lên từng cơn như tiếng gầm thét của thiên thần dọa nạt trần gian. Chợ Bạc Liêu chìm đắm trong bóng mưa dày đặc. Nhà của ông Giỏi Văn Giỏi, cựu thơ ký của Soái phủ Nam Kỳ, nguy nga tráng lệ, nằm ở trung tâm thị xã như một cô gái mỹ miều hương sắc đứng dưới cơn mưa. Đức Thầy trong bộ nâu sòng đang tựa mình ở bên sông cửa, vẻ mặt trầm tư nghĩ ngợi nhìn ra bầu trời xám xịt. Rời nhà thương chợ quán từ ngày 11 tháng 5 năm Tân Thị 1941, Thầy lại bị đưa vào bót Katina ở Sài Gòn 8 ngày để bọn mật thám điều tra bổ túc. Đến ngày 19 tháng 5 năm Tân Thị 1941, Thầy mới được đi Bạc Liêu và đến ở tại nhà này. Tại đây, đám cầm quyền tỉnh đối xử với Thầy gắt gao hơn ở đâu hết. Có lẽ là do lệnh của Soái phủ Nam Kỳ, chúng bắt buộc Thầy mỗi sáng thứ hai phải đến trình diện tại sở mật thám tỉnh, và nhất là không ai được lui tới nhà của ông Ký Giỏi ngoại trừ thân nhân của gia đình này. Ngoài tiếng động, Thầy quay lại thấy cô Ký Giỏi đang thập thò ở ngoài cửa, liền hỏi: có việc gì không cô Ký? Cô Ký đáp bạch với Thầy: có chú lính ở sở mật thám đến mời Thầy đi trình diện, đang đứng chờ ngoài cổng. Thầy mỉm cười, không thốt lời nào, đi thẳng lại bàn giấy lấy bút rồi ngồi xuống viết nhanh trên mảnh giấy. Viết xong, Thầy đưa mảnh giấy cho cô Ký Giỏi, rồi giói tay lấy cây dù
đã để và bước thẳng ra ngoài đường. Cô ký dõi theo. Cô ký dõi theo sau kính cẩn thưa: bạch với thầy, con xin phép được đi theo thầy. Thầy mỉm cười đáp: khi chưa biết đường thì nhờ người ta chỉ đường, khi biết đường rồi thì mình phải tự đi. Cô ký giỏi chắp tay thưa: bạch thầy, con đã rõ. Từ xa tiếng sét đưa lại chát chúa làm cô ký giỏi giật mình, mảnh giấy trên tay xích rơi, khiến cô sực nhớ lại thầy vừa đưa cho mình một mảnh giấy. Cô dội nhìn xem thì ra ba bài thơ tứ tuyệt: việc chi mà phải đi trình báo, mỗi tháng bốn kỳ nhọc cẳng ông, đợi mái quyền cơ xây đến mức, tính sao cuộc thế lại non bồng. Thứ hai bừng sáng mưa tầm tạ, lính đứng ngoài đường dục giả ông, kiếp số kiếp khách trần gian, kiếp khách trần ai dai lắm nợ, để đền trọn nghĩa với non sông. Người cười người nhạo bảo ông điên, ông chẳng giận ai cũng chẳng phiền, chỉ tiếc trần gian đùa quá dội, chưa tường liên tục hay điên kiên. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện trị bệnh dạ dày cho bà cò Ba Rin. Ánh trăng vừa nhô lên khỏi mái nhà, trong đêm rằm những tia sáng êm đềm nhẹ nhẹ bước qua sông cửa, hòa mình trong ánh sáng đèn điện trong căn phòng vắng vẻ, tạo ra một quang cảnh mơ màng trầm lặng. Thầy đang ngồi trên bộ giáng để tưởng niệm, bỗng có tiếng gõ cửa và tiếp đó cánh cửa phòng mở toang ra. Một người đàn bà trạc tuổi 30 với vẻ đẹp kiêu sa kiều diễm từ từ bước vào, cúi đầu chào thầy và nói: kính chào thầy, tôi là vợ cò Ba Rin, đường đột vào đây có vài điều muốn thảo luận với thầy, mong thầy hoan hỷ chấp nhận. Hồi chiều này tôi được nghe ông cò nói về chuyện của thầy, làm như có cái gì khiến lòng tôi rất là xúc động. Trước đây có một số chị em bạn của tôi ở tại chợ Sa Đéc đến trị bệnh với thầy, có lên Hòa Hảo nhờ thầy trị bệnh, đều được lành mạnh. Mấy chị em có thuật lại cho tôi nghe về những cái thiên tài xuất sắc của thầy, làm cho tôi rất ngưỡng mộ và có ý định nếu có dịp sẽ lên Hòa Hảo một lần. Nay cơ trời dung rủi thầy lại đến chỗ này, tôi đã xin phép ông cò Ba Rin để vào đây gặp thầy. Thầy đứng dậy cúi đầu chào vợ cò Ba Rin và nói: tôi xin đa tạ lòng tốt của bà không ngại tỵ hiềm vào đây gặp tôi. Bấy nhiêu đó cũng là một niềm an ủi quý giá ban cho tôi cái bước đường trung chiên hành đạo. Là người tu hành, dù ở trong hoàn cảnh nào tôi cũng cố gắng thể hiện đức từ bi của chư Phật đối với mọi người. Chứ thật ra tôi cũng chẳng có gì gọi là xuất sắc. Nếu bà không nê chấp, kính mời bà an tọa và có điều chi cần xin tự nhiên. Bà cò Ba Rin ngồi xuống chiếc ghế để sẵn tại cái bàn nhỏ ở trong phòng và nói: kính mời thầy ngồi. Đức thầy đáp: xin cảm ơn bà cò. Nói xong thầy cũng ngồi xuống đối diện với vợ cò Ba Rin, chăm chú nhìn thầy. Mấy giây rồi vợ cò Ba Rin cất tiếng: thưa thầy, đêm nay tôi đến đây là có ý hai điều kiện xin muốn nói với thầy. Một là tôi đang bị bệnh dạ dày, đã trải qua sự trị liệu của nhiều bác sĩ, nhiều đông y, y sĩ, nhưng vẫn không lành mạnh. Nay nhờ thầy từ bi chữa trị giùm tôi coi thế nào. Hai là thầy viết giùm tôi một bài sấm giảng. Chú ý nghe vợ cò Ba Rin nói xong, thầy thông thả đáp: tôi trị liệu các chứng bệnh chỉ bằng nước lã và giấy vàng, và bất cứ ai cũng có thể điều trị với một điều kiện duy nhất là tự xét mình có đủ đức tin hay không. Vợ cò Ba Rin nói: tuy tôi có chồng dân Pháp, nhưng tôi vẫn là một người đàn bà Việt Nam mang truyền thống tín ngưỡng Phật trời, thầy có thể chấp nhận được lòng thành tôi. Vợ cò Ba Rin năn nỉ. Nhìn vợ cò Ba Rin với niềm cảm động, thầy bảo: lành thay, ở đây không có giấy vàng, bà có thể uống nước lã thôi. Vậy xin bà cho người lấy giùm một ly nước. Nhìn ra phía cửa phòng, một người đàn bà đang túc trực tại đó.
Vợ Cò Ba Rin ra lệnh: "Chị đi lấy cho tôi một ly nước lọc vào đây." Chốc sau ly nước được mang đến. Thầy tiếp lấy ly nước, tập trung nhãn lực nhìn vào mấy giây rồi đưa cho Cò Ba Rin, đưa cho vợ Cò Ba Rin và nói: "Xin mời bà uống. Nguyện cầu ơn trên chư Phật gia hộ cho bà sớm tiêu trừ bệnh hoạn. Nếu thấy có hiệu quả thì trong 7 ngày liên tiếp cứ mỗi buổi sáng sớm bà uống một ly nước lọc như vậy." Tiếp theo là mẫu chuyện